Chương 3602, chẳng lẽ có liên quan đến đảo Thủy Tinh? Hiện giờ có thể chứng thực, địa bàn của tộc người A Cổ Lạp có sản xuất thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Chẳng lẽ nó thật sự trùng hợp với đảo Thủy Tinh thần bí? Diệp Phàm thắc mắc rất lớn trong lòng, đương nhiên cũng mang đến cho Diệp Phàm niềm vui. Nếu như có thể tìm được lượng lớn thiên trọng nguyệt âm chi lộ, chẳng những có thể dùng nó để chế tạo ra dung dưỡng hoàn, hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể tăng công lực của Mỹ Nhân Ngư, đây là sản phẩm dinh dưỡng cao của cô. Thậm chí, nếu có đủ thì Mỹ Nhân Ngư hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn ngay hiện giờ. Trước mắt đã gần đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nếu Mỹ Nhân Ngư có thể đột phá, thì trên người Diệp Phàm có 3 cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Dù gặp cao thủ bán niệm khí như thiên đao Diệp Phàm cũng có thể đấu lại, thắng bại là 50-50. Diệp Phàm phát hiện, thiên trọng nguyệt âm chi lộ thật ra chính là nước rất tinh khiết. Gọi nó là nước trinh nữ cũng rất chuẩn xác, bởi vì nó thuần khiết giống như con gái trinh. Bên trong nó không chứa một chút tạp chất nào. Mặc dù Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng phóng đại nhưng lần cũng không tìm thấy chút tạp chất nào. Nhưng thiên trọng nguyệt âm chi lộ tồn tại ở dạng tự nhiên mắt thường có thể thấy. Có lẽ là trải qua phương pháp luyện vật của các cao thủ sẽ không nhìn thấy. Diệp Phàm phát hiện, bên trong còn độ nửa ngón tay út. Tôi muốn thôi, tôi muốn, thứ này rất ngon mà, anh, chút yêu cầu đó cũng không thể thỏa mãn em gái sao. Mỹ Nhân Ngư lại làm núng, hơn nữa tay khẽ kéo tay áo Diệp Phàm. Hắn không thể không phối hợp run rẩy bắt tay vào làm. Nếu không tay áo không có gió lại bay dọa người xấu. Động tác kỳ lạ này thật ra không khiến cho người nhà A Lạp nghi ngờ. Còn tưởng rằng Diệp Phàm vì quá kích động nên thế. Nhưng thật ra Bao Nghị cùng Trương Hùng cảm thấy lạ, nghĩ đến có phải nước trinh nữ có phải là mặt hàng đặc biệt tốt không? Không ngờ có thể làm cho người có kiến thức rộng rãi như Diệp Phàm tay run run. Người ta không chịu bán, cũng không thể chiếm đoạt. Việc này tôi không làm được. Vừa rồi đối phó với Á Kỳ vị y chọc tôi trước. Đối với người thành thật chúng ta đoạt đồ quý của họ. Diệp Phàm khuyên. Tôi mặc kệ, anh không cho tôi sẽ lấy. Mỹ Nhân Ngư giỡn. Lúc trước ông nội Tam Hóa Đại Sư đi đã dặn, anh phải đối tốt với tôi. Anh xem, một chút nguyệt lộ cũng không lấy được, anh làm sao mà quan tâm tốt đến tôi đã sắp chết đói rồi. Từ lần bị thương trước cơ thể đã thu nhỏ lại một nửa. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cho tôi biết mất hoàn toàn trước mặt anh? Dùng bài tình cảm làm Diệp Phàm khó xử, lòng chua xót. Ông A Lạp, ông xem, nguyệt âm chi lộ của ông chỉ còn có nửa bình, nhất định là tự nhiên mất đi, dù sao cũng là nước có phải không? Dù ông bịt kín thì nó vẫn bay hơi theo thời gian. Hơn nữa, thời gian quá dài có thể bay hơi hết hay không cũng khó nói. Nếu mười mấy năm nữa chỉ sợ chỉ còn lại một cái bình. Đến lúc đó trong nhà gặp chuyện gì ông muốn bán đi sẽ không có cơ hội. Chỉ bằng hiện giờ bán đi hoặc đổi những thứ khác về. Có thể đi thành phố đổi chút gì đó, như vậy gia tộc sẽ có cuộc sống tốt có phải không? Diệp Phàm bắt đầu dở trò. Chỉ còn lại nửa bình. A Lạp vừa nghe nhanh chóng lấy lại gần, mặt nhất thời run rẩy kịch liệt. Nhưng vợ tôi đã dặn, phải ở thời điểm thật sự khó khăn mới được bán đi. A Lạp nói. Ông thật cứng nhắc. Nếu thật sự đến lúc đó ông sẽ không có cơ hội, vẫn nên bán đi nhanh thì hơn. Cung Chí Quân khuyên nhủ, có lẽ cũng đoán được ý của Diệp Phàm. Như vậy đi, chúng tôi trao đổi với ông. Ông đem cái này giao cho Diệp tiên sinh, sau đó khi chúng tôi về nước sẽ đưa A Lạp Hãn đến Trung Quốc. Hơn nữa đến công ty chúng tôi làm cán bộ công nhân viên. Làm tốt còn có thể làm lâu dài, bên chỗ chúng tôi gọi là công ăn việc làm ổn định, nói cách khác là cơm không sợ đói. Hơn nữa, tôi có thể đồng ý cho A Lạp Hãn làm tổ trưởng trên công trường. Mỗi tháng có thể có được 800 đô la Mỹ. Thiết Mộc trưởng lão vừa nghe không ngờ cũng động tâm nói. 800 đô la Mỹ, vậy cũng lớn rồi, đổi sang tiền chúng tôi một tháng có thể lấy một bà vợ. Tiền lương một tháng của A Lạp Hãn có thể lấy được một bà vợ sao? A Lạp động tâm. Ông hỏi A Lạp Hãn xem có phải như vậy không? Hơn nữa, đây là chuyện cuộc sống. Đến lúc đó còn có thể đón ông đến Trung Quốc sống cuộc sống giàu sang. Cung Chí Quân nói, người này đúng là lưỡi không xương. Ông nội, đây là sự thật, 800 đô la Mỹ có thể mua được 300 con thỏ. Một ngày nhà chúng ta có một con thỏ lớn, có thể ăn được một năm. Cháu làm một năm nhà chúng ta có thể ăn được 10 năm. A Lạp Hãn nói, cậu ta đương nhiên cũng động tâm, đương nhiên,
Thỏ hoang núi bối Tây lúc đó bán được hơn 10 đồng nhân dân tệ. A Lạp Hãn nói cũng là sự thật, nhưng đến Trung Quốc cũng chỉ có thể mua được mấy chục con, giá khác nhau như độ chênh lệch giàu nghèo thôi. Lãnh đạo, anh có nói thật không? A Lạp hoàn toàn động tâm nhìn Diệp Phàm, biết được bên Trung Quốc gọi là lãnh đạo, đây là nghe cháu trai nói. Ông thấy tôi giống kẻ lừa đảo giao, chúng ta có thể ký hợp đồng trước. Hơn nữa, đồng chí Cung Chí Quân chính là người phụ trách của nhà máy phát điện. Ông cũng nên tin anh ấy. Diệp Phàm sau đó lại lôi Cung Chí Quân ra, cuối cùng tất nhiên là xong thỏa thuận. Kết quả và chuyển tay đã bị Mỹ Nhân Ngư một hơi uống hết, còn liếm đầu lưỡi làm Diệp Phàm nghiến răng. Anh, đây chính là nơi sản xuất loại nước này. Anh lấy cho em nhiều một chút, đến lúc đó công lực của em cao cũng có thể giúp anh làm nhiều chuyện có phải không? Có khi em sẽ lớn dần lên như ông nội nói, về sau sẽ thành một con người thực sự. Đến lúc đó em sẽ có thể làm cho anh ấm giường. Mỹ Nhân Ngư ngọt ngào nói với Diệp Phàm làm hắn thiếu chút nữa ngất xỉu. Còn muốn nữa, ông trời của tôi ơi, em gái của tôi ơi, rõ ràng muốn dùng đuôi của em bỏ rơi tôi rồi. Diệp Phàm thiếu chút nữa hét lên. Em sẽ không bỏ rơi anh là người em yêu nhất. Công lực của em cao, em còn phải bảo vệ anh. Anh yên tâm, em là của anh. Mỹ Nhân Ngư nói làm Diệp Phàm thật sự té xỉu. Ban đêm thật sự im lặng, trừ tiếng kêu của chó gà ra rất ít nhìn thấy người. Bởi vì không có điện cho nên, người của dân tộc đã đi ngủ sớm. Nạp Hán cho mỗi vị khách quý một cô gái da đen của tộc người A Cổ Lạp. Nhưng, mọi người không có tâm trạng về việc này. Mỹ Nhân Ngư cũng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm làm hắn phải đưa cô gái da đen sang giường bên kia. Một đêm như vậy hắn thiếu chút nữa mắc chứng mất ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai mới đến trại Thánh Nữ Phong của tộc A Cổ Lạp cuối cùng. Thánh Nữ Phong cao đến 2.000 mét, là ngọn núi cao nhất của dãy núi Bối Tây. Đương nhiên cũng là trung tâm chính trị và quyền lực của tộc người A Cổ Lạp. Đương nhiên nói là trung tâm chính trị có chút quá, nói tương đối thôi. Gọi là Thánh Nữ Phong thật đúng là có chút thực lực. Bao Nghị cười nói. Sao thế? Trương Hùng hỏi. Anh ngẩng đầu nhìn xem có phải giống như hai vú của phụ nữ không? Bao Nghị cười, Diệp Phàm ngẩng đầu thấy thật sự là rất giống. Quá giống, mẹ nó, ngay cả hai đầu nhũ hoa cũng rất rõ ràng. Cung Chí Quân cười nói. Theo truyền thuyết khi thần nữ hạ giới đến chỗ chúng tôi, năm đó để chống lại thiên tai nữ thành hóa thành Thánh Nữ Phong trấn áp thiên tai. Cậu thấy không, trại cuối cùng của chúng tôi đóng dưới chân núi. Bởi vì trên ngọn núi chính là nữ thần Thánh Thiện. Đó là vùng cấm địa của tộc người A Cổ Lạp chúng tôi. Ngoài thánh nữ có thể đến đó, dù là Thạch Vương cũng không thể đi vào. Tuy nói vua là thủ lĩnh cao nhất của tộc người A Cổ Lạp chúng tôi. Nhưng thánh nữ mới là vị thần tôn kính nhất của mỗi người chúng tôi. Thiết Mộc trưởng lão cười nói. Vậy tôi thấy thánh nữ mới thật sự là thủ lĩnh cao nhất của A Cổ Lạp. Thánh nữ có phải là có thể cách chức vua không? Bao Nghị cười hỏi. Có thể, nhưng thật sự có quyền vẫn là vua. Thánh nữ Á Thủy Thanh Thanh rất ít khi gặp cô. Cô là một người thần bí, chỉ cần khi bộ tộc có việc lớn mới xuất hiện. Ví dụ như bị người ngoài tấn công nguy hiểm đến an toàn của bộ tộc. Còn ví dụ như mỗi lần hiến tế trong năm mới xuất hiện. Thánh nữ không thua gì thánh chỉ của hoàng đế của các cậu thời xưa. Mỗi người A Cổ Lạp đều coi thánh nữ là thần sống. Thiết Mộc nói. Có người trộm đến khu thánh địa của các ông không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, cấm địa thần bí của chúng tôi cũng có người ngoài không tin trộm đi vào. Nhưng, cuối cùng đều bị tàn phế, thậm chí chết được đồng bọn dẫn ra. Hơn nữa, một đám đều khủng hoảng đến cực điểm, cũng không dám nói chuyện về khu cấm địa nữa. Từ khi xảy ra nhiều lần, mấy chục năm nay căn bản không ai dám đi đến đó. Nếu như người trong bộ tộc đi vào sau đó sẽ thành người si ngốc. Thiết Mộc trưởng lão nói, dáng vẻ thành kính bái về phía bầu vú thánh nữ. Mấy người Diệp Phàm cũng giả vờ chắp tay cung kính, tôn trọng phong tục của người ta thôi. Thánh điện đâu? Đi đến một khu rộng trải đá, Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Ở kia, Thiết Mộc trưởng lão chỉ lên phía trước. Đây chính là thánh điện cao quý của các ông. Trương Hùng vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, là nó. Thiết Mộc vẻ mặt trang trọng vái vái. Tộc người A Cổ Lạp gọi là thánh điện cũng quá thảm, căn bản không thể gọi là cung điện. Chỉ mấy cột đá dựng thẳng đứng lên trời. Nếu trên cột đá không có những dòng chữ kỳ lạ thì còn tưởng rằng đây là một cứ điểm. 10 cột đá xếp hàng, cây cột trải qua 5 tháng đã có vẻ cũ kỹ. Phủ xung quanh cột là rêu đến hàng mét,
Từ xa nhìn lại chính là 10 cây cột màu xanh biếc. Thật chí thời gian sói mòn làm cho trên cây cột xuất hiện nhiều vũng nước. Chương 3603, Điện Thánh Nữ. Xung quanh xây rất nhiều nhà gỗ rải rác xung quanh núi. Bởi vì cây cối lớn hơn nữa, nhà ở cách xa quảng trường rộng này ít nhất 200 mét cho nên quảng trường rất riêng biệt. Chỉ 10 cây cột sao có thể gọi là cung điện, không phải là điện thánh nữ của các ông bị người ngoài tấn công hoặc gặp đả kích nghiêm trọng nào đó, hiện giờ chỉ còn 10 cái trụ lớn. Diệp Phàm hỏi. Không phải, cho đến bây giờ nó vẫn là như thế. Hơn nữa, phía sau 10 cột đá là thánh nữ phong. Có người nói 10 cột đá này chính là chỗ linh nguyên của thánh nữ phong. Mỗi năm một lần đến lễ hiến tế lớn 10 cột đá đều tỏa ra sương mù dày đặc. Lúc đó Thác Thái Thạch Vương sẽ đặt dưới 10 cột đá này 10 cái bình. Vài ngày sau khi sương mù dần biến mất, những bình này sẽ thu được trên dưới 100 lít nước trinh nữ. 10 cây cột này hàng năm đều thu được 100 lít nước trinh nữ, dùng nước này bán lấy tiền có thể mua rất nhiều sản phẩm phục vụ cho cuộc sống cùng với mua thêm một ít thiết bị cần thiết cho bộ tộc. Ví dụ như bảo dưỡng đường, các trưởng lão, tộc trưởng, trại chủ và vua hàng năm cũng được một phần tiền từ nước này. Như các cậu gọi đó là tiền lương. Ngoài ra 10 cây cột này tạo ra nước trinh nữ là tốt nhất, phối thành thuốc sau bán được giá. Đây là thánh nữ tạo phúc cho tộc người A Cổ Lạp chúng tôi. Thiết Mộc trưởng lão nói. Lạ thế, chẳng lẽ nguồn nước trinh nữ ngay dưới cột đá này? Hồng ta dùng truyền âm mật thuật nói. Có thể, tôi nghĩ không biết cột đá này không biết có phải có khả năng hấp thu nước trinh nữ không? Hút nước dưới mặt đất lên ngưng tụ vào bình. Nhưng khó hiểu là hàng năm chỉ có một lần, việc này có vẻ không thích hợp. Diệp Phàm nói, không có gì lạ, có lẽ mấy ngày này nước trinh nữ dưới lòng đất đặc biệt hơn cho nên mới có thể hút lên. Bình thường vì lượng nước quá ít mà không hút lên được. Giống như nước suối vậy, tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ bị hút lên. Thiên Đao nói, ba người dùng truyền âm mật thuật nói chuyện. Ha ha, chờ buổi tối chúng ta đi xuống sẽ biết được ổ của nước trinh nữ. Ít nhất có thể lấy một chút đi. Hồng ta cười gượng. Nếu không thể lấy từ chỗ khác thì chỉ có thể như thế. Diệp Phàm nói. Ô ô ô. Lúc này đột nhiên tiếng giống hùng hồn. Thác Thái Thạch Vương muốn đi ra, đây là sự tôn kính với khách quý. Thiết Mộc trưởng lão cười nói. Không lâu, vang lên tiếng rầm rầm, sàn nhà cũng run lên, những người A Cổ Lạp sống trong những ngôi nhà gỗ tất cả vội vàng tụ tập lại. Tất cả là mấy nghìn người. Không lâu, tiếng kèn lại vang lên, giống như tiếng trống hành quân, mấy nghìn người giống như đi đều. Diệp Phàm phát hiện, một đại đội đã đến. Phía trước cách đó không xa có một bóng người cao lớn đang ngồi trên một cái ghế gỗ, ghế rất lớn, có lẽ không thua gì ghế của Càn Long thời xưa. Khi đến gần Diệp Phàm mới kinh ngạc phát hiện, Thác Thái Thạch Vương ngồi trên ghế gỗ, được 10 người khênh đi giống như là cưỡi trên người sư vương đi từ từ. Phía trước ghế đều là những dũng sĩ cường tráng của bộ tộc A Cổ Lạp. Có lẽ còn hơn 100 người, rất giống như hoàng đế ngày xưa, chỉ là họ không mặc trang phục giống nhau thôi. Phía sau Thác Thái Thạch Vương là đội ngũ các cô gái, trước đó cũng có mấy cô ngồi trên ghế được khiêng. Các cô là 10 thê tử của Thác Thái Thạch Vương. Thiết Mộc trưởng lão giới thiệu. Còn cô gái áo hồng cưỡi trên người vật giống như sư tử đi theo sau đội ngũ thê tử. Nhưng Diệp Phàm cũng không phát hiện chị của cô gái áo hồng Á Thủy Thanh Thanh. Tiếp phía sau chính là các nhân vật quan trọng trong bộ tộc, tiếp sau đó chính là đội ngũ nhân dân khổng lồ của bộ tộc. Sao Á Thủy Thanh Thanh không tới? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, tôi nói rồi, cô rất thần bí, cô sẽ bay đến. Thiết Mộc trưởng lão cười nói. Sau đó Thiết Mộc nhanh chóng chạy lên vẻ cung kính quỳ xuống. Thiết Mộc trưởng lão không phải là người có phân lượng trong bộ tộc A Cổ Lạp. Ông ấy chỉ là một trưởng lão nhỏ trong ủy ban trưởng lão của bộ tộc. Thật ra chính là do các tù trưởng cử ra tham gia vào ủy ban trưởng lão mà thôi. Ở tổng bộ căn bản ông ta không có nhiều địa vị. So với các trưởng lão ở tổng bộ này căn bản không khác gì người hầu. Có chút giống với một cục trưởng của huyện đến thành phố không bằng một trưởng ban. Ngay cả xe riêng cũng không có, muốn xe chỉ có thể là xin xe. Còn ở dưới huyện thì một tay anh quản lý cả cục. Xe riêng nhất định là có. Dừng. Đến cách Diệp Phàm khoảng 50 mét, Thác Thái Thạch Vương vung tay lên, đội ngũ lập tức dừng lại, xem ra, thật đúng là huấn luyện nghiêm túc. Diệp Phàm phát hiện Thác Thái Thạch Vương rất cao lớn, thật sự giống như người vượn thu nhỏ, khuôn mặt xù xì đầy râu, màu đen rắn giỏi. Cao chừng 2 mét,
đi làm một năm kiếm mấy triệu đô la Mỹ hẳn là không khó. Làm vua ở đây một năm nhiều nhất cũng 20-30 nghìn đô la Mỹ tiền lương. Đương nhiên, làm vua cũng có chỗ tốt của vua, có mấy chục nghìn dân, mỹ nữ nhiều, vợ nhiều, còn không biết là có bao nhiêu. Cứ 10 bà vợ này lại không chấp hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, thì tổng cộng số con cũng đủ một trung đội. Không chừng thác Thái Thạch Vương ăn Thái Tuế ngàn năm của Diệp Phàm xong thì lên đến đại đội cũng nên. Diệp Phàm chuyển ánh mắt từ trên mặt thác Thái Thạch Vương lên người những con vật giống sư tử, phát hiện đầu lớn hơn sư tử. Chiều dài cơ thể không ngờ đạt đến 4 mét, cao khoảng 1m7, bầm dựng đứng thật đúng là dọa người. Đối với tài nghệ huấn luyện của người A Cổ Lạp, Diệp Phàm thầm giật mình. Sư tử này thật đúng là nghe lời, hình như có thể nghe hiểu tiếng người vậy, nói rừng là rừng, nghe lời còn hơn người. Diệp Phàm lúc này đối mặt với thác Thái Thạch Vương không ngờ trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình cưỡi sư vương uy phong trước mặt Kiều Viên Viên. Cậu chính là Diệp Phàm. Thác Thái Thạch nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lúc này cô gái áo hồng đã đến bên cạnh ông ta. Đúng vậy. Diệp Phàm đứng dưới đất ngẩng lên nhìn thác Thái Thạch một cách ngạo nghễ. Tuy nói thác Thái Thạch đứng lên trên ghế cao, có uy lực như ngọn núi. Nhưng Diệp Phàm có khí chất của một cao thủ tiên thiên, thác Thái Thạch Vương có lẽ còn chưa đạt đến tiên thiên cho nên, Diệp Phàm đương nhiên khí thế hơn ông ta. Quả nhiên thác Thái Thạch đột nhiên cả kinh. Ha ha ha, anh hùng thiếu niên, thác Thái tôi bội phục. Thác Thái Thạch thấy khí thế của mình không áp được Diệp Phàm, ngược lại cho ông ta cảm giác không đứng vững trên ghế, nhanh chóng hạ mình. Ha ha ha, thác Thái Vương rất phong cách, mẫu đàn ông điển hình của tôi. Diệp Phàm cũng cười nói, hai người cùng nhau huých nắm tay, đây là lễ tiết của bộ tộc A Cổ Lạp. Hừ, đàn ông thối. A Nhĩ Ba hừ lạnh nói. Diệp tiên sinh một trưởng đã làm vỡ đôi sư vương của thác Thái tôi. Thác Thái Thạch cười nói. Tôi. Hồng Tà bước lên phía trước nói. Đó chính là sự thật, rất có phong thái của người luyện võ. Người ta có ảnh cổ tay, Hồng Tà là võ cổ tay. Được. Hôm nay ông hãy đấu với công chúa Á Thủy Thanh Thanh của tôi một trận. Thác Thái Thạch cười nói. Khi nào thì bắt đầu luận bàn? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Ha ha, có thể luận bàn, nhưng người A Cổ Lạp chúng tôi không biết lãng phí cơ hội luận bàn. Thác Thái Thạch cười nói. Nói vậy có ý gì xin giải thích rõ. Diệp Phàm tôi không phải là người A Cổ Lạp, không hiểu được quy củ của các anh, xin thông cảm. Diệp Phàm hỏi. Thắng có tiền. Đây là cách nói của người Trung Quốc các anh. Cô gái áo hồng lầm bầm. Thắng có tiền, thú vụ, các anh hy vọng thêm cái gì có tiền? Diệp Phàm cố ý sửng sốt hỏi. A Lạp Hãn đi làm ở công trường của các anh, nghe nói tiền lương không ít. Hơn nữa các anh xây dựng trạm phát điện cần không ít người. Ý của chúng ta là coi đây là điểm có tiền. Nếu chúng tôi thắng hãy để cho người A Cổ Lạp chúng tôi một ít vị trí làm việc. Chúng ta sẽ đến 100 người. Bọn họ đều là dũng sĩ của A Cổ Lạp. Nhưng tiền lương phải nhiều hơn công nhân bình thường một nửa. Thác Thái Vương không ngờ nói ra những lời này, nhưng thật ra khiến Diệp Phàm cảm thấy lạ, thiên hạ còn có người như vậy. Nhiều lắm, chúng tôi sao có thể nuốt trôi nhiều người như vậy? Cung Chí Quân nhíu mày. Huống chi, người của chúng ta đã đủ, nhiều nhất có thể sắp xếp 10 mấy người. Hơn nữa, các ông yêu cầu tiền lương cao hơn, yêu cầu này cũng không hợp lý. Không việc gì, có thể đồng ý. Diệp Phàm nói, hỏi ngược lại. Nhưng nếu các ông thua thì cho chúng tôi điểm gì có tiên? Cho các cậu 100 cô gái A Cổ Lạp, các cô gái của A Cổ Lạp chúng tôi đều xinh đẹp. Các cô đều là các cô gái được thần trinh nữ ban ân. Hơn nữa, chúng tôi sẽ lựa chọn 100 cô gái có thể ca múa, các cô là niềm tự hào của A Cổ Lạp. Câu trả lời của Thác Thái Thạch làm cho mấy người Diệp Phàm không biết nên khóc hay nên cười. Diệp lão đại, điểm có tiền này không tồi. Đến lúc đó đem về Diệp Hồng Bảo đề Kiều đại tiểu thư huấn luyện một chút, có thể tạo thành một tổ hợp trinh nữ. Tổ hợp các cô gái xinh đẹp của người ta sao bằng tổ hợp trinh nữ của anh, đến lúc đó gặp may có thể kiếm nhiều tiền một ít. Bao Nghị thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cậu làm tổ trưởng có phải không? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Miễn đi, tổ trưởng này tôi ăn không tiêu, anh làm là tốt nhất. Bao Nghị cười trêu nói. Thật xin lỗi Thác Thái Vương, chúng tôi không có hứng thú với điểm có tiền này. Diệp Phàm nói. Chương 3604, cố làm ra vẻ huyền bí. Cậu dám miệt thị trinh nữ của bộ tộc A Cổ Lạp chúng tôi. Thác Thái Thạch rõ ràng tức giận, hai mắt bốc lửa nhìn Diệp Phàm.
ông ta luôn kiêu ngạo chưa từng chịu sự tức giận như vậy. Hừ, A Cổ Lạp đối xử với trinh nữ cao như vậy sao? Diệp Phàm tức giận lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Thái Thạch không nhường một bước. Đương nhiên, bởi vì, các cô là tổ hợp các trinh nữ do Thánh Nữ Á Thủy Thanh Thanh dạy dỗ là niềm tự hào thánh khiết nhất. Đó là suy nghĩ của ông, tôi không đồng ý vậy. Diệp Phàm lắc đầu. Ai dám nói không đồng ý? Lúc này một giọng nữ mờ ảo truyền đến. Nhìn về phía tiếng nói Diệp Phàm phát hiện từ xa có một cô gái bay đến. Tốc độ bay cũng không nhanh giống như bay phập phồng hơi gợn sóng trên không trung. Không lâu cô gái bay đến trước mặt Diệp Phàm. Người A Cổ Lạp xôn xao, trừ người nhà của Thác Thái Thạch ra tất cả đều quỳ xuống lại. Diệp Phàm phát hiện cô gái này thật sự kỳ lạ. Là cô gái da đen, mặc trang phục đen, cả người có một phong thái kỳ lạ. Tóc trên đầu giống như mấy cuộn len, sống mũi cao thẳng, ánh mắt như miệt thị tất cả. Dáng người cao gầy, tuyệt đối phải đến 1m7. Lúc này cô giống như là máy bay trực thăng đứng trên đầu mấy người Diệp Phàm, ngay cả Thiên Đao và Hồng Tà cũng kinh ngạc, bởi vì bọn họ thật sự thấy được người bay. Bao Nghị, Trương Hùng, cùng Chí Quân đá há to mồm nếu không có Diệp Phàm ở đây, có lẽ ba người này cũng quỳ xuống lại, bởi vì bầu không khí đã được người A Cổ Lạp đẩy lên cao trào. Những chàng vỗ tay vang lên như sóng. Những thiếu nữ A Cổ Lạp tự động tạo thành đội ngũ nhảy múa điệu truyền thống của bộ tộc A Cổ Lạp đến đón thánh nữ của bọn họ Á Thủy Thanh Thanh. Nhất thời lắc lư, cảnh tượng hơn 100 cô gái xuất hiện làm người xem khá nhức mắt. Á Thủy Thanh Thanh thật sự có thể bay, mẹ ơi, chẳng lẽ đó là một bí thuật? Bí thuật này chúng ta nhất định phải lấy được. Sau đó tất cả mọi người đều tưởng tượng mình đang bay. Nếu không phải là bí thuật thì chính là mình đang đọc tiểu thuyết. Nói tu sĩ luyện khí có thể bay. Nhưng muốn bay được ít nhất phải đạt được kim đan kỳ mới được. Chẳng lẽ Á Thủy Thanh Thanh chính là tu sĩ được nói đến trong tiểu thuyết, hơn nữa đã đạt đến kim đan kỳ. Hồng Tà dùng truyền âm mật thuật nói. Ông sai rồi Hồng Tà, không có tu sĩ biết bay, lúc đó là người viết nói bừa thôi. Diệp Phàm cười nói. Sao thế, không phải cô rõ ràng đứng trên đầu cậu sao? Hồng Tà kinh ngạc. Ông có ngửi được chút hương vị gì không? Diệp Phàm cười nói. Đồng thời truyền âm cho Thiên Đao. Không có. Thiên Đao cùng Hồng Tà đồng thời nói. Tôi thật ra đã quên, trên thực tế Á Thủy Thanh Thanh đang hù dọa người. Bởi vì tôi có đôi mắt ưng, Á Thủy Thanh Thanh đã làm một đôi cánh bên cánh tay. Giống như là đôi cánh của thiên sứ vậy. Đôi cánh này được chế tạo bằng thiên trọng nguyệt âm chi lộ, chúng chính nước trinh nữ mà người A Cổ Lạp gọi. Hơn nữa dùng phương pháp luyện chế đặc biệt, cho nên, sau khi luyện chế sẽ không nhìn thấy. Vì trước kia tôi đã được một vị tiền bối chỉ điểm, đôi mắt của tôi cũng được ông ấy luyện. Cho nên, có thể thấy được, mọi người nghĩ lại xem, có phải khi cô bay có tạo ra sóng không khí không? Đó là vì cô vỗ cánh tạo thành, cái này giống hoan hỷ Phật điệp của Sa Thiên. Chẳng qua đôi cánh của cô cao cấp một ít, có thể tàng hình. Nhìn từ xa giống như cô đang bay. Diệp Phàm nói, thì ra là thế, làm tôi giật cả mình, trong lòng không ngờ lo lắng. Nhưng kỹ thuật này cũng không tệ lắm, nếu như có thể làm được chẳng phải là chúng ta cũng có thể bay như tưởng tượng sao. Hồng Tà lại tham lam. Không dễ dàng, đầu tiên muốn luyện vật ra một đôi cánh lớn như vậy cần bao nhiêu thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Nghe nói người A Cổ Lạp một năm cũng chỉ có thể sản xuất 5 cân. Chỉ một đôi cánh này tôi đoán phải hơn 1.000 cân thiên trọng nguyệt âm chi lộ mới có thể luyện ra. Thứ hai chính là ông phải vất vả mấy trăm năm thu thập bí thuật luyện cánh. Cánh này có thể điều khiển được nhất định phải thông qua một ít phương pháp khống chế đặc thù. Ví dụ như cách dùng nội khí, cách này có lẽ chỉ có người A Cổ Lạp mới có. Có lẽ không thể không liên quan đến thánh nữ, người ta sao có thể nói cho ông có phải không? Diệp Phàm nói. Nói vậy thì làm được gì, không nghĩ nữa. Hồng Tà có chút nhục chí. Bí thuật chúng ta phải nghĩ cách làm ra, nước trinh nữ chúng ta cũng phải nghĩ cách lấy nhiều một chút. Nước này đối với chúng ta mà nói vẫn rất hữu dụng. Biết đâu khi nào có cơ hội đến đảo Thủy Tinh chúng ta sẽ lấy được lượng lớn nước trinh nữ, chúng ta cũng có hy vọng có phải không? Có thể bay thật là tốt, nhưng tôi cũng cảm thấy cô bay cũng có chỗ thiếu hất. Ví dụ như, khi bay vỗ cánh cũng sẽ khiến cho không khí chấn động có phải không? Mọi người cũng cảm giác được không khí dao động đó thôi. Diệp Phàm hỏi. Ôi, đúng là có chút thay đổi. Lúc mới bắt đầu chúng tôi còn tưởng không khí tự nhiên dao động. Giờ nghĩ lại có lẽ là vì cô vỗ cánh. Thiên Đao nói.
Đúng vậy, nhưng cố vẫn làm rất tốt. Không khí thay đổi cũng không lớn, trừ phi cao thủ như tôi mới có thể phát hiện. Hơn nữa, có thể bay thì lực công kích và phạm vi công kích sẽ lớn hơn một ít. Đầu tiên có thể bay cũng đã dọa người khác rồi, gây áp lực trong lòng cho đối thủ của anh. Hơn nữa, nếu chúng ta gặp cao thủ ngang hàng thì ban đầu chúng ta không bay, chờ khi đang đánh nhau chúng ta đột nhiên bay lên, có phải là tạo ra hiệu quả khiếp sợ không? Đến lúc đó có lẽ một chiêu anh sẽ thắng. Hồng ta, khi ông đấu với cô chỉ cần chú ý không khí chấn động là đủ rồi. Diệp Phàm cười nói. Cô chính là Á Thủy Thanh Thanh. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên không trung hỏi. Đã biết còn hỏi, còn không quỳ xuống vái. Đây là cậu đang làm cho thánh nữ thuần khiết chúng tôi tức giận. Á Thủy Thanh Thanh vẻ mặt cao ngạo. Ha ha, chúng ta cũng không có đối xử bất kính đối với thánh nữ. Chỉ là cách cúng bái của người phương Đông chúng tôi cũng không giống thế. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải là người A Cổ Lạp. Diệp Phàm cười nói, hơn nữa từ dòng không khí cũng có thể cảm giác được thực lực của cô còn không bằng thiên đao. Hồng ta hoàn toàn có thể thắng cô. Ngoài việc cố ý tỏ ra huyền bí thì cô cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Việc này cũng chỉ có thể lừa bịp người dân A Cổ Lạp. Trước mặt Diệp Phàm đều lộ hết, Diệp Phàm lúc này càng cảm nhận được tác dụng của đôi mắt ưng. Đây là anh nói dối, người phương Đông các anh tin Phật, trước mặt Phật tổ không phải là quỳ bái sao? Đây là đang nói xấu thánh nữ của chúng ta. Á Thủy Thanh Thanh quát hỏi, còn muốn lấy khí thế chân áp người khác. Đúng vậy, người phương Đông chúng tôi tôn trọng Phật tổ. Đáng tiếc cô không phải là Phật tổ, dù Quan Thế Âm cũng không thể so sánh. Diệp Phàm lạnh nhạt đáp. Bớt nói bậy đi, Á Thủy Thanh Thanh tôi đại diện cho dân tộc A Cổ Lạp, đại diện cho nữ thần Trinh Nữ trừng phạt những người phương Đông ngu ngốc. Tôi muốn cho các anh thấy tộc người A Cổ Lạp chúng tôi không thể chiến thắng, không thể khinh nhờn. Nhưng bất luận kẻ nào nói xấu khinh thị thánh nữ chúng tôi đều bị xử phạt nghiêm khắc. A Thủy Thanh Thanh trách tội không nhỏ, đáng tiếc hôm nay cô chọn sai đối tượng rồi. Điều kiện chúng tôi đưa ra chính là giao cho công ty chúng tôi quyền khai thác mỏ quặng đồng ở núi Bối Tây. Đương nhiên, đây là điều kiện khi chúng tôi thắng. Thua chúng tôi sẽ cung cấp cho dân tộc A Cổ Lạp 1.000 vị trí việc làm, hơn nữa cộng thêm 1 triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm túc nói, mới học tiếng Pháp từ cung trí quân. Đó là diễn, bởi vì Diệp Phàm biết mình sẽ không thua, hoàn toàn là trò bịp. Quả nhiên, giá lớn như vậy làm cho khá nhiều người A Cổ Lạp động tâm. Không gian lúc này yên tĩnh trở lại. Hừ, khai thác mỏ quặng đồng núi Bối Tây. Xem ra, đây là mục đích chính của các anh. Tôi có thể xác định rõ cho các anh, đó là không thể nào. Núi Bối Tây của chúng tôi không thể tiếp nhận công nghệ hiện đại, đó là bất kính với thánh nữ trinh nữ của chúng ta. Các anh hùng của A Cổ Lạp, tôi nói có đúng không? Bản lĩnh cổ động người khác của Á Thủy Thanh Thanh thật đúng là không nhỏ. Đúng, đúng, chúng ta từ chối công nghiệp hiện đại. Đó là ô nhiễm đất đai của chúng tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, người A Cổ Lạp lại được châm ngòi. Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực, có vẻ người ta không trúng kế. Ha ha ha, xem ra Á Thủy Thanh Thanh cũng không gì hơn cái này. Diệp Phàm châm chọc nói. Anh có ý gì, hôm nay không nói rõ ràng Thác Thái Thạch sẽ cho các anh ở lại núi Bối Tây, các anh sẽ bị dân A Cổ Lạp dùng nhục hình đôi đãi. Thác Thái Thạch tức giận quát. Ha ha. Luận bàn là các ông đưa ra đầu tiên có phải không? Điều kiện chúng tôi đưa ra Á Thủy Thanh Thanh không dám đáp ứng. Này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô sợ thua. Cô không tin tưởng trong trận đánh này. Hóa ra, các ông gọi là thánh nữ cũng là một người nhát gan thôi, tôi nói có đúng không? Nếu cô tin tưởng thì chúng ta đưa ra điều kiện cô cũng sẽ đồng ý. Bởi vì cô sẽ thắng có phải không? Chẳng lẽ 1 triệu đô la Mỹ nhiều lắm sao? Đó là đủ cho dân tộc A Cổ Lạp các ông ăn trong 3 năm. Đó chỉ là phần nhỏ, các ông không cần điện sao? Các anh không cần phải trải đường sao? Các anh bị bệnh không cần tiền chữa bệnh sao? Diệp Phàm hỏi, cung trí quân cũng là rung động đến tâm can phiên dịch viên. Thánh nữ của chúng ta là bất bại. Lúc này người dân A Cổ Lạp giơ nắm tay hét lớn, không khí lại sục sôi. Múa mép khua môi có tác dụng gì, lấy thực lực nói thôi. Các ông có dám đánh cuộc không? Nếu không dám thì hủy bỏ tiền chỉ luận bàn là được. Đến lúc đó người phương Đông chúng ta sẽ cho người A Cổ Lạp thấy được thực lực của chúng tôi. Người phương Đông thần bí chúng tôi là không thể chiến thắng. Diệp Phàm giọng lớn hơn, đè ép đi xuống. Chương 3605, trêu chọc. Đánh cuộc,
nhưng tôi muốn yêu cầu đánh cuộc với anh. Á Thủy Thanh Thanh không chịu được, đồng ý rồi, hơn nữa chỉ vào Diệp Phàm. Không phải là nói muốn đánh cuộc với ông ta sao? Diệp Phàm vẻ sửng sốt, có chút nhút nhát nói. Ha ha, tôi thay đổi ý định rồi, không phải là anh là người dẫn đầu của mấy người này sao? Không phải anh là người Phương Đông kiêu ngạo sao? Nghe nói anh là thủ lĩnh của công ty, anh không dám ứng chiến cứ trực tiếp nhận thua là được. Á Thủy Thanh Thanh tôi không hy vọng nói chuyện với một người nhát gan. Sẽ ô uế miệng của tôi. Hơn nữa, anh chỉ là con hổ giấy thôi. Á Thủy Thanh Thanh khí thế nổi dậy. Không được có phải không? Đã nói mọi việc không thể sửa đổi, chẳng lẽ người A Cổ Lạp các cô là người bội ước sao? Diệp Phàm thái độ kiên quyết muốn phản đối. Ha ha, người A Cổ Lạp chúng tôi quan trọng lời hứa. Tôi không phải tôi không muốn luận bàn với vị hồng tà này. Nhưng trước khi luận bàn tôi khiêu chiến với anh trước, chính là vì giao hẹn vừa rồi. Điều kiện anh đã nói ra, anh không dám ứng chiến thì nhận thua đi. Nếu thật sự anh không dám ứng chiến cũng có thể nhìn trời kêu mấy tiếng là tôi nhu nhược, tôi là người vô dụng. Từ nay về sau người Phương Đông các anh không được bước đến núi Bối Tây nửa bước. Á Thủy Thanh Thanh ép tới. Việc này, Diệp Phàm cố ý do dự. Ha ha, yếu không tìm lại đi tìm phải Diệp lão đại, mắt mù rồi. Bao Nghị vẻ mặt cười cười nhìn Trương Hùng. Lạt mềm buộc chặt thôi, không thể tưởng được Diệp Phàm thật đúng là hạng người lợn ăn hổ. Trương Hùng thở dài. Cậu Diệp, lên đi, dù thua cũng không thể làm mất mặt người Phương Đông chúng ta, đến lúc đó trận thứ hai tôi sẽ giúp cậu tìm lại. Hồng ta cố ý hét lớn ra vẻ cổ vũ Diệp Phàm. Nhưng đó chính là 100 triệu đô la Mỹ và 1.000 vị trí việc làm. Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm người yếu đuối? Hồng Tà kêu lên. Được, đánh cược. Diệp Phàm tức giận hét lên. Thánh nữ tất thắng. Diệp Phàm có vẻ lo sợ đi ra giữa quảng trường, hơn nữa ra vẻ ngay cả tâm trạng cũng chưa bình tĩnh lại, chân vẫn nhích tới nhích lui. Đây rõ ràng là biểu hiện luống cuống trước trận đấu. Còn Á Thủy Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh đứng trên không trung nhìn Diệp Phàm. Á Thủy Thanh Thanh đang đánh tâm lý, hai mắt cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cô sẽ làm cho người kia không cần ra tay đã bị cô dọa thật sự. Như vậy càng có thể thể hiện sự uy nghiêm của thánh nữ như cô. Tôi không chịu nổi rồi, đến đây đi. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn giống như phát điên, một quyền hướng lên không trung về phía Á Thủy Thanh Thanh. Lần này Diệp Phàm dùng sức vừa phải. Á Thủy Thanh Thanh khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng một trường ấn xuống. Diệp Phàm phát hiện trường lực của Á Thủy Thanh Thanh rất nhu hòa, làm cho người ta cảm giác giống như kẹo đường vậy. Hơn nữa, trường lực của nàng toát ra đầu tiên là một vài dòng chữ kỳ lạ. Sau đó dòng chữ này nổ tung trên không trung tạo thành nội kình khí. Nhưng thật ra có chút lạ, hình như nội khí này được lưu trữ trong những dòng chữ. Đây là một phát hiện mới. Nếu quả thật là như thế thì đem những chữ này viết thành sách thì chẳng phải sách này thành nơi cất chữ nội khí sao? Chẳng phải là nội khí cũng có thể cất chữ bên ngoài cơ thể sao? Đây chính là suy nghĩ của một người can đảm. Diệp Phàm cố ý chau mày, răng rắc một tiếng giòn tay, đất dưới chân nứt ra một dãy sâu xuống mấy mét. Hình như hắn tức giận, một cước vỗ xuống mặt đất. Một hòn đá giống như lưỡi dao dựng lên hướng về phía Á Thủy Thanh Thanh bắn tới. Lần này lợi hại hơn so với lần trước nhiều lắm, làm cho Á Thủy Thanh Thanh cảm giác lần này hắn dùng toàn lực. Trên thực tế Diệp Phàm dùng 3 phần lực kình. Hừ. Á Thủy Thanh Thanh khinh thường hừ một tiếng, một bên cánh đột nhiên đi xuống. Một số chữ kỳ lạ từ trong cánh bay ra nổ, đoàng một tiếng. Một lực mạnh mẽ nổ về phía Diệp Phàm, Á Thủy Thanh Thanh rõ ràng muốn cho Diệp Phàm mất mặt. Cô nhất định là dùng trò đùa tâm lý. Dầm. Á Thủy Thanh Thanh trên không trung cũng ngây người một chút. Bởi vì cô không thấy Diệp Phàm, nhanh chóng dùng đôi cánh. Nhưng muộn rồi, phát hiện Diệp Phàm đã ở trên đầu mình, không ngờ còn chớp chớp mắt với mình. Có chút cảm giác bị tên đáng khinh này đùa giỡn. Ầm một tiếng giòn tan Á Thủy Thanh Thanh đón đỡ một chưởng. Chữ và nội khí chạm vào nhau, bởi vì vội vàng chỉ dùng 5 phần sức lực kết quả bị Diệp Phàm tát một cái ngã xuống đất. A. À. Người của bộ tộc A Cổ Lạp đều sợ tới mức hét lên. Khá lắm Á Thủy Thanh Thanh, đôi cánh không nhìn thấy không ngờ trống xuống đất. Nhưng bộ dạng có chút chật vật, ngay cả tóc cũng rối lên. Á Thủy Thanh Thanh tức giận đến vuốt tóc lại như cũ, vỗ cánh một cái đến độ cao 100 mét. Một đôi cánh liều mình quạt xuống, một đám chữ lớn toát ra liên tục bùng bổ hướng về phía Diệp Phàm.
Rầm rầm. Chữ nổ giống như lựu đạn nổ đuổi theo Diệp Phàm chạy. Nhưng Diệp Phàm là ai? Thần hành chi thuật thi triển ra đã chạy một vòng xung quanh 10 cột đá ở điện thánh nữ kia. Người dân A Cổ Lạp sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện người thanh niên có nụ cười xấu xa này hình như thoát ẩn thoát hiện. Ngay cả Á Thủy Thanh Thanh cũng nhìn chằm chằm bóng dáng kỳ lạ của Diệp Phàm thoát ẩn thoát hiện. Lúc này nhất thời xuất hiện mười mấy bóng Diệp Phàm. Á Thủy Thanh Thanh không ngừng vỗ cánh dùng chữ tấn công mười mấy bóng Diệp Phàm kia. Nhưng, cứ như vậy thì rất mất sức. Không lâu thái dương của Á Thủy Thanh Thanh bắt đầu đổ mồ hôi. Đùa cho chết cô, Diệp Phàm ra vẻ như đang nhẹ nhàng luyện thần hành chi thuật. Á Thủy Thanh Thanh không có cách nào, chỉ có thể không ngừng tấn công bằng chữ. Nếu không chỉ sợ bóng người kia là người thật mà không phải là hư ảnh thì nếu cô không tấn công lại quay lại tấn công cô thì phiền toái. Két! Thiên Loan đạo bị Diệp Phàm quăng ra ngoài, Á Thủy Thanh Thanh không kịp tránh, áo choàng màu đen bị Diệp Phàm cắt đi một mảng. Tay hắn với qua đem vạt áo kia kéo lại phía mình, còn giống như suy nghĩ ngửi ngửi khen. Thánh nữ hương vị không tồi, mùi hương thanh thuần. Đồ hỗn đản! Á Thủy Thanh Thanh nổi nóng mắng một câu. Thánh nữ cũng mắng người. Bao Nghị hét lên. Chị tôi mắng hắn là coi trọng hắn. Không thể tưởng tượng được, A Nhĩ Ba Oa nhìn Bao Nghị hét lên. Bao Nghị khá buồn bực nhún vai, mắng người cũng là coi trọng. Ai dám nói Diệp Phàm tôi là đồ hỗn đản. Diệp Phàm đột nhiên dừng lại hét lên một tiếng, sư tử hống của Phật gia được thi triển, chấn động khiến cho ngay cả Thác Thái Thạch và Sư Vương đều sợ tới mức quỳ xuống đất. Còn những người dân A Cổ Lạp bình thường nhất thời ngã thành tảng lớn, loạn hết cả lên. Ngay cả Á Thủy Thanh Thanh cũng có chút sửng sốt. Á Thủy Thanh Thanh, tôi sẽ cho cô xem thần công của Trung Quốc chúng tôi, đây mới thật sự là thần công. Khí thế của Diệp Phàm tăng vọt, thần hành chi thuật lại thi triển ra, lại thêm bức công, tay vừa chuyển thái cực vũ càn khôn được sử dụng. Một bóng nước lớn như bàn tròn nháy mắt hình thành trên không trung bay thẳng đến chỗ Á Thủy Thanh Thanh. Á Thủy Thanh Thanh trợn tròn mắt, một đôi cánh dài đến 3-4 mét đột nhiên hợp nhất trên không trung hình thành một vòng tròn màu trắng. Một vòng tròn chữ xuất hiện, chữ lóe sáng màu xanh biếc lớn như cái sọt. Chữ xoay tròn hung hăng đánh vào cùng bóng nước của Diệp Phàm. Rầm. Giống như tiếng nổ của một quả đạn đạo nhỏ, từng lớp khí theo tiếng nổ khuếch tán ra. Người A Cổ Lạp cách xa Diệp Phàm cả trăm mét lúc này giống như rơi vào một trận cuồng phong. Sư Vương cùng người A Cổ Lạp đều bị đẩy lên cao tới 7-8 thước. Mấy người Bao Nghị cùng phải dùng toàn lực chống lại luồng khí mạnh mẽ này. Bởi vì đây là kết quả của chín đan điền của Diệp Phàm. Quay đầu nhìn lại, mấy trăm người A Cổ Lạp đều bị thổi ngã. Phía trước chỉ có Thác Thái Thạch méo mó đứng đó, ngay cả cô gái áo hồng Á Nhĩ Bạo Hoa đều bị thổi ngã xuống đất, mắt trợn thiếu chút nữa rơi cả tròng mắt. Còn Á Thủy Thanh Thanh sắc mặt khó coi, nhất thời cả người bị gió thổi ngay cả áo choàng đều bị thổi bay đi. Tóc rối tung như rơm, cô gái xinh đẹp biến mất, chỉ còn lại hình ảnh một người phụ nữ. Hơn nữa, trên miệng không ngờ còn tràn ra máu tươi. Xem ra là bị thương. Những người A Cổ Lạp đứng phía xa còn đứng nhìn Diệp Phàm lo sợ, thậm chí khá nhiều người lộ ra sự kích thích cuồng nhiệt. Bởi vì người A Cổ Lạp tôn trọng chính là người mạnh mẽ, đó là một bộ tộc thích mạnh mẽ. Dũng sĩ! Có mấy người kêu lên. Còn dám kêu cắt đầu lưỡi. Cô gái áo hồng hung hăng nhảy dựng lên vung roi, sợ tới mức người dân nhanh chóng câm miệng. Thánh nữ vĩ đại! Xin ban cho Á Thủy Thanh Thanh thần lực đi. Á Thủy Thanh Thanh không ngờ đi đến chỗ trống giữa 5-6 cột đá trong thần điện hét lên. Diệp Phàm vẻ mặt tự nhiên phất chút góc áo, lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn Á Thủy Thanh Thanh chằm chằm. Vừa rồi Diệp Phàm còn hạ thủ lưu tình, nếu không Á Thủy Thanh Thanh đã nổ tung rồi. Đương nhiên, không phải Diệp Phàm nhan từ, chủ yếu là hắn muốn nghiên cứu phương thức tấn công thần bí của Á Thủy Thanh Thanh. Bởi vì cô tấn công ra chứ không phải nội khí. Cái này thật đáng giá nghiên cứu. Diệp Phàm động tâm. Trời nổi gió, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện trên 10 cột đá không ngờ toát ra một làn sương mù trong suốt. Mẹ kiếp, đây không phải là hương vị của nước trinh nữ sao? Bao Nghị mắng. Không phải nói hàng năm chỉ có mấy ngày tế lớn mới có nước trinh nữ sao? Chẳng lẽ Á Thủy Thanh Thanh có thể hút được nước trinh nữ? Nhưng, hút nước trinh nữ để làm gì, cũng không phải bom. Trương Hùng cũng không hiểu. Chương 3606, vấn đề của cột đá. Nghe được chút mùi vị này, mỹ nhân ngư giống như gà bay như viên đạt đến trước mặt cột đá, miệng hút lấy. Diệp Phàm cũng không kịp cảnh cáo cô, quả nhiên cột đá có vấn đề.
Mỹ nhân ngư đột nhiên giống như bị cái gì đó kéo dán lại, liều mình giãy giụa ở cột đá muốn chạy nhưng không thoát ra được. Diệp Phàm vừa thấy nhanh chóng ném dây thiên thiết đến trước mặt Mỹ nhân ngư để kéo cô. Không ngờ không kéo được. Đương nhiên, mọi người ở đây không nhìn thấy Mỹ nhân ngư còn tưởng rằng Diệp Phàm đang tấn công cột đá thần bí này. Người A Cổ lập tức giận gầm rút, bởi vì đó là thánh điện của bọn họ, không thể để bất kỳ ai khinh nhờn. Nhưng Á Thủy Thanh Thanh vung tay lên người A Cổ Lạp lại yên tĩnh lại. Đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện, nước trinh nữ toát ra từ 10 cột đá quấn lại với nhau một cách kỳ lạ trên không trung thành một chữ lớn tầm 7-8 mét. Chữ này giống như một vòng tròn, bên trong giống như một bức tranh người bằng chữ, có chút giống chữ tù. Chẳng qua không phải hình vuông mà là hình tròn mà thôi. Á Thủy Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẫy cánh mạnh một cái, chữ tù lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cách xa mấy chục mét cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Cô có thể mượn lực lượng của điện thánh nữ, thì nước trinh nữ này sẽ có vấn đề. Thật sự thì có thể thánh nữ thời xưa đã bố trí các thiết bị. Thiên Đao cũng cảm giác được, dùng truyền âm mật thuật nói. Đây là cô vi phạm quy định, tại sao có thể mượn lực của người xưa? Hồng Tà kêu lên. Vi phạm quy định cũng không có cách nào, đây không thể thấy rõ. Cung Chí Quân nói. Mắt thấy tử tù lớn áp tới, Diệp Phàm thi triển thần hành thuật muốn trốn. Lần này trợn tròn mắt, không ngờ chữ đó có công năng của chiếc khóa. Diệp Phàm căn bản không thể nhấc bước, có vẻ như sắp chui vào ao như ao su vậy. Chữ tù càng ngày càng gần, đã đến trên đầu Diệp Phàm. Mà Á Thủy Thanh Thanh vẻ mặt cười lạnh, nguồn nước trinh nữ không ngừng toát ra từ cột đá sau đó hợp thành chữ tù. Càng gần Diệp Phàm cảm giác áp lực càng trầm trọng. Diệp Phàm giơ tay nâng chữ tù lên. Nặng đến nỗi đã cũng bị đạp vỡ. Diệp Phàm bị ép vỡ đá xuống đất. Hai đầu gối chưa ngập đất, lúc này Diệp Phàm phải thức huyết cương dậy, để cô chui vào đất. Hai chân Diệp Phàm vẫn ngập dưới đất, tựa hồ một phi cương thiền mỹ tiên thiên đại viên mãn tác dụng cũng không lớn lắm. Diệp Phàm vẫn chìm dưới đất, Mỹ Nhân Ngư vẫn dán trên cột đá. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, Mỹ Nhân Ngư đang thu nhỏ lại. Giống như bị cột đá hút đi thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Dường như thu nhỏ đến còn một nửa so với ban đầu, nếu cứ như thế không lâu nữa Mỹ Nhân Ngư sẽ bị cột đá hút hoàn toàn biến mất. Mỹ Nhân Ngư, kiên trì, chờ anh đến cứu. Giọng khàn khàn Diệp Phàm động viên Mỹ Nhân Ngư. Bùn đất đã đến trước ngực của Diệp Phàm, để tránh ngập cả cằm, không lâu nếu cả mũi cũng ngập trong đất thì có lẽ Diệp Phàm cũng không xong. Á Thủy Thanh Thanh vẫn vẻ mặt cười lạnh, cô đang đắc ý. Thiên Đao và Hồng Tà bàn bạc. Chỉ cần Diệp Phàm lên tiếng bọn họ sẽ xuất hiện. Tuy người A Cổ Lạp nhiều, nhưng mở một đường máy hẳn là không thành vấn đề. Mỹ Nhân Ngư cuối cùng toát ra một làn sương mù màu xanh biếc, cô hoàn toàn biến mất. Mỹ Nhân Ngư, Mỹ Nhân Ngư. Diệp Phàm tức giận rồi, oanh một tiếng, đất hình như cũng nổ tung. Bốn chữ Mễ Tác Bỉ Khâu chợt xuất hiện, chữ khâu bay ra lao về phía chữ tù trên không trung. Rầm, giống như một cái gì bị nổ tung. Chữ tù nổ tung, bốn xung quanh biến mất, chỉ còn một chữ hình người ở giữa. Chữ hình người này liều mình giãy giụa, nhưng chữ khâu quá mạnh, kéo chữ hình người đến trước mặt Diệp Phàm nhấn một cái, chữ hình người cũng bị nhấn chìm vào đất. Cảm giác áp lực nhẹ đi, Diệp Phàm dùng toàn bộ sức lực, kim thiên tiêu bắn ra, thình thịch một tiếng. Kim thiên tiêu xuất hiện một cây thánh giá màu đen đánh vào Á Thủy Thanh Thanh sợ đến mức suýt rớt cằm. Rầm một tiếng vang lên giòn tan. Á Thủy Thanh Thanh bị cây thánh giá chữ thập đánh ngã xuống đất, cả người đều lún vào trong đất. Diệp Phàm thả người đến trước mặt cô, bốp bốp bốp. Mấy đá đi xuống cả người Á Thủy Thanh Thanh chui vào trong đất, cả người đầy bùn đất. Dừng tay, dừng tay. Á Nhĩ Bạo Oa vội hét lên vò tới trước mặt Diệp Phàm. Ăn xong chưa? Diệp Phàm giọng lạnh như băng hỏi Á Thủy Thanh Thanh. Nhưng Á Thủy Thanh Thanh không ngờ cứ nằm dưới bùn không nói gì. Không phục có phải không? Diệp Phàm tức giận, nhấc chân lên định làm động tác. Chúng tôi nhận thua. Lúc này Thác Thái Thạch bước lên nói. Cha, con thật sự xin lỗi các anh em A Cổ Lạp, cha để con chết đi. Á Thủy Thanh Thanh cuối cùng khóc thành tiếng. Một thánh nữ vĩ đại thuần khiết cũng có thể rơi lệ. Nói ngu ngốc. Thác Thái Thạch nói, quay đầu nói với Diệp Phàm. Mỏ quặng núi Bối Tây cậu có thể khai thác, nhưng tôi là vua của người A Cổ Lạp, tôi không hy vọng núi Bối Tây bị phá hỏng. Ôi, tôi là ông vua không có năng lực, đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cậu. A Thủy Thanh Thanh đứng lên, cô khóc cho đã xong nhìn Diệp Phàm một cái,
bay lên không trung đi, đi là về phía vùng đất cấm đại của người A Cổ Lạp. Từ nay về sau trên đời này không có Á Thủy Thanh Thanh. Tiếng cô rơi vào tai Diệp Phàm. Chị! Á Nhĩ Ba Oa hét lên đuổi theo cô, nhưng đến vùng gần cấm địa bị Thác Thái Thạch giữ lại. Thác Thái Thạch cha có 10 bà vợ nhưng con gái chỉ có 2 con. Á Thủy Thanh Thanh mất đi, nhưng cha không thể mất coi. Á Nhĩ Ba Oa, con phải sống. Thác Thái Thạch không ngờ tình cảm cha con sâu nặng khiến Diệp Phàm cũng phải xúc động. Thật sự xin lỗi Thác Thái Thạch, Á Thủy Thanh Thanh không sao chứ? Diệp Phàm ngượng ngùng. Có lẽ nó, ôi, từ này về sau Thác Thái Thạch tôi mất đi một người con gái. Nó là vì người A Cổ Lạp, nó thật vĩ đại. Thác Thái Thạch mắt đầy nước, nhưng trong mắt ông cũng rất cứng rắn. Mỹ Nhân Ngư. Diệp Phàm đau khổ nhìn về cột đá ở thánh điện trước mặt, thế là sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng Mỹ Nhân Ngư nữa. Hình như cô đã tiêu mất, tôi không cảm giác được hơi thở của cô. Phi Cương nói. Mỹ Nhân Ngư. Diệp Phàm đánh về phía cột đá kia, nhưng cột đá không có gì phản ứng, hơn nữa mặc kệ Diệp Phàm dùng nhiều lực như thế nào cột đá vẫn không có tổn hao gì. Tôi chiếm được mỏ quặng nhưng tôi mất đi cũng rất nhiều. Diệp Phàm mắt ngấn nước nhìn về phía cột đá. Ôi, Á Thủy Thanh Thanh đi là con đường mà nó lựa chọn, không liên quan gì đến cậu cả. Người A Cổ Lạp chúng tôi chịu thua, cậu không cần phải như thế. Thác Thái Thạch còn tưởng Diệp Phàm đau lòng vì Á Thủy Thanh Thanh nên ai ủi hắn. Diệp Phàm thật sự cảm động hỏi. Cô lựa chọn con đường gì? Xin Thác Thái Thạch nói cho tôi biết. Con đường chết. Thác Thái Thạch giọng có chút nghẹn ngào. Cô bị tội gì? Diệp Phàm thở dài. Tính tình của nó như vậy, hơn nữa, nó là thánh nữ của người A Cổ Lạp, đây là trách nhiệm của nó. Nó không gánh vác được trách nhiệm này phải trả bằng sinh mệnh của mình. Thác Thái Thạch dương dương nói. Chúng ta đi ngăn cản, khuyên cô. Diệp Phàm nói. Vô dụng, vùng cấm địa chúng ta không vào được. Thác Thái Thạch nói. Người A Cổ Lạp các ông không thể đi vào nhưng Diệp Phàm tôi đến từ Trung Quốc, tôi có thể đi vào. Diệp Phàm nói. Không thể đi vào, người ngoài đi vào bị trừng phạt nghiêm trọng hơn. Thác Thái Thạch nói. Không cần phải nói, Thác Thái Thạch, tôi giao cho ông những người bạn này của tôi. Tôi đi, nếu tôi bỏ mạng trong vùng cấm địa thì cũng không phản đối. Diệp Phàm xoay người bước đến chỗ Bao Nghị dặn dò, sau đó kiên định bước đến Thánh Nữ Phong. Lão đại, anh phải sống trở về. Bao Nghị cùng Trương Hùng gọi. Yên tâm, ông trời muốn lấy mạng của tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi tin tưởng mạng của tôi còn dài, không phải dễ lấy như vậy. Các cậu ở đây chờ tôi là được. Còn nữa, Trương Hùng, cậu phải chuẩn bị, chuyện mỏ quặng núi Bối Tây, cậu phải nắm được. Diệp Phàm dặn. Anh không trở về tôi không đến mỏ quặng, mẹ kiếp, cùng lắm thì mặc kệ. Trương Hùng thái độ cứng rắn kiên quyết chưa từng có. Được rồi, tôi đi đây. Diệp Phàm nhìn Trương Hùng một cái, thở dài bước thẳng đến vùng cấm địa. Vùng cấm địa trên thực tế chính là một ngọn núi, nhưng bởi vì lâu không ai đi vào nên cơ bản là cây cối nguyên thủ. Diệp Phàm trực tiếp đi trên ngọn cây đến hai đỉnh núi. Kỳ lạ chính là ngoài cây cối cùng không có phát hiện gì liên quan. Ví dụ như phòng ở hay tòa nhà gì cũng không có. Diệp Phàm đi thẳng đến trên đỉnh hai vú. Trong lòng suy nghĩ nếu Á Thủy Thanh Thanh ở lại vùng núi cấm địa này lâu dài không thể không có chỗ ở. Nhưng núi này cũng không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện cũng là bình thường. Nhưng sắp đến đỉnh núi là lúc Diệp Phàm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện cái ngọn núi mấy chục mét là mấy chục cây liễu. Cây liễu không có gì lạ, nhưng Diệp Phàm cảm thấy cây liễu này hơi lạ. Bởi vì cây liễu này sắp xếp thành chữ. Chữ này thoạt nhìn giống với phong cách của chữ ở chỗ cột đá. Nghe nói là loại chữ đặc biệt của dân tộc A Cổ Lạp. Kỳ thật có phong cách chữ tượng hình của Trung Hoa. Hơn nữa, Diệp Phàm đi đến chỗ sắp xếp này, muốn xem chỗ khác có sắp xếp như vậy không. Cuối cùng khiếp sợ phát hiện, chạy một vòng quanh đỉnh hai núi, phát hiện quanh đỉnh hai vú này đều là loại liễu này. Hơn nữa có vẻ ngọn núi này bố trí một vòng toàn chữ bằng loại cây này. Chương 3607, Bí mật Thánh Nữ Phong. Diệp Phàm đề phòng định trước một chỗ không muốn dính vào cây mà trực tiếp nhảy qua, nhưng vừa mới đến gần những cây liễu là lúc những cây hình chữ kia không ngờ chợt hiện lên trước mặt. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, văn tự nổ tung, Diệp Phàm bị đánh ngã xuống đất. May mắn có công phu khinh thân nên không bị quăng ngã xuống đất. Nhưng kế hoạch vượt qua rặng liễu cũng thất bại,
cách tấn công này rõ ràng giống cách tấn công của Á Thủy Thanh Thanh. Chẳng lẽ đây là cách tấn công đặc thù của thần sử nữ trinh nữ? Diệp Phàm thầm hỏi, thử lại một lần nữa phát hiện lại nổ trở lại. Tuy không bị thương nhưng cũng khiến cho mặt xám mày cho. Hắn thử lại ở một địa điểm khác không ngờ vẫn giống như vậy. Có vẻ trên đỉnh núi này mới thật sự là vùng cấm, căn bản không cho người đi lên. Mẹ kiếp, tôi không tin rằng không phá nổi bố trí của người xưa. Diệp Phàm rất tức giận, khí ở đan điền cuồng mãnh trên dây thiên thiết lao vào dạng liễu. Dầm. Kết quả giống nhau, chữ bắn ra trên cây liễu nổ tung dây thiên thiết cũng bắn trở lại. Lực thật đúng là không nhỏ, Diệp Phàm cảm giác lòng bàn tay tê dần, đau đến thiếu chút nữa đánh rơi cả dây thiên thiết. Có vẻ như lực tấn công của cậu càng lớn thì lực bắn ngược lại cũng càng lớn. Không khác gì nguyên lý của súng bắn đạn. Dây thiên thiết vô dụng, thiên loan đao bị hắn lấy ra bắn lên không trung, dầm một tiếng lại bắn trở về, vô dụng. Diệp Phàm tức giận rồi. Tức giận đến mức đem kim thiên tiêu trở thành đĩa xoay tròn hướng về phía cây liễu. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, kim thiên tiêu xoay quanh không trung trên cây liễu không ngờ xuất hiện rất nhiều ký hiệu hình cây thánh giá. Một bóng cây thánh giá lớn bay từ phía kim thiên tiêu hướng về phía cây liễu. Cây liễu run lên, hơn 10 cây liễu hình thành một chữ lớn đánh vào cây thánh giá trên không trung. Dầm một tiếng vang lên, như uy lực của một quả lựu đạn nổ. Kim thiên tiêu run rẩy bay trở về. Còn cây liễu lần này cũng bị cây uy lực của thánh giá nổ cho nghiêng ngả, có vẻ dùng kim thiên tiêu có hiệu quả. Cậu làm gì vậy? Cậu cố ý muốn giết tôi có phải không? Tiếng huyễn ma trong kim thiên tiêu tức giận giống lên một tiếng. Ha ha, phát hiện một việc kỳ lạ. Diệp Phàm nói chuyện về cây liễu. Cái này có gì lạ, chắc chắn là thần sử nữ bố trí có phải không? Chính là dùng cái này để hình thành vùng cấm, hiệu quả giống như phong giới. Cậu muốn vào phải phá vỡ nó mới được, nhưng theo mô tả của cậu có thể thấy công lực của cậu vẫn không đủ. Huyễn ma nhìn vài lần rồi nói. Tôi dùng thiên loan đao cùng dây thiên thiết đều không được nhưng dùng kim thiên tiêu lại có chút hiệu quả. Tôi nghĩ, có phải là cây thánh giá đen trong kim thiên tiêu là khắc tinh của những chữ này? Diệp Phàm hỏi. Kim thiên tiêu là đại sư huynh của thiên ma tôi. Binh khí lợi hại nhất trong cách tấn công đối phương có lẽ chính là đưa ra cây thánh giá màu đen. Cây thánh giá màu đen này thật ra cũng chính là một dạng năng lượng khác thôi. Như chúng ta dùng nội khí này kỳ thật cũng là một loại năng lượng mà con người luyện ra thôi. Còn cây liễu phát ra chữ là cách tấn công của thần sử nữ. Chữ cũng là một loại năng lượng, một loại nội khí khác thôi, mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chữ rất sợ năng lượng của cây thánh giá. Nhưng thật ra có thể thử tăng lực xem có thể phá vỡ dạng liệu đủ cho cậu đi vào không. Nhưng tôi cảnh cáo cậu. Một dạng liễu người ta bố trí cũng có thể đánh ngã cậu, cậu nghĩ lại xem trên đỉnh này cậu có thể sống không? Ví dụ như, cao thủ thời cổ đại của người A cổ lạp lưu lại hồn khí hay cái gì đó. Có chút hồn khí bảo tồn tốt hoàn toàn có thể giết một cao thủ tiên thiên đại viên mãn như cậu. Huyễn ma nói. Cho nên, tôi cảm thấy là cậu không cần đi lên trên núi. Á Thủy Thanh Thanh sống hay chết có liên quan gì đến cậu? Cô cũng không phải vợ cậu có phải không? Không được. Dù thế nào tôi cũng phải đi lên đó xem. Hơn nữa, mỹ nhân ngư bị tiêu mất có lẽ có liên quan đến mấy cột đá kia. Mà người sáng tạo ra cột đá thần sử nữ lại ở ngay trên núi. Trên đỉnh núi chắc chắn có bí mật, nếu không cũng sẽ không tạo ra dạng liễu để tạo thành vùng cấm như vậy có phải không? Diệp Phàm nói. Được rồi, cậu thật sự muốn vào đó tôi cũng không ngăn được cậu. Đừng làm hỏng kim thiên tiêu là được, lão ma tôi chỉ có chỗ náu thân duy nhất này thôi. Huyễn ma vẻ mặt có chút đáng thương. Kim thiên tiêu chẳng lẽ chỉ ném ra là được, có lẽ tôi còn chưa thể phát huy lực sát thương lớn nhất của binh khí này. Thiên ma nếu là đại sư huynh của ông chẳng lẽ ông không hiểu được phương pháp sử dụng binh khí của y sao? Diệp Phàm hỏi. Không hiểu được, tuy nói y là đại sư huynh của tôi nhưng chúng tôi cũng không quen biết. Huyễn ma nói. Diệp Phàm lần này chuẩn bị tốt kim thiên tiêu lại ra tay. Lần này uy lực lớn hơn nữa, tăng hơn mấy lần. Cuối cùng phát hiện một cây liễu không chịu nổi bị chặt gãy. Cây liễu vừa bị chặt gãy uy lực đã giảm đi một phần, bởi vì chữ viết ra đã không được đầy đủ. Diệp Phàm tin tưởng hơn, tiếp tục vài lần nữa, cuối cùng một loạt cây liễu đổ xuống. Diệp Phàm dùng khí vọt qua, hắn nghỉ ngơi một chút gặm nhân sâm sau đó đi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng mới vừa đi lên hơn 10 mét Diệp Phàm lại ngừng lại, bình tĩnh nhìn một người cách mình mấy chục mét. Người này mặc quần áo làm bằng da.
tóc rất dài, hơn nữa che cả nửa mặt trên. Nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhìn ra cô là phụ nữ, hơn nữa là một bà lão. Vừa thấy Diệp Phàm, cô không nói hai lời một cây gỗ lớn đánh về phía hắn, đánh ra vẫn là chữ hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm một bên nghênh chiến một bên khoa chân múa tay, nhưng người ta căn bản không để ý đến hắn. Diệp Phàm tức giận, phát hiện lão thái bà kia nhiều nhất là cảnh giới tiên thiên. Nhanh và gọn khống chế bà lão. Diệp Phàm cũng biết, có lẽ người vào vùng cấm bị đánh bị thương chính là do bà lão này làm. Nhưng mặc kệ Diệp Phàm hỏi thế nào bà cũng không lên tiếng. Dù dùng phân cân thác cốt thủ bà lão cũng không hé răng. Đúng lúc này trên ngọn núi vang lên một tiếng hành động. Lúc này bà lão không ngờ lo lắng ngẩng đầu nhìn nhìn, lúc này mới có động tác. Cô dùng tay chỉ lên đỉnh núi khoa chân múa tay. Diệp Phàm mới hiểu được cô bị câm. Diệp Phàm được bà hướng dẫn chạy lên ngọn núi. Không lâu đã đến được đỉnh núi. Lúc này phát hiện bên trên bằng phẳng. Trên mặt đất bằng phẳng có một tòa nhà hai tầng nhỏ. Diệp Phàm đi vào bên trong phát hiện cũng không có một ai. Không biết Á Thủy Thanh Thanh đi đâu. Đúng lúc này, tiếng hành động lại vang lên. Bà lão vội đến mức khóc lên. Diệp Phàm giải huyệt vị của bà năng động nhanh chóng chạy về phía trước. Diệp Phàm đương nhiên là theo sát phía sau. Lão bà không ngờ cũng không để ý đến Diệp Phàm chỉ chạy. Không lâu đến sườn núi, lão bà không chút do dự nhảy xuống làm Diệp Phàm còn tưởng bà tự sát. Nhưng phía dưới làm Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì lão thái bà nhảy xuống không ngờ đứng trên rặng liễu, hơn nữa, không ngờ cứ thế chạy đến ngọn đồi đối diện. Hai ngọn núi cách xa ước chừng 700-800 mét, lão bà chạy trên không trung giống như trên đất bằng phẳng vậy. Mẹ kiếp, công lực cao hơn mình chẳng lẽ bà có thể bay? Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện bà lão không có cánh giống như Á Thủy Thanh Thanh. Nước trinh nữ, Diệp Phàm nghĩ một chút hiểu ngay. Nhìn lên không trung vừa thấy quả đúng là thế, bởi vì giữa hai ngọn núi không ngờ đã hình thành một cái cầu bằng nước trinh nữ. Bởi vì giống như mỹ nhân ngư, người bình thường không nhìn thấy cầu làm bằng thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Diệp Phàm có đôi mặt ưng, còn lão bà có thể thấy có lẽ cũng có cách đặc biệt nào đó. Giỏi, không ngờ dùng thiên trọng nguyệt âm chi lộ làm cầu, chỗ thần sử nữ không biết giữ nhiều hay ít nước trinh nữ. Trong lòng Diệp Phàm sợ hãi, hắn cũng vội vàng chạy qua cầu. Vừa đến ngọn núi đối diện, Diệp Phàm nhất thời chấn kinh rồi. Trước mắt không ngờ là một hồ đá tự nhiên rộng hơn 30 mét. Hồ đá này tuyệt đối không có dấu vết của người tạo ra, có lẽ là vốn cứ như vậy. Lúc này trong ao không ngờ là nước trinh nữ. Lộ ra một pho tượng cả người đứng trong ao, trên cổ tay không ngờ có chút máu tươi đang chảy. Nước trong ao bắt đầu chuyển màu đỏ. Người đó không phải Á Thủy Thanh Thanh thì còn ai? Da đen sáng, cặp núi đôi ngạo nghễ. Tuy nói không thật lớn nhưng cũng không nhỏ. Đặc biệt càng cố gắng làm cho đàn ông bị kích thích. Lão bà nhìn Á Thủy Thanh Thanh kêu lên, Á Thủy Thanh Thanh nhìn Diệp Phàm mặt không chút biểu cảm. Cô giống như một pho tượng sống trần truồng vậy. Lão bà chỉ cổ tay của Á Thủy Thanh Thanh khoa chân múa tay, Diệp Phàm hiểu được Á Thủy Thanh Thanh muốn tự sát. Sao bà không cứu cô ấy? Diệp Phàm khoa chân múa tay nói. Cứu không được. Lão bà chỉ vào một khối đá bên cạnh ao. Diệp Phàm nhìn lại phát hiện tảng đá đỏ như máu, nếu nhìn từ xa còn tưởng là đống lửa. Thấy Diệp Phàm không có động tác, bà lão nóng nảy cả người nhảy về phía ao. Diệp Phàm phát hiện màu đỏ trên tảng đá hình như sáng lên một chút. Một chữ cấm gì đó bay ra ngoài đẩy bà lão văng ra mấy chục mét. Bà lão miệng phun ra một ngụm máu tươi lại tiếp tục lao ra. Liên tục 10 lần bà lão đã bị thương đầy người, khắp người đều là máu. Có vẻ không có sức để nhảy lên nữa. Á Thủy Thanh Thanh vẫn vẻ mặt lạnh lùng không có chút phản ứng nào. Bà lão tuyệt vọng nhìn Diệp Phàm, đột nhiên giãy giụa bắn lên chạy tới. Tốc độ kia nhanh hơn bay, không lâu lại vòng vo trở về phun một ngụm máu tươi lấy ra từ trên lưng một cái chai lớn. Chương 3608, tên này cũng thật là... Cho cậu! Bà lão khoa chân múa tay một chút rồi như là hết sức ngã xuống, nhưng trước khi ngã xuống đã chỉ vào cây gậy đồng. Diệp Phàm kinh ngạc nhận cây gậy đồng vạch giấy gói ra. Mùi vị thiên trọng nguyệt âm chi lộ nồng đậm toát ra. Diệp Phàm biết, đây là nước trinh nữ thuần khiết nhất. Không thể tưởng tượng được bà lão này còn có hàng tốt như thế trong tay, có lẽ không dưới 5 cân. Quay đầu lại nhìn bà lão, Diệp Phàm phát hiện bà đã ngất đi. Diệp Phàm nhanh chóng qua kiểm tra một phen, phát hiện không ngờ bà đã chết. Bà lão câm này chắc chắn có quan hệ với Á Thủy Thanh Thanh. Bà ta đã chết. Cô còn muốn tự sát sao? Ngu ngốc, đi ra.
Diệp Phàm tức giận nhìn Á Thủy Thanh Thanh đang trong ao quát. Phản ứng vẫn có phản ứng, một dòng nước mắt chảy ra từ mắt của Á Thủy Thanh Thanh. Nhưng người vẫn không hề động đậy. Mẹ kiếp, tôi không tin không phá được tảng đá kia. Diệp Phàm rất tức giận, Thiên Loan đao bổ về phía tảng đá kia. Rầm. Lần này tảng đá hình như giận, toát ra một chữ sau đó nổ tung một loạt tức giận đuổi theo Diệp Phàm. Hắn nhanh chóng chạy trốn, nhưng tốc độ lửa rất nhanh trên đùi vẫn bị bỏng một chút. Nhất thời cảm giác bỏng gây đau đớn truyền đến, hình như đột nhiên đang bình thường nhảy vào đống lửa vậy. Diệp Phàm xuất ra Kim Thiên Tiêu, thánh giá chèn ép xuống tảng đá. Rầm một tiếng vang lên, cơn đau trên đùi lại xuất hiện. Hơn nữa, không ngờ bóng những cây thánh giá xuất hiện đều bị nổ tung. Cậu làm gì thế, ôi, tôi bị bỏng rồi. Huyễn Ma giống lên một tiếng giận dữ. Lần này không dùng được. Diệp Phàm xem tình hình một chút nói. Tảng đá kia có lửa, có lẽ cũng là một loại lửa lợi hại. Cậu vừa chạm vào nó liền phát tác. Hơn nữa, tảng đá kia cũng là người ta sắp xếp. Thật ra nước này cũng là một phong giới. Cậu căn bản không vào được. Huyễn Ma nhìn nói. Người chết gì đó tôi sợ gì, dùng nước. Diệp Phàm rất tức giận, làm một bóng nước ném tới phía tảng đá. Dầm một cái. Lần này thật đúng là có chút hiệu quả, tảng đá tức giận phun lửa không ngờ không đến được người của Diệp Phàm. Hiệu quả rồi, Diệp Phàm kêu thầm, Thiên Loan đao và dây thiên thiết đều sử dụng Diệp Phàm lại tạo ra một bóng nước mới. Bóng nước dưới tác động của Thiên Loan đao tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần bay về phía tảng đá. Một tiếng nổ ầm vang. Đất rung núi chuyển, tảng đá nổ tung, cảm giác trước đây của Diệp Phàm không còn, bị khí đẩy không ngờ cả người ngã vào cái ao. Diệp Phàm đến trước mặt Á Thủy Thanh Thanh, tay đưa về phía cổ tay đang chảy máu của cô. Thấy Diệp Phàm nắm cổ tay mình, Á Thủy Thanh Thanh liền tấn công lại. Nước trinh nữ trong ao đột nhiên nhảy lên, hình thành những dòng chữ lao đến. Diệp Phàm vừa thấy vừa đúng lúc đến trước mặt Á Thủy Thanh Thanh, hai người nhất thời ngã xuống ao. Trong ao hai người quyền đấm cước đá thành một đoàn. Nhưng huyện vị vẫn bị Diệp Phàm điểm, máu không chảy ra nữa. Hai người gần như vật lộn chiến đấu vậy. Đến gần 100 hiệp sau đó Á Thủy Thanh Thanh đột nhiên không phản kháng nữa, cả người nằm trong ao nước mắt chảy ròng ròng. Cô sao phải làm khổ mình như vậy? Thành bại là chuyện thường tình, con người sinh ra sao có thể không thất bại có phải không? Thất bại đứng lên luyện công tiến, chờ khi cô lợi hại hơn tôi có thể báo thù có phải rơ cô? Diệp Phàm nói bằng tiếng Anh, biết Á Thủy Thanh Thanh biết tiếng Anh. Tôi thật sự xin lỗi người dân A Cổ Lạp, nữ thần giao chức trách bảo vệ họ cho tôi, nhưng tôi lại thất bại. Người A Cổ Lạp từ chối nhà máy, bởi vì chúng tôi muốn mãi mãi sống ở núi Bối Tây trong lành. Nhưng núi Bối Tây đã tồn tại mấy nghìn năm đã bị hủy diệt dưới tay tôi rồi. Mục đích của các anh chính là mỏ quặng ngay từ ban đầu. Núi Bối Tây từ nay về sau sẽ không trong sạch nữa. Thần xử nữ không hề thuần khiết, tôi là tội đồ của người dân A Cổ Lạp, tôi hẳn là phải chết để chuộc tội. Máu của tôi dơ bẩn. Chỉ cần đem thứ dơ bẩn này chảy vào trong ao để nước ao làm cho nó trở nên thuần khiết. Anh không cần cứu tôi đã quyết định chết, chỉ có vậy mới có thể cầu thần xử nữ lượng thứ. Anh cứu được tôi một lần cũng không cứu được tôi cả đời. Vẻ mặt Á Thủy Thanh Thanh đầy đau thương. Chúng tôi sẽ chú ý đến bảo vệ môi trường, cô yên tâm, chúng tôi cố gắng không phá hỏng sự trong sạch của núi Bối Tây. Hơn nữa, tôi cho rằng sự thuần khiết của các cô cũng hơi quá mức một ít. Thời xưa không có nhà máy là bình thường. Nhưng xã hội hiện đại, không có nhà máy sẽ không kiếm được tiền, cũng là đại diện cho bần cùng lạc hậu. Cô xem, người A Cổ Lạp các cô có cuộc sống như thế nào? Nghe nói hàng năm đều chết đói hơn 1.000 người. Nếu cô là thần hộ mệnh của núi Bối Tây, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn người dân của mình chết đói? Nếu muốn nói trách nhiệm, cách bảo vệ sự thuần khiết ngu muội này mới là ngu xuẩn. Làm thế nào cho người dân núi Bối Tây khỏe mạnh giàu có mới là trách nhiệm lớn nhất của cô. Tôi nghe nói cô cũng học xong cao đẳng, vì sao tư tưởng của cô lại còn lạc hậu như thế? Căn bản là không theo kịp thời đại. Diệp Phàm khuyên nhủ. Hừ, nghe rất hay. Bảo vệ, khai thác mỏ quặng chính là một trong những điều gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu núi Bối Tây muốn xây dựng nhà máy cũng là xây dựng một nhà máy không gây ô nhiễm. Chúng ta lo lắng một khi lỗ hổng này mở ra. Người mở nhà máy không hiểu biết. Coi thần xử nữ của núi Bối Tây chúng tôi không hề tồn tại. Nếu như bị ô nhiễm thì nước trinh nữ lấy đâu ra mà dùng. Đây là sự khinh nhờn nghiêm trọng nhất đối với thần xử nữ.
Giọng Á Thủy Thanh Thanh trong trẻo lạnh lùng hừ nói. Núi Bối Tây không nhỏ, tập trung thu hút một số công ty ô nhiễm ít vào đầu tư các cô mới có lợi. Các cô có thể có quy định nghiêm khắc về bảo vệ môi trường là được. Chẳng lẽ hàng năm người dân đói chết vẫn thờ ơ, đây mới là sứ mệnh thánh nữ của cô. So sánh với việc ô nhiễm nhẹ, tôi cảm thấy cô mới là người ích kỷ. Bởi vì cô vẫn cho rằng mình thuần khiết nhất. Cô sợ nhà máy làm ô nhiễm uy tín của cô, mà cũng không phải là cô cao thượng và vĩ đại. Một người vĩ đại chính là mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc. Chính cô cũng không thể làm được, ngược lại làm cho người dân các cô có cuộc sống càng lúc càng chênh lệch với cuộc sống hiện đại. Diệp Phàm phản bác lại. Á Thủy Thanh Thanh lần này im lặng. Nhưng thần sử nữ là thuần khiết nhất, không thuần khiết còn có thể gọi là thần sử nữ sao? Á Thủy Thanh Thanh nghĩ rồi nói. Đó là suy nghĩ tác quái của các cô căn bản là nói dối. Cái gì thuần khiết nhất, chẳng lẽ nói một cô gái mà chưa người đàn ông nào động đến là thuần khiết? Nếu cô gái này là một tên lừa gạt hoặc là tên giết người dơ bẩn chẳng lẽ cùng là thuần khiết? Thuần khiết là trong tâm hồn không phải ở suy nghĩ, cô vì quan tâm đến sự thuần khiết của mình mà không để ý đến tính mạng của nhân dân mình. Đây là sự thuần khiết ngu muội. Diệp Phàm thiết chút nữa thành diễn giả. Hắn cũng có chút buồn bực, ra vẻ mình hiện giờ thành thiên tài diễn thuyết. Ngoài ra, cô xem, cô giữ lấy hết nước trinh nữ. Đây là ông trời cấp, đây là thuộc về toàn bộ nhân dân A Cổ Lạp. Nếu như có thể đem nước trinh nữ này bán đi, có thể đổi được bao nhiêu tiền? Có thể lấy được hạnh phúc cho bao nhiêu người dân A Cổ Lạp? Không cần nói cái khác, hoàn toàn có thể đảm bảo hàng năm không có người chết đói. Đó là việc không thể nào. Đây là ý chỉ của thần sử nữ. Nếu phạm vào nước ao này, có lẽ núi Bối Tây sẽ không tìm thấy được nước trinh nữ. Cùng với việc dùng hết, không bằng giữ lại. Anh nói thế có nghĩa là uống rượu độc giải khát. Á Thủy Thanh Thanh phản bác nói. Hai người nói một lát Á Thủy Thanh Thanh thật ra không tự sát nữa mà mặc quần áo vào. Mãi lúc này cô mới đỏ mặt lên nói. Không được nói chuyện hôm nay cho người của bộ tộc tôi biết, nếu không tôi không để yên cho anh. Có can đảm làm có can đảm thừa nhận, xem ra, cũng có lúc cô sợ rồi. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, bà! Á Thủy Thanh Thanh đi đến trước mặt người đã chết ôm lấy bà. Đúng lúc này răng rắc một tiếng vang rất lớn, cả ngọn núi dường như run lên. Hai người nhất thời cả kinh muốn nhìn một chút sao lại thế này. Không tốt, nứt ao rồi, nước lập tức sẽ ngấm vào. Diệp Phàm kêu lên. Ôi, đây là ý trời. Á Thủy Thanh Thanh không ngờ không hoảng hốt. Nhanh lấy ít nước để bán. Diệp Phàm kêu lên. Không được, bởi vì đây là ý trời. Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Á Thủy Thanh Thanh nói. Có thể đây là thần sử nữ phạt tôi, bởi vì tôi làm cho cô mất mặt. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Diệp Phàm đau lòng, nhanh chóng chạy về chỗ căn phòng nhỏ ở ngọn núi đối diện, phát hiện có thùng gỗ rất lớn, có lẽ Á Thủy Thanh Thanh dùng khi tắm. Hắn lấy ít chậu rửa mặt cùng thùng gỗ bỏ chạy. Đến bên cạnh ao phát hiện đã gần cạn hết, hắn nhanh chóng ra sức hút nước về phía thùng gỗ và các chậu. Anh dám hút nước tôi sẽ chết cho anh xem. Đột nhiên Á Thủy Thanh Thanh giọng tức giận nói. Diệp Phàm quay đầu vừa thấy cô không ngờ cô đặt tay lên cổ, hơn nữa theo hơi thở của cô thấy ngay chỗ đó một vết thương, máu tươi đang trào ra. Tôi thấy cô chính là một kẻ điên, muốn tốt cho cô ngược lại cô lại như thế, cứng cỏi. Vậy để hết đi dù sao cũng không phải nước của tôi. Diệp Phàm rất tức giận, ngồi xuống cạnh tảng đá. Thật ra hắn rất đau lòng, đôi mắt buồn bã nhìn nước trinh nữ ngấm hết vào đất. Hiểu được cô sẽ hối hận. Diệp Phàm rít qua kẽ răng. Đó là chuyện của người A Cổ Lạp chúng tôi. Á Thủy Thanh Thanh giọng lạnh lùng nói. Liên quan gì tới tôi muốn làm người tốt thôi. Diệp Phàm gầm lên, giống như tiếng sói kêu vậy. Ai mượn anh làm người tốt? Á Thủy Thanh Thanh giọng trong trẻo hừ nói, ra vẻ người không cần tình cảm. Nhưng Diệp Phàm khuyên cô trở về nhà cô nói phải suy nghĩ lại. Diệp Phàm nhớ đến chuyện Mỹ Nhân Ngư, muốn về nghiên cứu cột đá kia cho nên ở cùng Á Thủy Thanh Thanh một đêm sáng ngày hôm sau xuống núi trước. Vừa xuống chân núi nghe tiếng người đang nói chuyện, Diệp Phàm nghe không ngờ là tiếng của Bao Nghị, thấy lạ nên nấp vào trộm nghe một chút. Anh Bao, anh nói ở Trung Quốc anh là quan lớn có fire cô. Giọng một cô gái có vẻ nũng nịu, Diệp Phàm vừa nghe thiếu chút nữa ngã, cô không ngờ là Á Nhĩ Ba Hoa. Hơn nữa giọng rất thân thiết. Chương 3609, muốn bắt ai thì bắt người đó.
thằng nhóc này giỏi, mới một buổi tối không thấy không ngờ đã câu được cô gái này. Ha ha, đương nhiên anh chính là cục trưởng cục cảnh sát. Muốn bắt ai thì bắt, địa bàn đó toàn bộ do Bao Nghị tôi quyết định. Bao Nghị đang thổi lên trời. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện hai người không ngờ vô cùng thân thiết vai sóng vai ngồi trên tảng đá nói chuyện tào lao. Uy phong như vậy sao? Không phải có pháp luật sao? Chẳng lẽ Trung Quốc các anh không có pháp luật? Như A Cổ Lạp chúng em, cha em nói như thế nào là như thế đó? A Nhĩ Bạo Oa hỏi. Ha ha, việc này khó nói. Bọn anh vẫn khác xa bọn em. Sau này có cơ hội đến Trung Quốc, vé máy bay ăn ngủ anh bao hết. Ở trong khách sạn 5 sao, ăn tiệc lớn. Bao Nghị cười gượng một tiếng. Có phải cảnh sát các anh tiền lương rất cao? Nếu không, tiền đâu ra vậy? A Nhĩ Bạo Oa hỏi. Kiếm thôi, tiền lương thật ra không cao lắm. Nhưng anh có thân thủ nhận mấy đứa trẻ con nhà giàu làm đệ tử cũng có thể kiếm tiền. Tiền lương so với một năm tiền lương của bố em còn nhiều hơn. Bao Nghị cười nói. Anh thật đúng là người tốt. A Nhĩ Bạo Oa không ngờ nhích lại gần. Bao Nghị cũng thuận theo tự nhiên nghiêng bờ vai qua. Đúng rồi, em nói tiếng Anh có phải đã từng đến Anh du học? Bao Nghị hỏi. Không, em chưa từng ra nước ngoài. Em học trong nước, không phải có học tiếng nước ngoài sao? Chị của em mới đi du học. A Nhĩ Bạo Oa giọng có chút nghẹn ngào khi nói về việc này. Đừng nóng vội, có anh Diệp đi cứu chị em rồi, có lẽ hai người họ đang nói chuyện yêu đương trên đỉnh Thánh Nữ. Bao Nghị cười nói. Tay vỗ nhẹ vào phần eo của Á Nhĩ Bạo Hoa. Thằng nhãi này tuyệt đối nhân cơ hội á bớt. Á Nhĩ Bạo Hoa chắc chắn là mặt hàng cao cấp của người da đen. Hương vị không giống với các cô gái trong nước. Không thể tưởng tượng được Bao Nghị trong nước thành thật như vậy hiện giờ không ngờ bị người da đen mê hoặc. Mong là vậy. Á Nhĩ Bạo Hoa vỗ nhẹ mấy cái trước ngực. Đúng rồi Á Nhĩ Bạo Hoa, thánh điện của bọn em chỉ là 10 cái cột đá. Có phải là từng bị phá hủy không? Chúng tôi hỏi Thiết Mộc trưởng lão, ông ấy nói vốn là như thế. Nếu như là như thế, sao có thể gọi là thánh điện được? Chỉ có mấy cái cột. Bao Nghị chưa quên chuyện Diệp Phàm đã dặn, tự mình tìm hiểu về 10 cây cột. Diệp Phàm cảm động, hóa ra cậu ta ngọt nhạt vì giúp mình chuyện này. Mình nói rồi cậu ta không thể cảm thấy hứng thú với mấy cô gái da đen. Chính là như vậy, còn vì sao lại gọi là thánh điện thì có nguyên nhân. A Nhĩ Bạo Oa nói. Diệp Phàm cũng dựng lỗ tai. Nguyên nhân gì, không thể nào, còn có nguyên nhân sao? Bao Nghị nói, gã không hổ là cảnh sát, thật đúng là ngựa quen đường vũ. A Nhĩ Bạo Oa ngây thơ bị gã cám dỗ. Ôi, nghe nói có lẽ là từ xa xưa gia tộc cũng gặp khó khăn lớn. Năm đó điện thánh nữ cũng rất lớn. Nhưng sau lần tai nạn đó cũng chỉ còn có 10 cột đá không đỏ. Nhưng đây là bí mật của gia tộc. Chỉ có vua và thánh nữ biết mà thôi. Việc này tôi cũng là nghe trộm chị và cha nói chuyện mới biết được. Anh đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không dù em là con gái của vua cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc. A Nhĩ Bạo Oa vẻ mặt thành thật nói. Tai nạn, rốt cuộc là tai nạn như thế nào? Bao Nghị thật ra hỏi ngay thắc mắc của Diệp Phàm. Em cũng không rõ lắm. A Nhĩ Bạo Oa lắc đầu, Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực, biết lại không rõ bí mật. Bao Nghị cùng A Nhĩ Bạo Oa không ngờ càng nói càng vui vẻ. Hai người không ngờ ngồi ôm nhau. Ôm một cô gái trong lồng ngực cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tiếng Diệp Phàm đột nhiên vang lên khiến Bao Nghị sợ tới mức cả người theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Diệp, anh Diệp, việc này. Bao Nghị mặt đỏ bừng vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Tôi thích anh Bao, Bao Nghị, không cần lo hắn không phải anh nói anh là cục trưởng cục cảnh sát sao? Anh ta cũng ở địa bàn của anh, không nghe lời liền đánh. Không thể tưởng tượng được A Nhĩ Bạo Oa nói làm Bao Nghị thiếu chút nữa rất cằm. Cục trưởng Bao, tôi làm ăn kiếm sông trên địa bàn anh, sau này mong anh quan tâm. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Diệp, anh Diệp, việc này là khoe khoang một chút. Bao Nghị nói bằng tiếng phổ thông. Ha ha ha. Diệp Phàm cười lớn. Đúng rồi, chị tôi đâu, chị ấy không chết chứ? A Nhĩ Bạo Oa hỏi. Cô ấy đã tự sát trong cái ao. Diệp Phàm nói. Chị. A Nhĩ Bạo Oa nhìn lên núi khóc. Về đi, tôi cứu cô ấy rồi. Hiện giờ không việc gì. Diệp Phàm nói một câu A Nhĩ Bạo Oa nhìn chằm chằm Diệp Phàm tức giận đến dậm chân. Cô còn không cảm ơn tôi. Diệp Phàm nói. Nói linh tinh, khốn nạn. A Nhĩ Bạo Oa nhìn không được hung hăng đá Diệp Phàm một cước rồi chạy xuống chân núi.
Bao Nghị, cô chính là một đóa hoa hồng màu đen. Cậu phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm cười lớn. Việc này tôi biết, yên tâm. Bao Nghị nói. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn vui đùa? Diệp Phàm hỏi. Không thể nói như vậy, tôi cũng không hiểu tại sao lại thế này. Giống như hai chúng tôi quen nhau vậy. Vừa thấy cô tôi còn hơi xúc động. Trước kia trong nước gặp không ít các cô gái, nhưng không có cảm giác này. Có lẽ đây là ý trời. Bao Nghị thở dài. Ôi, với chức vụ của cậu không thể lấy cô gái nước ngoài. Cậu phải nghĩ cẩn thận, đừng để đến cuối cùng cả hai đều bị thương. Diệp Phàm thở dài nhìn Bao Nghị một cái nói. Đương nhiên nếu làm bạn bè cũng được, dù sao cậu còn chưa kết hôn, kết giao bạn bè vẫn là nên có phải không? Đi từng bước xem từng bước. Bao Nghị nói xong nhìn Diệp Phàm một cái đột nhiên cười khan nói. Á Thủy Thanh Thanh sao lại thế này, cô ta thật sự đặc biệt. Anh ở trên đỉnh núi một đêm không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì, cứu cô ấy rồi ở cùng cô một đêm, hẳn là sẽ không tự sát, nếu tiếp tục tôi cũng không trông nom được rồi. Diệp Phàm nói, thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Cô nam quả nữ ở trên đỉnh núi một đêm. Bao Nghị có vẻ không tin việc này. Cậu muốn nghĩ cái gì, muốn đánh có phải không? Diệp Phàm cười trêu. Đúng rồi, chuyện thánh điện phải làm thế nào? Bao Nghị hỏi. Buổi tối chúng ta đến đó xem một chút, có lẽ bí mật ngay dưới chân cây cột. Diệp Phàm nói. Phía dưới cây cột có gì dễ lấy, hơn nữa đó là thánh điện của người A Cổ Lạp. Gây ra động tĩnh quá lớn sẽ làm cho chuyện mỏ quặng thất bại. Bao Nghị có chút nghi ngờ nói. Không việc gì, chúng ta sẽ đi xuống từ xa. Chỉ cần lấy một ít, bên trên hẳn không biết. Diệp Phàm nói. Thác Thái Thạch Vương nghe nói Diệp Phàm cứu con gái mình rất vui, long trọng mở tiệc chiêu đãi. Ăn đều là thịt thú nướng, toàn là sơn dương, lợn rừng, báo. Núi Bối Tây có thể biến thành nơi giết hại động vật hoang dã. Nhưng xem ra ở núi Bối Tây không thường xuyên, đêm đến. Diệp Phàm sắp xếp mấy người Trương Hùng cùng Cung Chí Quân nói chuyện tào lao với Thác Thái Thạch cùng Á Nhĩ Ba Hoa. Hắn dẫn theo Hồng Tà Thiên Đao cùng Bao Nghị bí mật cầm công cụ đến chỗ cách thánh điện mấy trăm mét để bắt đầu đào. Mấy người công lực cao, Bao Nghị đảm nhận việc di chuyển bùn đất. May mắn chính là đất cũng không nhiều đá. Trên cơ bản là bùn, không lâu đã đào ra một cái hầm cách cột đá hơn 10 mét. Mấy người thêm hăng hái đào đến chỗ cột đá phát hiện bùn giống với cột đá, hơn nữa trên đó cũng điêu khắc rất nhiều chữ. Lúc mới bắt đầu Diệp Phàm còn có chút lo lắng chữ này có thể tấn công người. Sau đó thử vài lần phát hiện không nhúc nhích. Nhưng cây cột có động tĩnh Diệp Phàm còn có chút hy vọng. Không có động tĩnh ngược lại làm cho người ta buồn bực. Diệp Phàm quyết định đào xuống chút nữa xem có phát hiện cái gì không. Cây cột rất kỳ lạ, đào đi xuống sâu 100 mét cuối cùng phát hiện thay đổi. Phía dưới không ngờ có nước trinh nữ quây chung quanh cột. Việc này chính là khá ủng hộ lòng người, nhưng trời đã sáng, Diệp Phàm và mấy người đành trở về giả vờ ngủ. Ngày hôm sau nghỉ ngơi nửa này đến núi Bối Tây để xem mỏ quặng đồng, buổi tối lại tiếp tục đào. Càng đi lại càng khơi dậy hứng thú của mấy người Diệp Phàm. Bởi vì phía dưới nước trinh nữ ngày càng hiều, dưới mỗi cây cột đều là nước trinh nữ. Chúng ta phát tài rồi, phía dưới cột đá này liền là nước trinh nữ. Bao Nghị cười nói. Tôi thấy cậu đúng là tham tiền. Thiên Đao hừ lạnh nói. Anh không tham tiền sao? Không có tiền không thể thành đồng chí. Bao Nghị lầm bầm. Tiền thật không sao cả. Diệp lão đại gọi tập trung. Nhưng nước trinh nữ đúng thật là đồ tốt, không ngờ có thể làm ra viên thuốc đi xuống biển tiện lắm. Hồng Tà nói, lấy, giết, leng keng, dụng cụ đặc chế rơi xuống đất. Sao thế, có chuyện gì phải không? Hồng Tà dùng truyền âm mật thuật hỏi. Em gái, Diệp Phàm thầm giật mình. Trước mắt không ngờ không còn, một hang động trống trải. Diệp Phàm phát hiện 10 cây cột không ngờ cắm vào một cái ao hình tứ giác. Giữa cái ao có sương mù toát ra, đây chắc chắn là nước trinh nữ, mà trước cái ao còn có một cung điện. Một pho tượng có hình dáng giống mỹ nhân ngư đang đứng ở giữa cung điện. Pho tượng màu xanh biếc, nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm phân hình có thể khẳng định. Tuy nói là màu xanh biếc không phải trong suốt nhưng pho tượng này được làm bằng nước trinh nữ tinh khiết. Còn sao không phải trong suốt có lẽ cũng là trải qua cách xử lý đặc biệt. Mà phía trước là một cái rổ của trẻ con hay gì đó. Rổ cũng là làm bằng nước trinh nữ, bên trên khắc một ít chữ. Trong rổ là mỹ nhân ngư thủ nhỏ, cô đã thu nhỏ lại bằng trẻ con.
Lúc này mỹ nhân ngư có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ mặt rất thuần khiết. Chương 3610, trở lại thời trẻ con. Cô giống như một pho tượng nữ thần, lúc này giống như đang ngủ, nằm im trong rổ. Quả nhiên có tình huống. Bao Nghị vẻ mặt vui vẻ bước qua. Bốp! Trên cây cột có một chữ quăng đến người Bao Nghị khiến cậu ta ngã chỏng vó. May mắn không bị thương, cậu ra đứng lên run run có chút lo sợ nhìn cây cột thần bí kia. Có lẽ là không vào được. Hồng Tà nói. Thiên đao đập một quyền. Thiên đao lùi mấy chục bước mới có thể đứng vững, tay cũng run run lên nhất thời cũng là vẻ mặt kinh hãi. Ông ta có vẻ bị chọc giận, bảo kiếm được đưa ra một kiếm đâm qua, răng rắc một tiếng, bảo kiếm không ngờ bị chặt đứt. Thiên đao cũng giống như Bao Nghị bị quăng ngã chỏng vó, mặt có vẻ sưng lên. Chẳng lẽ bên trong pho tượng kia là thần sử nữ? Hồng Tà hỏi. Có thể. Bao Nghị gật đầu nói. Được rồi, chúng ta không thể trêu vào cô, trở về thì hơn. Đừng chọc cô tức giận chúng ta lại bị giam cả ở đây. Thiên đao nói. Diệp Phàm từ từ đi qua rồi, chuyện làm cho mọi người ngạc nhiên đã xảy ra, Diệp Phàm đi qua không ngờ không bị gì. Hắn tự nhiên đi xuyên qua khe hở giữa hai cột đá dẫm chân lên sàn cung điện đến trước mặt rổ. Mỹ Nhân Ngư, cô không sao chứ? Diệp Phàm thân thiết hỏi. Nhưng Mỹ Nhân Ngư không có phản ứng. Đúng vậy, tôi hại cô, ôi! Diệp Phàm thở dài nhìn pho tượng càng nhìn càng giống Mỹ Nhân Ngư. Chẳng lẽ cô là mẹ của Mỹ Nhân Ngư? Cũng không đúng, Tam Hóa Đại Sư nói Mỹ Nhân Ngư là ông ta dùng thiên trọng nguyệt âm chi lộ tạo ra cô không thể có mẹ. Chẳng lẽ Đại Sư Tam Hóa đang nói dối? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Diệp Phàm giật mình. Nếu Đại Sư Tam Hóa nói dối vậy thì ra ông ấy lừa dối hắn. Vậy Thái Cực Thất Đạo Mộ Địa đại diện cho cái gì? Hình như có ý dẫn hắn đến đây. Thiên đao cao thủ như vậy cũng không vào được, hắn không ngờ được pho tượng tán thành. Chẳng lẽ bởi vì Mỹ Nhân Ngư, Diệp Phàm suy nghĩ không thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Diệp Phàm nhẹ giọng dùng suy nghĩ đánh thức Mỹ Nhân Ngư nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Cảm giác mấy tiếng sau, có lẽ là trời sắp sáng Diệp Phàm cuối cùng vái ba vái trước bức tượng chuẩn bị lui về. Em gái, tôi đi đây. Tôi thân thủ quá thấp không có cách thức tỉnh em. Nhưng em yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Chờ anh Diệp của em đến đón em, chúng ta phải sống sót, anh đi rồi em phải bảo trọng. Diệp Phàm nói xong xoay người đi. Đúng lúc này két một tiếng. Diệp Phàm xoay người phát hiện bàn tay pho tượng hình như sáng lên một chút, hắn không tin đi đến. Nhất thời sợ ngây người. Bởi vì trong tay pho tượng không ngờ là một đôi cánh mà mắt thường khó nhìn thấy. Tất nhiên là làm bằng nước trinh nữ, cánh không lớn chỉ bằng đầu ngón tay cái. Giống như một món đồ chơi vậy. Hình dạng giống như một đôi cánh thiên sứ. Có vẻ giống như cánh của Á Thủy Thanh Thanh. Đây có ý gì, chẳng lẽ là tặng cho mình? Diệp Phàm suy nghĩ không thể tưởng tượng được cánh lại sáng lên một chút, không ngờ như bay nhẹ nhàng đi đến nhẹ nhàng đậu trên tay Diệp Phàm. Lúc này có một vài chữ từ pho tượng bay ra. Diệp Phàm sợ đến mức cảnh giác toàn thân, bởi vì chữ này chính là cách tấn công của thần sử nữ lợi hại đến mức thiên đao cũng khó chịu nổi một kích. Nhưng lần này chữ cũng không có tấn công. Mà đi thẳng xuống đất dưới chân Diệp Phàm. Không lâu cảm giác đất có một chút như đau đớn. Không lâu cảm thấy trong đầu hình như có một cái gì đó phép thuật những đôi cánh bí ẩn. Đôi cánh tên là cánh niềm vui bí ẩn được chế tạo từ thiên trọng nguyệt âm chi lộ có thể trong suốt vô hình. Trừ phi là người có cảnh giới cao hơn mới có thể cảm thấy sự tồn tại của cánh nhưng mắt thường khó thấy. Nhưng muốn cánh có thể kết hợp hoàn mỹ với thân thể của anh cần phải luyện. Bí mật của người A Cổ Lạp. Chỉ có thể luyện đến cảnh giới thập nhị đẳng mới có thể làm cho cánh kết hợp với cơ thể, nếu không cảnh này chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Thánh nữ của người A Cổ Lạp luyện cái này từ nhỏ cho nên, từ nhỏ đã bắt đầu dung hợp cánh niềm vui bí ẩn với cơ thể. Một khi đạt đến thập nhị đẳng tất nhiên có thể sử dụng đôi cánh này. Người A Cổ Lạp cũng là một dân tộc dũng cảm, hy vọng cậu có thể quan tâm đến bọn họ. Sau đó chính là luyện tập bí mật của người A Cổ Lạp. Diệp Phàm nhắm mắt ngồi xếp bằng nhìn kỹ một lần, cảm giác phương pháp này chỉ cần luyện tốc độ cũng nhanh. Dù sao hiện giờ hắn có cơ sở cao, phương pháp tấn công này chính là dùng chữ để tấn công. Đối với việc pho tượng kia quan tâm đến mình Diệp Phàm cảm thấy có lẽ liên quan chặt chẽ đến Mỹ Nhân Ngư. Chữ này là chữ của người A Cổ Lạp nhưng Diệp Phàm cũng có thể đọc không thể hiểu. Nhưng sau đó cũng không nói cho Diệp Phàm Mỹ Nhân Ngư đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai chữ trở về. Trở về,
Ý gì vậy? Chẳng lẽ đây là nhà của Mỹ Nhân Ngư? Hiện giờ Mỹ Nhân Ngư đã về rồi. Giống như Phi Cương, Diệp Phàm thầm nghĩ cũng yên tâm hơn. Không chắc sau này có còn gặp lại Mỹ Nhân Ngư không? Lần này Diệp Phàm cung kính vái ba vái, sau đó xoay người đi nhanh. Sao lại thế, anh giống như diễn trò trong đó. Bao Nghị không nhịn được hỏi. Pho tượng kia chính là thần sử nữ, nhưng cũng không sống lại. Chỉ là truyền cho tôi một ít chữ, bảo tôi rời đi không cần quấy rầy cô. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói. Vậy tại sao cậu có thể vào mà chúng tôi muốn vào lại bị đánh? Bao Nghị căn bản không tin chuyện ma quỷ của hắn. Được rồi, chúng ta đi đi. Thiên Đao nói mấy người trở về khôi phục lại tất cả như ban đầu. Ngày hôm sau bàn với Thác Thái Thạch chuyện khai thác mỏ quặng. Thác Thái Thạch đưa ra hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất chính là cố gắng không phá hỏng hoàn cảnh sinh thái của núi Bối Tây. Điểm thứ hai chính là ít nhất một nửa công nhân là người A Cổ Lạp. Hai yêu cầu này Diệp Phàm đều đồng ý, mọi người quay lại công trường nhưng Á Nhĩ Bạo Hoa muốn đi xem trạm phát điện. Bao Nghị không có cách nào được Diệp Phàm đồng ý dẫn cô đi. Ha ha, nghe nói các anh đã nắm được mỏ quặng đồng núi Bối Tây, chúc mừng. Không tưởng tượng được tướng quân Đức Lý đứng ở chỗ dừng chân chờ. May mắn thôi lúc ấy là đánh cuộc. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp, cậu nói thoải mái nhỉ. Phải biết rằng đối với thánh nữ Á Thủy Thanh Thanh của người A Cổ Lạp đến giờ tôi còn sợ. Tướng quân Đức Lý cười nói. Á Thủy Thanh Thanh đụng phải chủ tịch Diệp đương nhiên là thất bại rồi. Trương Hùng cười nói. Tốt, tốt. Đức Lý nói chữ tốt hai lần, tất nhiên là cảm thấy trong lòng tức giận. Chủ tịch Diệp, chuyện của chúng ta thế nào? Đức Lý nói nhỏ với Diệp Phàm. Yên tâm, các anh hy vọng khi nào chúng ta ra tay? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên càng nhanh càng tốt, nếu như có thể thành công thì ngày mai thì sao? Đức Lý hỏi. Vậy ngày mai, nhưng tối anh phải cung cấp tài liệu rõ ràng nhất về liên minh kia. Chúng tôi cũng sẽ thuận lợi để làm hơn. Diệp Phàm nói. Những thứ này tướng quân Đức Lý thật ra mang đến rồi. Diệp Phàm và mấy người Thiên Đao, Hồng Tà bắt đầu nghiên cứu tài liệu này. Tổng bộ của Liên minh Tự do ở thành phố Kham Lạp. Theo tài liệu bọn họ có 7-8.000 người. So với hơn 100.000 người của chính phủ thì ít hơn quá nhiều. Hơn nữa Liên minh Tự do đánh nhau với chính phủ mười mấy năm rồi, kinh nghiệm tác chiến của bọn họ rất phong phú. Mỗi người đều nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, mấy trăm ngàn quân của chính phủ cũng không thắng được Liên minh Tự do. Chứng tỏ quân liên minh tuyệt đối có thực lực. Cung Chí Quân nói, binh lính của chính phủ gấp mấy lần liên minh tự do, vậy mà không đánh thắng được. Từ đây có thể thấy được quân liên minh là không thể coi thường. Mà chúng ta hỏi tướng quân Đức Lý, ông ta không biết. Tôi đoán trong đó có phải có nguyên nhân khác. Bao Nghị phân tích, nguyên nhân thật sự thì phức tạp, nhưng chúng ta cũng không phải giúp họ đánh giặc. Đây là chuyện nội bộ của họ, chúng ta không cần can thiệp. Chúng ta chỉ hoàn thành một số giao dịch, chỉ cần bắt sống Lạp Thiết Cát trở về giao cho tướng quân Đức Lý là xong việc. Muốn bắt Lạp Thiết Cát không khó, quan trọng là trong tài liệu mà tướng quân Đức Lý cung cấp cũng không rõ. Không chỉ ra địa điểm ẩn trốn của Lạp Thiết Cát, không có nơi ẩn trốn chúng ta giống như mò kim đáy biển. Hơn nữa, đối với tình hình trong đó chúng ta cũng không quen thuộc. Nếu như bảo chúng ta giết một đám quan quân của liên minh thì chúng ta dễ làm. Nhưng là nhân vật thần bí Lạp Thiết Cát chúng ta lại khó tìm. Diệp Phàm nói. Tôi thấy Đức Lý đang làm khó chúng ta. Bọn họ hiểu rõ về liên minh cũng chưa làm được sao chúng ta có cách. Lạp Thiết Cát cũng không phải là cao thủ võ công. Nếu biết chỗ ẩn náu của y, Đức Lý có lẽ đã tự mình ra tay rồi. Hồng Tà có chút giận nói. Dù biết là khó chúng ta cũng phải làm. Đây là giao dịch mà hai bên đã đồng ý. Không khó người ta tìm mình làm gì. Việc này không cần phải nói. Quan trọng là tình báo thế nào. Diệp Phàm nhìn Trương Hùng một cái. Bên đó cung cấp tài liệu cho chúng ta không khác gì của tướng quân Đức Lý lắm. Cũng không có gì liên quan đến. Lạp Thiết Cát. Trương Hùng nhíu mày nói. Chỉ bằng rút củi đáy nồi thế nào. Bao Nghị nói. Làm thế nào. Diệp Phàm hỏi. Lạp Thiết Cát chúng ta tạm thời không tìm thấy chỗ ở của y nhưng y luôn có thân tín. Ngoài ra còn có trợ thủ đắc lực của y không biết ở đâu. Chúng ta hỏi vài người cũng sẽ tìm ra một chút tin tức có phải không? Bao Nghị nói. Chương 3611, Thế Thân. Chỉ có thể dùng cách này, nhưng có đôi lúc cách này lại thu được kết quả không ngờ. Diệp Phàm gật đầu nói nhìn Thiên Đao một cái.
anh cùng với Hồng Tà, Bao Nghị và Trương Hùng đi tìm hiểu. Tìm hiểu tình hình trước rồi nói sau, tốt nhất là bắt vài người có năng lực biết chuyện về. Nhưng phải giữ bí mật. Bốn người xuất phát trong đêm, ngày hôm sau Diệp Phàm cũng làm ra vẻ lãnh đạo tập đoàn đi kiểm tra công trường. Làm rất tốt. Ở công trường đập lớn cung khai Hà Điện báo nói, câu đầu tiên là khen ngợi. Có cách gì, bất kể có được không, trở về không chừng bị ông phê phán thành dạng gì, nào là không yêu nước, nào là không thương dân. Diệp Phàm tức giận nói. Ha ha, tôi biết cậu có cách. Cung khai Hà cười nói. Đúng rồi tổ trưởng cung, đề nghị của tôi cấp trên xem xét thế nào. Diệp Phàm hỏi. Cấp trên rất coi trọng đề nghị của cậu, cũng đã nghiên cứu. Cho rằng cho Trương Hùng đến núi Bối Tây quản lý việc khai thác mỏ quặng là không tồi. Nhưng có đồng chí cho rằng cho Trương Hùng quản lý một công ty cấp phó bộ có phải là không ổn không? Dù sao Trương Hùng lúc trước chỉ là một nhân viên ở Bắc Kinh. Có đồng chí không biết tình hình, đưa ra ý kiến không có chiến tích sao lại được đề bạt. Cung khai Hà nói. Trương Hùng có chiến tích hay không chẳng lẽ ông không biết? Có đồng chí không biết tình hình của tổ chẳng lẽ chủ tịch Đường còn không biết sao? Trương Hùng làm chính là công tác bí mật, là không thể nói ra ngoài. Có một số việc tôi thấy cấp trên cũng phải có thái độ rõ ràng một chút. Nếu không, đối với các đồng chí làm công tác bí mật thật sự là không công bằng. Trương Hùng làm nhiều việc như vậy lại đi theo làm người tùy tùng chạy việc. Lần trước thứ trưởng không hy vọng, cấp trên chẳng lẽ ngay cả một chức tương đương với thứ trưởng cũng không cấp. Huống chi khai thác mỏ quặng núi Bối Tây không phải là việc nhỏ. Tôi nghi ngờ hải lang của Mỹ có thể cử người theo dõi. Một đồng chí có kinh nghiệm trong việc này đến quản lý ở đây là quan trọng. Chỉ cho người ta làm việc mà không cho thức ăn, việc này không hợp lý. Hơn nữa, cuộc sống ở đây thật sự vất vả, công tác cũng không dễ làm. Diệp Phàm giọng bắt đầu sắc bén. Ha ha, Đường chưa nói không chịu, cậu vội gì, xem, tính tình này của cậu phải sửa. Cung khai Hà cười nói. Tôi nói nhé lão cung, ông đang đùa tôi có phải không? Ông biết cấp trên đã muốn đồng ý có phải không? Diệp Phàm kinh ngạc. Ha ha, người trẻ tuổi các cậu có thể đùa tôi không được đùa có phải không? Việc này chủ tịch Đường đã tự mình quyết định, văn bản mấy ngày nữa sẽ xuống đến đó. Cậu nói chuyện với Trương Hùng, bảo cậu ta chuẩn bị tư tưởng. Còn nữa, một khi đến Bối Tây để chủ trì công tác của mỏ quặng thì không thể tùy tiện về nước. Phải làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài, cậu ta phải chuẩn bị tâm lý về việc này. Đến núi Bối Tây không phải là hưởng phúc, điều kiện sống và làm việc ở đó thật sự là vất vả. Cung khai Hà nói, tôi tin tưởng đồng chí Trương Hùng sẽ làm tốt công việc, việc này không cần tổ trưởng cung lo lắng. Diệp Phàm nói, cậu nói mắt tôi kém có phải không? Cung khai Hà có vẻ bất mãn hừ một tiếng. Ánh mắt của đồng chí cung luôn sắc sảo, nhìn người rất chuẩn. Ông như vậy gọi là nhân tài có đôi mắt sắc sảo. Diệp Phàm nịnh nọt, đúng rồi. Trước tiên nói với cậu, vị trí của cậu cũng phải thay đổi. Cung khai Hà nói. Đổi, tôi còn việc lớn chưa làm xong, có phải là thời cơ chưa chín muồi không? Diệp Phàm có chút luyến tiếc khu kinh tế Hoành Không, bởi vì, đây là sự nghiệp huy hoàng mà Diệp Phàm đắc ý. Đủ rồi, cậu ở khu kinh tế Hoành Không đã đủ nở mày nở mặt. Cậu đó nở mày nở mặt cũng bị người ta hận, cho nên, cậu nên kết thúc đúng thời điểm, nếu không... Cậu vẫn gắng gượng kết quả sẽ càng không tốt so với đi trước một bước. Cung khai Hà nói. Ý của cấp trên bảo tôi đến đâu? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là không lâu nữa sẽ có kết luận. Cung khai Hà nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Lão cung, lộ ra một chút trước để tôi đỡ thèm. Nếu không là chức phó chủ tịch tỉnh tôi cũng không ngại chức vụ thấp. Diệp Phàm cười nói. Chức vụ đó cậu cũng quan tâm. Đã chuyển phải là cán bộ cao cấp khác, ví dụ như chủ tịch hoặc bí thư tỉnh ủy chẳng hạn. Cung khai Hà châm chọc. Ha ha, có tôi cũng không chê. Diệp Phàm cười gượng. Cậu cứ mơ đi. Cung khai Hà nói. Cung Chí Quân không lâu chạy đến nói là bảo vệ bị ngất tất cả đã tỉnh lại. Có mắc bệnh gì không? Diệp Phàm hỏi. Không, rất tỉnh táo. Tôi cho người tìm hiểu một chút tình hình. Bọn họ nói lúc ấy tự nhiên ngất đi. Cũng không phát hiện ai đánh bọn họ cái gì. Cung Chí Quân nói. Hiện giờ chúng ta rõ ràng, có lẽ trong đội vận chuyển có mấy người trước ngực có đeo thánh giá đã dở trò quỷ. Bọn họ có thể phát ra một cái gì đó kỳ lạ tấn công thần kinh của người khác làm cho người ta ngất đi. Diệp Phàm nói.
có đồ vật gì đó không đúng, nếu có thể như thế sao không làm tất cả mọi người đều ngất đi? Như vậy bắt cóc chẳng phải càng dễ dàng sao? Cung Chí Quân nói, không có gì lạ, quan trọng là động cơ bắt cóc người của bọn họ. Diệp Phàm nói, động cơ, không phải vì tiền sao? Cung Chí Quân sửng sốt, không phải cậu cùng đi cùng rồi sao? Tạp Mông Thấp có hắc thần bí ẩn, phỏng chừng là chỉ một con có đen. Thứ này có thể biến người sống thành người thực vật, còn người của Địa Mông cho rằng chúng ta xây dựng trạm phát điện dân đến sông Sơn Xuyên bị biến đổi. Bọn họ nói nơi này là địa bàn của hắc thần không cho phép chúng ta sằng bậy. Chính người của công ty cậu bị trói đi cũng vì họ cho rằng xúc phạm đến hắc thần của họ. Cho nên, lần này có lẽ bọn họ không phải vì tiền. Anh xem, bọn họ không phải muốn đem hai công nhân của công ty chúng ta giết chết đến hiến tế hắc thần sao? Nếu vì tiền sao họ lại giết con tin, bọn họ muốn dùng thủ đoạn tanh mùi máu để dọa chúng ta. Ví dụ như chuyện như vậy mà chúng ta không đi bọn họ lại làm thêm một lần nữa chúng ta phải đi rồi. Dùng cách đánh mê không đủ tanh mùi máu. Diệp Phàm nói, có lý, nhưng hoạt động lần này coi như xui xẻo, không ngờ gặp người. Nên là lúc bọn hắn xong đời. Cung Chí Quân cười nói, buổi tối Hồng Tà Thiên Đao bốn người khiêng mấy bao tải kích động đã trở về. Dầm một tiếng Thiên Đao ném một bao tải xuống sàn nhà, còn xoa xoa bả vai. Vất vả, các anh bắt người lần này thật thuận lợi. Diệp Phàm cười nói nhìn Trương Hùng một cái, hỏi. Đã hỏi qua chưa? Hỏi gì, Lạp Thiết cắt ngay trong bao tải. Hồng Tà vẻ mặt đắc ý. Giỏi như vậy sao, một phen liền bắt giữ. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, Bao Nghị mở bao tải ra. Một người da đen tráng kiện lăn ra, người này mặc quân trang. Ôi, thật đúng Lạp Thiết Cát. Diệp Phàm nhìn ảnh chụp. Đúng vậy, lần này may mắn. Chúng tôi trên đường chạy đến Tổng bộ Liên minh Tự do. Cách Tổng bộ 5-6 cây em không ngờ phát hiện ba chiếc xe tạo thành một khối đứng nghỉ ở một khu đất bằng phẳng. Một chiếc Jeep, một chiếc xe Việt giã, còn có một chiếc xe thiết giáp. Tôi phát hiện xe Jeep hình như là xe chỉ huy. Cho nên chúng tôi bí mật đi qua đó. Phát hiện hai người đang đi tiểu. Lúc này không ngờ có người gọi là Lạp Thiết Cát tướng quân. Chúng tôi nhất thời chấn động, phát hiện một trong những người đang đi tiểu đúng là Lạp Thiết Cát trong tài liệu. Vừa lúc Thiên Đao và Hồng Tà hai vị cao thủ cũng đến đó. Đánh ngất xỉu hết, chúng tôi xử lý những người không quan trọng xong. Sau đó bắt giữ vài người, để bọn họ không phát hiện, ngay cả xe chúng tôi cũng khênh ném xuống sông. Không lộ một chút dấu vết. Trương Hùng cười nói, đây là may mắn không ngăn được. Bao Nghị cũng vui cười hớn hở. Lạp Thiết Cát, đừng giả bộ. Diệp Phàm vỗ, Lạp Thiết Cát nhảy lên. Bọn khốn khiếp, nhanh chóng thả tôi ra. Nếu không mấy chục nghìn anh hùng của quân Liên minh Tự do sẽ băm thây chúng mày. Lạp Thiết Cát vừa tỉnh đã mượn oai hùng. Biết đây là đâu không? Lạp Thiết Cát, nói, anh đến tổng bộ làm gì? Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật. Gần đây có hành động lớn, chúng tôi đã lên kế hoạch rồi chuẩn bị tấn công. Lạp Thiết Cát nói, liên lạc với tướng quân Đức Lý. Diệp Phàm có thể xác định chính xác là Lạp Thiết Cát. Tướng quân Đức Lý thật đúng là kích động, không ngờ suốt đêm chạy đến nơi thẩm vấn bí mật. Bởi vì lo lắng có phiền toái nên Diệp Phàm chọn một địa điểm bí mật khác. Đương nhiên mấy người Diệp Phàm rất cẩn thận, làm nhiệm vụ bí mật trên cơ bản là thay đổi khuôn mặt. Dù sao công nhân của tập đoàn Hoành không còn phải tiếp tục lâu dài, không thể để tập đoàn gặp phiền toái. Để lại một ít di chứng không cần thiết. Thật đúng là Lạp Thiết Cát, sao các cậu bắt được? Đức Lý tướng quân nhìn một cái sau đó vui vẻ hỏi. Diệp Phàm kể qua câu chuyện một lần. Cái gì, có hành động, tôi phải nhanh chóng hỏi chúng xem có hành động lớn gì. Đức Lý có chút nóng nảy. Từ đã tướng quân Đức Lý, chúng ta thử một lần. Lúc này một người đàn ông mặt Âu phục bên cạnh tướng quân Đức Lý nói nhỏ. Người này nghe nói là thân tín của Phó Tổng thống. Lạp Thiết Cát, biết tại sao anh lại bị như thế này không? Đó là bởi vì Đạt Lạc Hoa đã nói hết với chúng tôi tất cả. Người đàn ông mặc Âu phục nói. Đồ đàn bà thối, tôi đã đá cô một cước, nhưng cô cũng không thể biết tôi ở đâu. Lạp Thiết Cát tôi ẩn thân ở chỗ bí mật, các anh ha ha, muốn gạt tôi. Không thể tưởng tượng được Thái Hoành Sa không tức giận, công lực bao dung đúng là không tầm thường. Diệp Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chỉ thấy Thái Hoành Sa lấy từ trong túi ra khăn tay để lau mặt sau đó nhìn Diệp Phàm một cái rất bình tĩnh dùng tiếng Anh nói. Y không phải là Lạp Thiết Cát,
y chỉ là một người thế thân mà thôi. Không phải, không thể nào. Bao Nghị tức giận. Chương 3612, đội cảnh vệ nữ. Đạt Lạc Hoa là tình nhân được Lạp Thiết Cát tín nhiệm sủng ái nhất, tuy nhiên, bởi vì mẹ của Lạp Thiết Cát không thích cô ta. Mà Lạp Thiết Cát là người con có hiếu, cho nên, bọn họ cũng không công khai quan hệ của mình. Bình thường cũng rất bí mật, chúng tôi biết được tin tức này cũng là ngẫu nhiên thôi. Mà Đạt Lạc Hoa cũng không có ở trong tay chúng ta, tuy nói quan hệ của cô ta với Lạp Thiết Cát không thể công khai. Nhưng mà, bất cứ lúc nào nàng cũng ở bên cạnh Lạp Thiết Cát. Nghe nói cô ấy cũng là một cao thủ thần bí, hiện là đội trưởng đội cảnh vệ nữ của Lạp Thiết Cát. Cho nên, người này chỉ thử cái biết ngay là giả. Thái Hoành Sa nói, trên đời này làm gì có hai người lại giống nhau như vậy chứ? Cho dù là tìm người thay thế cũng rất khó làm được có phải không? Bao Nghị còn đang vật lộn với ý nghĩa của chính mình. Không phải là chúng ta cố ý làm khó dễ, nhưng chắc chắn anh ta không phải là Lạp Thiết Cát. Còn vì sao phải tìm người thế thân, chúng ta không có khả năng biết được. Thái Hoành Sa nhún vai, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đương nhiên, anh ta có thể cung cấp cho chúng ta một chút tin tức bí mật, chúng tôi cũng phải cảm ơn các anh. Giao dịch gần như đã thành công, cảm ơn thì khỏi cần. Diệp Phàm khoát tay áo, đột nhiên vỗ một chưởng vào người tên kia. Huyễn Ma, có một chút ảo tưởng, chúng ta nói ra những lời khách sáo. Cuối cùng tên con cháu nhà rùa kia hại mấy người Hồng Tà tốn công vô ích rồi. Diệp Phàm hừ nói. Huyễn Ma không có biện pháp nào, đành phải dùng lực thôi. Bởi vì lúc này tiến vào trong Tiêu Kim Thiên, vẫn có thể xem đó là một chỗ ẩn nấp tốt. Hồn khí lại có thể có chiều hướng tốt. Anh tên gì? Diệp Phàm hỏi, Trương Hùng đứng bên cạnh phiên dịch. Tôi là Lạp Thiết Tư. Lạp Thiết Tư đáp. Anh có quan hệ thế nào với Lạp Thiết Cát? Diệp Phàm hỏi. Tôi là em trai của Lạp Thiết Cát, hai chúng tôi là anh em sinh đôi, cho dù là mẹ chúng tôi cũng khó nhận ra hai chúng tôi. Lạp Thiết Tư nói, sẽ có một điểm nào đó khác nhau, không thể giống nhau như đúc được phải không? Diệp Phàm ép hỏi, đương nhiên rồi, sau đó mẹ tôi kiểm tra cẩn thận mới phát hiện là có điểm không giống nhau. Đó chính là phần háng dưới không giống nhau. Của Lạp Thiết Cát có một nốt ruồi lớn to bằng hạt gạo, của tôi không có. Tuy nhiên, khi chúng tôi lớn mẹ tôi sẽ không nhận ra được. Cũng không thể cởi quần ra để xem được, cho nên, mẹ sẽ đánh dấu cái gì đó trên quần áo chúng tôi mặc. Trên cổ tay áo của Lạp Thiết Cát có dấu hiệu hùng ưng. Của tôi không có, cho nên, mẹ tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Lạp Thiết Tư nói, hiện tại Lạp Thiết Cát ở đâu? Diệp Phàm hỏi, nghe nói ở sườn núi Kham Đông. Lạp Thiết Tư nói cụ thể ra đi. Ví dụ như, ở chỗ nào của sườn núi Kham Đông? Hoặc là nói chỗ ở của anh ta có đặc điểm gì? Còn nữa, có bao nhiêu người đi theo bảo vệ? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi cũng không rõ lắm, anh ấy không nói cho tôi biết đang ngủ ở chỗ nào. Hơn nữa, trong vòng vài ngày sẽ lại đổi chỗ ở. Còn người đi theo bảo vệ có hơn chục người đi theo. Đó là người bảo vệ anh tôi. Còn Tắc Nguyệt là đội trưởng đội bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng đi theo anh của tôi. Lạp Thiết Tư nói, Tác Nguyệt lợi hại vậy sao? Diệp Phàm hỏi, rất lợi hại, có một lần tôi thấy cô ấy đánh nhau cùng với mười mấy cao thủ trong đội. Một mình cô ấy đá gãy đùi bảy người, sau đó không ai dám khiêu chiến lại với cô ấy nữa. Lạp Thiết Tư nói, như thế nào nữa? Diệp Phàm hỏi, Lạp Thiết Tư đều nói hết, Diệp Phàm muốn nghỉ ngơi, tướng quân Đức Lý không nhịn nổi đặt một câu hỏi. Lạp Thiết Tư, cậu nói lần này lại có hành động. Là hành động gì? Khiến cho Lạp Thiết đầu chấn động, lại có thể tỉnh lại không nói. Tên ngu ngốc này, hiện tại tôi chính là hồn khí. Thi triển ảo ảnh công không thể đánh gãy được là rõ ràng rồi. Huyễn Ma tức giận mắng. Tướng quân Đức Lý cũng cảm thấy được mình nói chen vào làm phá hỏng mất bầu không khí. Ngại quá! Tôi đã nói với tướng quân Đức Lý anh, tôi đang thi triển một bí thuật từ xa xưa của Trung Quốc chúng ta. Anh ta đã cung cấp nhiều rồi, không cần hỏi nữa. Ôi! Hai tay Diệp Phàm giơ lên, về mặt đi lại của Liên minh Tự do thật ra không sao cả. Đúng rồi tướng quân Đức Lý, nếu Lạp Thiết Tư không biết được quan hệ của anh trai anh ta với Đạt Lạc Hoa. Tại sao nói đến đây anh liền mắng? Diệp Phàm hỏi. Tuy rằng anh ta không hiểu được quan hệ của anh trai anh ta với cô gái đó, nhưng chắc anh ta sẽ nghe nói qua từ mẹ của mình.
Đạt Lạc Hoa là ai Lạc Thiết Tư cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, nếu đứng trước mặt anh ta cô ấy còn có thể lắc lư người. Cô ấy chính là Lai Tác Nguyệt mà Lạc Thiết Tư đã nói. Đức Lý liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đại sư, anh có không thi triển lại một lần nữa bí thuật thần bí của anh không, ít nhất cũng phải vài kế hoạch cấp bộ chứ. Tôi đã thử rồi, tuy nhiên, bí thuật này chỉ có thể thi triển 3 ngày một lần. Thi triển thêm lần thứ 2 sẽ rất háo lực, sẽ làm thương chính mình. Hiệu quả cho người thứ 2 cũng rất kém, tướng quân Đức Lý là bằng hữu của tôi, vì tướng quân Đức Lý tôi sẽ thử lại một lần. Tuy nhiên, không thể quá hy vọng. Diệp Phàm nói, lần này sẽ thương lượng lại lần thứ 2 với Huyễn Ma. Công lực ảo này tôi đã dạy cho cậu rồi, cậu còn làm phiền tôi làm gì, cậu cứ thi triển theo phương pháp là được. Không phải công lực ảo của ông vài năm có thể thành sao? Diệp Phàm hỏi. Đó là việc của cậu, tôi còn muốn lưu lại một chút hồn khí. Nếu cậu bức tôi thì tôi cũng đồng ý. Lần này Huyễn Mã có thái độ kiên định chưa từng có, xem ra, có mật thám. Diệp Phàm không có biện pháp, đành phải sử dụng phương pháp của lão là phân cân thác cốt thủy. Phỏng chừng toàn bộ công lực ảo vẫn chưa tỉnh táo lại, lúc này Lạp Thiết Tư dùng phương pháp để toàn bộ đi ra ngoài. Tướng quân Đức Lý vội vàng đi ra ngoài đối phó tạm thời với vụ việc. Nếu Lạp Thiết Tư và Lạp Thiết Cát là hai anh em sinh đôi, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng của mình nhìn cẩn thận phía dưới người của Lạp Thiết Tư xem có dấu ấn không. Gặp được Lạp Thiết Cát hẳn là sẽ không thể bỏ lỡ. Liên minh tự do cũng không có bởi vì Lạp Thiết Tư mất tích sẽ thay đổi phương pháp tấn công, tuy nhiên, truyền đến tin tức tốt. 10 giờ sáng ngày hôm sau, tướng quân Đức Lý mang theo người ngựa đánh đại bại quân liên minh tự do, hơn nữa, đánh chết hơn 100 người, bắt sống hơn 100 người. Đây là một thắng lợi vĩ đại. Chính phủ vừa mới đưa tin toàn diện việc này. Quân chính phủ vừa mới anh dũng đả kích trầm trọng liên minh tự do, yêu cầu quân liên minh tự do lập tức đầu hàng hạ vũ khí trước quân chính phủ. Tướng quân Đức Lý vừa mới nở mày nở mặt một chút, tay lão già này cầm microphone đã run rẩy. Còn tướng quân Đức Lý nói dóc từ lúc Diệp Phàm mang theo anh em của ông ta tới sườn núi Kham Đông. Lần này tướng quân Đức Lý đại thắng đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Trương Hùng nói. Nói như vậy là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Lạp Thiết Cát biết việc này phỏng chừng sẽ bố trí thêm quân đội, khẳng định sẽ vất vả hơn. Anh ta sẽ triệu tập các thủ hạ đắc lực nhất tập trung vào một chỗ để bàn bạc. Tôi nghĩ, có thể sau khi nghe được tin tức anh ta sẽ di chuyển khỏi sườn núi Kham Đông đến ẩn nấp ở một địa điểm bí mật nào đó. Hơn nữa, đã là họp quân đội nòng cốt, chắc chắn bảo vệ cũng đặc biệt hơn. Trên mặt Trương Hùng có chút u buồn. Còn nước còn tắt thôi. Nhất thời Diệp Phàm cũng có chút đau đầu. Sườn núi Kham Đông là một thị trấn nhỏ, tuy nói diện tích không lớn, nhưng nhà cửa và dân cư cũng không phải là ít. Muốn tìm được Lạp Thiết Cát ở thị trấn nhỏ này cũng không phải dễ. Tuy nói bên anh ta có mười mấy người, nhưng người ta bí mật trốn ở trong những tòa nhà không hề động thủ anh cũng rất khó phát hiện được. Diệp Phàm mở to đôi mắt ưng cùng với đám người Thiên Đao, mỗi nhóm hai người phân tán ra đi tìm. Bởi vì là ban ngày cho nên không dám có động tác lớn nào. Tự nhiên lãng phí mất một ngày vô ích mà không điều tra ra được động tĩnh gì. Chờ đến tối, tôi cùng mọi người đi tìm tiếp. Diệp Phàm nói, mọi người nghỉ ngơi. Đến buổi tối. Đang chuẩn bị ăn cơm tối thì thằng nhãi Bao Nghị chạy vội vàng vào. Mua thứ gì ngon về ăn thế? Trương Hùng đâu? Hồng Tà hỏi. Diệp Phàm, tôi phát hiện ra một việc rất quan trọng. Bao Nghị nói. Vừa rồi tôi và Trương Hùng đi mua cơm chiều phát hiện ra có 3 tên cũng đi mua cơm, hơn nữa là đóng hộp mang về. Mua rất nhiều đồ ăn, còn có mấy bình rượu. Chúng tôi phát hiện, đồ ăn bọn họ mua đều rất đắt, chủ yếu là những món ăn ngon nhất trong quán của thị trấn. Hơn nữa, dường như 3 tên này tài đại khí thôi, vừa mới vào quán đã kêu ông chủ lấy những món ăn ngon nhất. Trương Hùng nói mua nhiều đồ ăn như vậy lại còn toàn là thức ăn ngon, chẳng lẽ nhà giàu ở trấn này người ta như thế? Tuy nhiên, cũng không giống. Nếu như là nhà giàu người ta sẽ đến thẳng quán cơm để uống rượu, cần gì phải mua về nhà cho phiền ra. Hơn nữa lại không thể hiện được đẳng cấp, mới lại, ở thị trấn này người nghèo nhiều. Chỉ làm thuê thôi thì làm sao có thể ăn được những món ăn ngon này. Sau đó tôi và Trương Hùng lặng lẽ theo dõi, phát hiện bọn họ đi đến giáo đường. Vốn là tưởng nhóm cha xứ ăn, Trương Hùng kiên trì đi theo vào trong. Chúng tôi vừa mới đến gần giáo đường liền phát hiện tình huống. Dường như trên hai đỉnh góc giáo đường có ống nhòm ở xung quanh.
Trương Hùng bảo tôi quay về báo tin, anh ta ở lại để theo dõi. Đi, qua đó xem tình hình thế nào. Diệp Phàm vung tay lên, mấy người thay quần áo màu đen lặng lẽ xuất phát đi đến giáo đường. Anh trai tôi có một nửa số dân cư là người Công giáo La Mã, 20% đạo tín lành, khoảng 1% người Hồi giáo, khoảng 1% theo tôn giáo cổ đại Phụng Kim, còn lại là theo tôn giáo nguyên thủy của địa phương. Mà cái gọi là nhà thờ này không thuộc về các loại giáo này, bởi vì chúng đều có những ký hiệu độc đáo của mình, giống như là cây thánh giá. Cho nên, nó thuộc loại tôn giáo nguyên thủy khác. Các biểu hiện của tôn giáo nguyên thủy, chủ yếu là tôn thờ thực vật, tôn thờ động vật, tôn thờ thờ cúng thiên nhiên, việc thờ cúng này liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại của xã hội nguyên thủy, tôn thờ vật tổ và tổ tiên là như nhau. Chúng đều phát triển bình thường và đã trải qua các hoạt động tôn thờ hình thành khái niệm trừu tượng. Bằng cách khám phá sự tồn tại của tôn giáo thời tiền sử, tất cả nghiên cứu ban đầu từ thời kỳ đồ đá cho tới khi văn hóa nguyên thủy suy đồi như thôn xóm nguyên thủy, bức tranh hang động đá, di tích mộ, tượng đều tìm thấy trên bàn thờ tôn giáo. Một vài dân tộc thiểu số trong nước Trung Quốc đều sùng bái tôn giáo nguyên thủy, mà nền tảng xây dựng giáo đường cũng không giống như phong cách kiến trúc của đạo Thiên Chúa. Nó thể hiện sự thô tục phóng túng, sau khi đến gần nhìn, Bao Nghị thầm thì nói. Tại sao lại là hắc cẩu, chẳng lẽ là bọn họ thờ phụng thần hắc cẩu sao? Chương 3613, toàn bộ ở chỗ này hả? Đúng vậy, đúng là như vậy, đó cũng là một hình thức biểu hiện của niềm tin tôn giáo nguyên thủy. Chẳng lẽ hắc cẩu và vận động địa mông được cho là một giáo phái? Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là gì? Trương Hùng nói. Tôi nghi ngờ vận động địa mông chính là một phân đội của Liên minh Tự do. Chuyện gì vận động địa mông cũng có thể làm, ví dụ như bắt cóc để đòi tiền chuộc, rất nổi tiếng ở nước ngoài. Mà quy mô của Liên minh Tự do rất lớn, cho nên không thể trắng trợn làm việc này. Những tổ chức có đến 7-8 ngàn quân đội không có nguồn tài chính lớn không thể nào duy trì được. Cho nên, âm thầm làm vận động địa mông để vơ vét của cải. Họ sử dụng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, trèo chống cho hoạt động của Liên minh Tự do. Diệp Phàm nói, nếu như quả thật đội chủ nhà một chi nhánh là Liên minh Tự do chẳng phải trước ngực cao thủ cũng có giá chữ thập sao? Vậy chúng ta thật đúng là phải cẩn thận. Bao Nghị nói, ha ha, chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức làm gì. Ngày chúng ta gặp gỡ hắc cẩu mới là khắc tinh của chúng ta. Chúng ta không có biện pháp đối mặt với nó, nhưng mà, đối với thần hắc cẩu có người nối nghiệp chúng ta cũng không sợ. Ngày đó phát hiện ra chỗ ẩm ướt đó chính là ổ của thần hắc cẩu. Hiện tại nó không có khả năng để chạy vào giáo đường có phải hay không? Nếu bàn về tên của cây thánh giá, chúng ta hoàn toàn có thể trừng trị bọn họ. Diệp Phàm cười nói, phân tích cũng rất có lý, nhưng thật ra lại làm cho mọi người thoải mái lên. Diệp Phàm cùng với Thiên Đao đi vào trước dò xét một chút. Phát hiện mấy người đang mở túi đồ ăn xếp vào đĩa, chỉ một lúc là xong. Sau đó, có một cô gái mặc quần áo đen đi từ trong phòng ra. Trên người mặc bộ đồ da bó sát người và áo choàng, trên khuôn mặt không có một chút tươi cười, người này có vẻ như rất nhanh nhẹn và giàu kinh nghiệm. Đi phía sau là bốn cô gái mặc quần áo đen không nói câu nào. Chuẩn bị đầy đủ chưa? Cô gái hắc y hỏi bằng tiếng Pháp. Đội trưởng, đã chuẩn bị đầy đủ, có thể mang đi. Một người trung niên mặc áo đen cúi người nói. Khuôn mặt tròn cúi xuống cái bát, sau đó vung tay lên, nói. Mang đi. Bốn người con gái mặc áo đen gật đầu một cái cầm theo hộp đựng thức ăn rất lớn rồi quay người đi. Người phụ nữ có khuôn mặt tròn cũng liếc nhìn bốn phía một cách cẩn thận rồi đi theo sau. Chúng ta cùng nhau đi xuống. Diệp Phàm và Thiên Đạo cùng nói. Bởi vì đôi mắt ưng của Diệp Phàm có sự nhạy bén. Cho dù là ban đêm thì cũng có thể nhìn được ở khoảng cách 500-600 mét. Có chướng ngại vật cũng có thể cảm giác được trong phạm vi mấy chục thước. Hơn nữa, công lực của Diệp Phàm và Thiên Đao cao, cho nên, cứ lặng lẽ đi theo phía sau các cô gái. Trên cổ tay người phụ nữ có khuôn mặt tròn có một cây thánh giá nho nhỏ màu đen, giống như hồi trước chúng ta ở vùng đất ngập nước thấy thần hắc cẩu cũng có ký hiệu gần giống như vậy. Xem ra, cô gái kia cũng có thể là một trong những truyền nhân của thần hắc cẩu. Không biết được công lực cao đến mức độ nào. Chẳng lẽ cô gái đó chính là Lai Tác Nguyệt, tình nhân của Lạp Thiết Cát? Thiên Đao truyền nói âm mật. Rất có thể, chẳng phải Đức Lý nói đội trưởng đội bảo vệ của Lạp Thiết Cát đến Tác Nguyệt sao, vừa rồi vừa có người gọi cô ấy là đội trưởng. Xem ra, Lạp Thiết Cát và hắc cẩu thần cũng có chút quan hệ. Diệp Phàm gật đầu nói.
Tôi hoài nghi Lạp Thiết Cát mới đích thực là một cao thủ chân chính, Hắc Cầu Thần chỉ là người nối nghiệp chính thôi. Bởi vì công lực cao, cho nên, tướng quân Đức Lý không bắt được anh ta. Hơn nữa, trong tay Đức Lý chắc chắn cũng có cao thủ, nói cách khác sớm đến Tác Nguyệt để chém đầu rồi có phải không? Thiên Đạo nói. Hai người trò chuyện, phát hiện người phụ nữ mặt tròn ngừng lại. Sau đó quan sát tại chỗ một chút. Chắc chắn không có ai mới đưa tay xuống nhấn một cái. Hư ảnh một cây thánh giá màu đen xuất hiện trên bầu trời đi qua vách tường. Không lâu sau, tự nhiên vách tường lại trượt đi vào. Cô gái mặt tròn vung tay lên, mấy người cấp dưới cầm đồ ăn đi vào. Cô gái mặt tròn đi sau nhìn, nghe ngóng một chút, sau đó khẽ động tay. Vách tường tự khôi phục lại nguyên trạng. Chúng ta không thể đi vào theo được, cô gái mặc đồ đen có hư ảnh cây thánh giá mới có thể mở cửa này ra được. Thứ đó chúng ta có muốn làm cũng không làm được. Thiên Đao nói xong nhảy xuống đi, tuy nhiên, bị Diệp Phàm kéo lại. Không cần lo lắng, tôi phỏng chừng ở phía dưới phải là tầng hầm ngầm, Lạp Thiết Cát đang trốn ở phía dưới, thực ra nói nó là một thông đạo thì không phức tạp như thế có phải không? Không chắc những người đứng đầu Nhom Liên Minh Tự Do đã ở phía dưới đó họp đâu. Diệp Phàm cười nói, chỉ sợ bọn họ chạy đường khác sẽ thật đáng tiếc cho chúng ta. Thiên Đao nói, ông đã quên Tiêu Kim Thiên tôi cũng có thể phát ra hư ảnh của cây thánh giá sao? Nếu như chúng ta xông thẳng vào chỉ sợ bọn họ sẽ kinh sợ chạy thôi. Trước đây đã thử Tiêu Kim Thiên một lần, có thể đánh cực tốt. Mở cửa ra chúng ta sẽ đánh ở tại đây. Sau đó kêu bọn người Hồng Tà mang người ngựa bao vây trong phạm vi lớn. Tôi nghĩ, đường hầm không thể dài được như vậy đúng không? Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, bức tường này lại tiến vào không một tiếng động. Cô gái mặt tròn đưa đầu ra ngoài quan sát một chút sau đó rụt trở lại, vách tường lại khôi phục nguyên trạng. Cô gái này thật đúng là quỷ dị, phỏng chừng vừa rồi trốn ở lối đi nhỏ không bỏ đi. May mà vừa rồi không đi xuống, nếu không đã bị cô ta phát hiện ra. Thiên Đao có vẻ nhìn Diệp Phàm khâm phục. Đợi một lúc Diệp Phàm gật đầu nói là có thể bắt đầu rồi, thằng này điều chỉnh cho Tiêu Kim Thiên hướng vào vách tường, hư ảnh cây thánh giá của Kim Thiên Tiên mang theo xông thẳng vào trên vách tường. Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ cố gắng hết sức để cường độ âm thanh truyền vào bên trong là khẽ nhất. Đúng là chó ngáp phải ruồi, vách tường trượt đi vào trong không một tiếng động. Diệp Phàm nhìn lướt qua, cảm thấy không nguy hiểm liền đi vào, Thiên Đao đi theo sau. Sau đó, Diệp Phàm lại dùng hư ảnh cây thánh giá đi ra ngoài, vách tường lại khôi phục lại như cũ. Mẹ nó, thiết kế đúng thật là khéo léo, khó tránh tướng quân Đức Lý tìm mà không tìm thấy. Cho dù là ở ngay trước mắt anh cũng không phát hiện ra được. Vách tường này rất là hoàn mỹ. Thiên Đao cảm thán nói, phát hiện ở phía dưới có thềm đá, phải tốn sức người mới có thể mở được lối đi nhỏ này. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện xung quanh có vẻ như cũng không có nhân viên canh gác. Xem ra, cô gái mặt tròn này vẫn thực sự yên tâm với xây dựng này. Nếu như Diệp Phàm không tình cờ chiếm được Tiêu Kim Thiên này thì có đánh cũng không ra được bức tường này. Nếu dùng sức mạnh đánh thì người ta đã sớm biết được, còn có thể ngồi chờ anh đến bắt người sao? Thiên Đao, tôi cảm thấy khá kỳ lạ. Ngày đó tôi đưa Tiêu Kim Thiên ra cũng không đối phó với thần Hắc Cẩu. Nếu hai người là đúng đầu, làm sao Tiêu Kim Thiên có thể có lời giải cấm chế thần Hắc Cẩu? Diệp Phàm hỏi. Việc này phỏng chừng khó khăn, theo người nọ sẽ bị thần Hắc Cẩu buộc vào trên cây thánh giá chứng tỏ công lực của anh ta không bằng Hắc Thần. Xung quanh bãi tha ma toàn vong linh giống như đồng lõa với Tiêu Kim Thiên. Còn Hắc Thần có vẻ được cấm chế ở giữa bãi tha ma. Tôi đang suy nghĩ, có phải hai người này cùng một sư môn? Nếu không Tiêu Kim Thiên chính là một thế hệ truyền nhân của Hắc Thần. Sau đó anh ta gian dối cho nên bị Hắc Thần giam giữ ở đây. Mà tên kia cũng không sai, tự nhiên lại chống lại Hắc Thần. Cứ như vậy cả hai người đều không có cách nào để thoát thân, đây là một việc có liên quan với nhau. Thiên Đao nói, đây không phải là quan hệ thầy trò, nếu như nói là cùng một sư môn cũng không giống. Việc này đúng là thật nan giải. Diệp Phàm nói, bởi vì biết được người nó gọi là Thiên Ma, là đồ đệ của Cửu Chỉ, đại sư huynh của Huyễn Ma. Hai người truyền âm nhập mật phát hiện trên thềm đá lối đi nhỏ có một hướng đi lên trên, hai người cẩn thận đi một đoạn sau đó phát hiện đoạn đường phía sau có ánh sáng. Có tiếng người truyền đến, hai người cẩn thận hơn. Phát hiện lối đi phía trước rất rộng, rộng chừng vài thước, chiều cao hơn 10 thước. Hơn nữa, trong lối đi nhỏ lại có một cây thánh giá màu đen dài đến 3 thước. Thứ này phải là một đạo phòng tuyến cuối cùng, hơn nữa,
khả năng công kích chắc chắn sẽ rất mạnh. Diệp Phàm nói, phải loại trừ khả năng đá chọi với đá, không thể cứ im tiếng là đi vào được. Tôi nghĩ không bằng cứ nhanh chóng đi vào bắt giữ người là được. Chỉ cần tốc độ của chúng ta nhanh, bọn họ sẽ không phản ứng kịp. Trừ khi bên kia bọn họ cũng có cao thủ ngang chúng ta. Thiên Đao nói, cũng chỉ có thể như vậy, có thể nghe được tiếng chắc chắn không cách chúng ta lắm. Diệp Phàm nói xong, Diệp Phàm xoay tròn Tiêu Kim Thiên một cái về phía trung tâm cây thánh giá. Còn Thiên Đao cũng xoay Thiên Loan Đao chém tới, bởi vì bảo kiếm của anh ta bị chặt đứt, cho nên tạm thời dùng tạm. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, cách này đúng thật là hiệu quả. Tiêu Kim Thiên không hổ danh là binh khí tốt, hư ảnh cây thánh giá màu đen vừa hướng về phía cây thánh giá. Cây thánh giá tự nhiên bay lên kỳ lạ, tuy nhiên, Diệp Phàm và Thiên Đao hợp lực. Cuối cùng hai đồ vật này va chạm vào nhau chặt đứt thành các mảnh nhỏ. Hai người cũng không chú ý đến nguy hiểm, liền đi qua vách tường. Phát hiện phía trước lóe lên, có mấy người ảnh đánh tới. Mà đạn cũng bắn ra, Liễu Diệp phi đao cũng bay ra, nhất thời phát ra rất nhiều tiếng kêu thảm. Tuy nhiên, trong tay mấy đạo nhân ảnh đánh ra rất nhiều đồ đằng quái dị hợp thành một đạo đồ đằng trên vách tường. Diệp Phàm cùng Thiên Đao vừa thấy, không hề nghĩ ngợi liền quăng Tiêu Kim Thiên và Thiên Loan Đao qua lại. Tiếng ầm vang, nhất thời đầu động sơn động đứng lên. Trên không trung đồ đằng nổ tung, khí ba truyền đến cường hãn như thủy triều, cuối cùng khí ba cùng với Đao Thiên Loan và Tiêu Kim Thiên cùng đụng vào một chỗ. Diệp Phàm cùng với Thiên Đao là rất mạnh, đập tung tảng đá bay như mưa trên không trung. Dùng sức mạnh bên trong để thông qua. Choảng vài tiếng, bốn tên bị ngã xuống đất. Cô gái mặt tròn thật sự có bốn kỹ năng, vừa thấy, một cây giá chữ thập bị nàng lấy làm ám khí. Diệp Phàm là ai? Hai người không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm dùng Tiêu Kim Thiên đối phó với cây thánh giá, Thiên Đao dùng Đao Thiên Loan đánh qua. Thấy rõ một khí màu trắng. Trượt! Một tiếng nổ ầm vang, huyết quang nổ tung, một âm thanh phẫn nộ kêu lên. Lai Tác Nguyệt! Tuy nhiên, cô gái mặt tròn đã bị Đao Thiên Loan chặt thành hai đoạn máu tươi phun ra. Cuối cùng quay lại nhìn về phía bên trong hét lên. Chạy đi. Sau đó, hai phần thân thể văng vào tường máu nhuộm đỏ một khu. Tuy nhiên, Diệp Phàm cùng Thiên Đao đã muốn nhào vào bên trong một cái động thất. Hai người nhìn thấy người liền mãnh công. Chương 3614, tiền. Hai lão công kích, không lâu sau toàn bộ bảy người đang ăn cơm ở trong động nằm xuống đất. Hai người lại sục sạo một lúc, chắc chắn là không có ai mới thu tay về. Phát hiện có dấu vết đào bới của con người trong động này. Phòng này cũng không khác phòng họp là mấy, bên trong còn đặt bộ bàn ghế hình tứ phương xù xì. Lúc này trên bàn hội nghị còn có bản đồ cùng với một số khuôn núc quân sự. Còn tất cả số đồ ăn vừa rồi vẫn còn được đặt ở mép bàn. Có 7 người, trước mặt mỗi người đều có một cái khay, bên trong có đủ loại thức ăn. Còn mở mấy bình rượu đỏ. Diệp Phàm chăm chú nhìn tay người nọ một lúc. Thiên Đao vẫn chưa yên tâm cởi quần tên kia ra xem một chút, gật gật đầu xác nhận đúng là Lạp Thiết Cát. Thật ra Diệp Phàm đã sớm có thể xác định được nhờ đôi mắt ưng của mình, so với nhìn trực tiếp đều chuẩn xác. Bởi vì khí cơ của mỗi người hiện lên trên đôi mắt ưng không giống nhau. Các anh là ai? Lạp Thiết Cát phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm không trả lời, lại đi ra ngoài gọi Trương Hùng tới. Đám người Hồng Tà và Bao Nghị cùng nhau hợp lực đưa tất cả những người ở trong giáo đường nằm hết xuống đất. Anh chính là Lạp Thiết Cát. Trương Hùng hỏi. Các anh là ai? Là người của tên Đức Lý ngu ngốc sao? Lạp Thiết Cát phẫn nộ quát hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại, thằng nhãi này thực sự có chút cảm xúc. Tự nhiên mắt chảy ra những giọt máu. Đã biết rồi còn hỏi. Trương Hùng hừ lạnh nói, đương nhiên là mấy người đã hóa trang thành người da đen, hơn nữa, mặt lại biến sắc. Chỉ cần nhìn cũng đã biết. Các anh có thể đi vào đây, chứng tỏ các anh đều là cao thủ. Tôi không tin người của Đức Lý có thể phá giải thánh địa của chúng tôi. Đã mười mấy năm nay, ông ta đều không có biện pháp nào. Lạp Thiết Cát hừ nói, tự nhiên yên tĩnh trở lại. Việc này không có liên quan gì đến anh cả, nhiệm vụ của chúng tôi chính là đem nhóm người của các anh về giao cho Đức Lý là được. Trương Hùng hừ lạnh nói. Đức Lý đã thuê các anh bao nhiêu tiền? Lạp Thiết Cát hô. Con số này. Trương Hùng nói xong đưa hai đầu ngón tay ra, đương nhiên là Diệp Phàm bảo như thế. 20 triệu đô la, chúng tôi sẽ cho các anh 30 triệu đô la. Các anh thả chúng tôi cũng không tìm các anh để gây phiền toái. Lạp Thiết Cát nói.
xem ra anh có rất nhiều tiền, mấy năm nay xuống hoạt động ở Mông Cổ có phải là làm được rất nhiều tiền không? Trương Hùng cười lạnh một tiếng, cho dù Lạp Thiết Cát cố ý che giấu, nhưng vẫn bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra sự khiếp sợ. Vận động địa Mông không có liên quan đến chúng tôi, đây là tiền của chúng tôi kiếm được. Liên minh tự do chúng tôi có vùng mỏ của mình, có công ty của mình. Chúng tôi có rất nhiều vốn để duy trì. Lạp Thiết Cát còn mạnh miệng nói. Ha ha, đừng giấu giếm. Các cao thủ của Liên minh tự do các anh và các cao thủ của vận động địa Mông có thủ đoạn tấn công giống nhau. Việc này giải thích thế nào đây? Trương Hùng cười nói. Chính các anh đã kết thúc vận động địa Mông có phải không? Lạp Thiết Cát giận dữ gầm rú lên, bị Bao Nghị tát cho một cái. Trên mặt Lạp Thiết Cát hiện rõ năm đầu ngón tay lên. Anh ta phẫn nộ ngậm mồm lại không hé răng, thằng này cũng hiểu được câu kẻ tức thời mới là người tài giỏi. Kêu là gì chứ? Trương Hùng mắng. Những điều này là do thủ hạ của anh cứ, thật là đúng lúc. Tôi sẽ cho các anh 40 triệu đô la Mỹ. Lạp Thiết Cát đau khổ kêu lên. 200 triệu chúng ta sẽ tha cho các anh, tuy nhiên, anh phải đáp ứng các điều kiện của chúng tôi. Diệp Phàm truyền âm nhập mật cho Trương Hùng nói. Nhiều quá, chúng ta không có đủ. Lạp Thiết Cát lắc lắc đầu. Không phải anh nói khả năng kinh tế của anh rất hùng hậu sao? Đến 200 triệu cũng không có được, các anh phải đi đến nhà Đức Lý ăn cơm là đúng rồi. Trương Hùng hừ lạnh nói. Thực sự chúng tôi không có, nhiều nhất cũng chỉ có 100 triệu. Lạp Thiết Cát nói. 150 triệu đô la Mỹ, thiếu một đồng cũng không được. Trương Hùng lắc lắc đầu nói. Các anh còn có điều kiện gì cứ nói. Lạp Thiết Cát ra vẻ đồng ý. Chúng tôi có thể làm người trung gian để hòa giải, các anh cùng với Hội Cứu Quốc đã chiến đấu mười mấy năm nay, tôi yêu cầu các anh rút khỏi địa bàn của Hội Cứu Quốc. Hơn nữa, còn phải nhường khoảng 3% khu vực các anh kiểm soát cho Hội Cứu Quốc. Hơn nữa phải ký kết hiệp thương ngừng bắn với quân chính phủ hoặc Hội Cứu Quốc. Ký kết hiệp thương còn phải có trung gian, tổ chức trung lập đó phải là Liên Hợp Quốc hoặc tổ chức giữ gìn hòa bình. Hơn nữa, ít nhất phải ngưng chiến 5 năm. Trương Hùng nói. Có thể ngưng chiến 5 năm, khu vực kiểm soát cũng sẽ trả lại cho Hội Cứu Quốc. Tuy nhiên, khu vực kiểm soát của chúng tôi sẽ không thể giao cho Hội Cứu Quốc được. Lạp Thiết Cát nói. Ha ha, anh vẫn còn muốn đàm phán sao? Anh không đồng ý thì từ sau này liên minh tự do các anh cũng thay đổi. Tin chắc rằng anh bị bắt bọn họ cũng sẽ tuyển chọn được một người đứng đầu mới thôi. Trương Hùng cười gượng. Tôi muốn trao đổi với bọn họ một chút. Lạp Thiết Cát bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Phàm bóc băng dính ở miệng của bọn họ cào nhau một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng điều kiện của Diệp Phàm. Đứng trước tình hình này, bọn họ không thể không chọn cách cúi đầu. Sau đó, Diệp Phàm cho vào miệng mỗi người một viên thuốc màu đen. Đây là thuốc độc của chúng ta chế ra, nếu các anh có thể thực hiện điều kiện trong 5 năm sẽ không sao cả. Nếu các anh không thể thực hiện đúng điều kiện đảm bảo sau 5 năm sẽ phát tác. 5 năm trôi qua cũng rất nhanh. Đến khi đó chúng tôi sẽ phái người bí mật đến giải độc. Đừng hy vọng có thể tự giải được, chúng tôi có thể phá giải sự thần bí của cây thánh giá của các anh để tấn công và phòng bị. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể bắt lại được các anh. Trương Hùng nói, các anh không cần dùng thủ đoạn. Lạp Thiết Cát nói, chúng tôi không dùng thủ đoạn, chúng tôi chỉ đề phòng các anh thay đổi thôi. Trương Hùng nhún vai, tôi có thể đưa các anh đi lấy một phần tiền trước. Các anh chỉ cần giảm phân lượng độc dược xuống 2 năm là được rồi. Dường như Lạp Thiết Cát nóng nảy. Được, có bao nhiêu tiền, cất ở chỗ nào? Trương Hùng truyền đạt lại câu hỏi của Diệp Phàm. 100 triệu đô la Mỹ, tôi có thể đưa các anh đến lấy trước được. Lạp Thiết Cát nói. Được, chúng tôi sẽ đi lấy tiền trước. Tuy nhiên, tiền ở đâu? Trương Hùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thấy hắn gật đầu, hỏi. Cách đây không xa. Khoảng mười mấy cây số, được cất giấu trong hạp gốc, đây là chỗ liên minh tự do chúng tôi giấu tiền, tuy nhiên, chỉ có tôi rõ ràng địa điểm. Lạp Thiết Cát nói, chẳng lẽ không có ai trông nom? Trương Hùng hỏi, có hai người trông nom giúp, bọn họ là thủ hạ rất thân thiết của tôi. Tuy nhiên, thân thủ của họ không tốt lắm, các anh hoàn toàn có thể giải quyết được họ. Hơn nữa, tôi ở trong tay các anh cũng không cần phải lo lắng gì cả. Lạp Thiết Cát nói. Được rồi. Trương Hùng gật đầu nói. Sau đó Diệp Phàm đi ra triệu tập tất cả mọi người lại. Lạp Thiết Cát trả lời rất rõ ràng. Bao Nghị nói. Ừ, chỗ cất tiền phỏng chừng có lực lượng hùng hậu trấn giữ. Tuy nhiên,
thật kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta có lạp thiết cát trong tay thì lực lượng canh giữ có hùng hậu đến mấy cũng không sợ có phải không? Hồng Từ nói. Không phải là lạp thiết cát muốn hy sinh mình để báo tin cho liên minh tự do chứ? Nếu như có động tĩnh bọn họ liền hiểu được. Trương Hùng nói. Lạp thiết cát có thể cao thượng như vậy sao? Tôi cảm thấy là không có khả năng. Tôi suy nghĩ, người biết chỗ cất giấu tiền khẳng định sẽ rất ít, có thể có cao thủ đặc biệt gác ở đó. Chúng ta tới đó phải cẩn thận. Diệp Phàm nói. Cũng đúng, hay là chúng ta bảo lạp thiết cát gửi thư bảo bọn họ đưa tới. Trời mới biết chỗ cất giấu tiền của bọn họ có cái gì lợi hại ở đó. Cung Chí Quân nói. Sợ gì, ổ hắc thần của liên minh tự do chúng ta đều đã đi qua, chẳng lẽ còn sợ một hai cao thủ sao? Tôi nghĩ, trên đời này người vượt qua thiên đao tôi ngoài hồn khí của mấy người thần bí kia thì không còn người sống nào khác. Chỗ giấu tiền không thể giấu được hồn khí khác của thần hắc cẩu. Thiên đao tràn đầy tin tưởng. Ừ, cứ đi xem không sợ. Dù sao có lạp thiết cát trong tay có phải không? Hồng Tà nói. Đối với chúng ta 100 triệu rất quan trọng, dùng được cho rất nhiều chuyện. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm gật đầu. Cung Chí Quân mang theo vài đội viên của đội săn báo chuyển người ở giáo đường đến một nơi bí mật giam giữ. Còn Bao Nghị cùng với Nhĩ Bạo Hoa đứng cách giáo đường không xa theo dõi, xem có người của liên minh tự do đến đây không. Mấy người Diệp Phàm dẫn lạp thiết cát đi. Thiên đao giữ lạp thiết cát. Công lực mấy người đều cao, cho nên, không lâu đã đi được 10 dặm. Nhìn thấy cách đó không xa có một hẻm núi tối tăm. Đầu tiên Diệp Phàm bí mật tìm góc cao rồi dùng đôi mắt ưng để quan sát động tĩnh ở trong hạp gốc. Phát hiện thấy hai bên vực đều rất dốc, chủ yếu đều là nham thạch. Đương nhiên, trên nham thạch có một chút các loại cây cối mọc lẫn lộn. Diệp Phàm giống như mèo rừng đi vào khe sâu, trong lòng Diệp Phàm vẫn rất có lòng tin. Đánh không được mà muốn chạy trốn tin rằng cũng không có mấy người đuổi được. Rốt cục phát hiện ở trong hạp cốc có binh lính đang cầm sung ngồi ở trên một tảng đá nói chuyện phiếm. Phỏng chừng là hai người này canh giữ ở đây lâu quá cho nên thật sự nhàm chán, cơ bản đã đánh mất sự đề phòng. Hai người đều tiện tay ngồi ném sang bên cạnh, rồi nằm nghiêng trên tảng đá hút thuốc lá nói chuyện tào lao. Rất thuận lợi cho việc giải quyết hai tên nhàm chán này. Sau đó, thiên đao đưa lão thiết cát vào. Cất giấu ở đâu? Trương Hùng cảnh giác nhìn bốn phía, hỏi. Ở ngay dưới tảng đá kia. Lạp thiết cát chỉ chỗ vừa rồi hai binh lính nằm lên. Ở trong này, đi cũng bình thường thôi. Người binh lính cũng không tệ lắm, lại chịu cảnh khốn khó để coi chừng tiền. Trương Hùng châm chọc nói. Ha ha, bọn họ cũng không biết được vị trí cụ thể cất giữ tiền. Lúc đó tôi chỉ giao cho bọn họ bảo vệ khe núi này. Ai tiến vào đây đều có thể bị xử lý. Nếu không đối phó được có thể liên hệ với chúng tôi. Lạp thiết cát cười gượng hai tiếng. Làm sao đi vào được? Trương Hùng không để ý đến anh ta, hỏi. Phía sau tảng đá có đống đá. Chuyển ra thì có một tảng đá rất lớn. Phía sau có một cái động. Tiền được cất giữ ở trong động. Lạp thiết cát nói. Mấy người đi xuống phía dưới đống đổ nát, phát quang bụi rậm thấy có một tảng đá. Phía sau tảng đá không xa có một cái động thật lớn. Để đề phòng gặp nguy hiểm, chúng ta dùng thuốc nổ. Đám người Diệp Phàm lùi lại hơn mấy chục thước. Chương 3615, vong linh nhập. Sau đó cùng với Hồng Tà ra sức cách không dùng dây thiên thiết chồng chúng một tảng đá kéo đến bên cạnh, tảng đá loạch xoạch chuyển động. Hai người cẩn thận kéo tảng đá tới bên cạnh. Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Lạp thiết cát chỉ vào cửa động, nói. Đôi mắt ưng quan sát một chút, thiên đao cũng cẩn thận cảm giác một lúc. Hai người đều xác định trong động hẳn không có bên thứ ba. Cho nên mới đi vào động. Động này hình như là thiên nhiên, không có dấu vết đào bới của con người. Không gian bên trong cũng không lớn lắm, ước chừng rộng hơn 30 mét, cao khoảng 20 mét. Mười mấy cái hòm sắt rộng dài khoảng 1 mét chất đống tại vách động. Kim chuyên ở ngay trong dương. Lạp thiết cát nói. Hồng Tà vui vẻ tiến đến mở hòm, thế nhưng lại bị Diệp Phàm kéo về. Sau đó Diệp Phàm vươn tay chỉ lên đỉnh dương. Hồng Tà ngẩng đầu liền thấy, vội vàng lùi sau một bước. Bởi vì, chỗ có dạng tam giác đều tại vách động trên đỉnh hòm có cắm giá chữ thập màu đỏ. Giá chữ thập dường như tạo nên từ gỗ, mỗi một đầu giá chữ thập đều điêu khắc một cái đầu chó, giá chữ thập đỏ tươi, dường như sắp nhỏ ra máu. Đó là cái gì? Trương Hùng chỉ vào giá chữ thập, hỏi. Chúng tôi thờ phụng hắc thần, theo truyền thuyết. Hình dạng của hắc thần có chút giống chó. Cho nên,
tôi hy vọng nơi cất giấu bảo vật của tôi được an toàn. Lạp Thiết Cát nói có vẻ rất có lý. Mẹ kiếp, giá chữ thập này nhất định có vấn đề. Hồng Tà xách Lạp Thiết Cát lên, ném tên này đi như quả pháo thịt người. Muốn chết thì mày chết mẹ nó trước đi. Xoẹt, Lạp Thiết Cát bị ném tới một giá chữ thập. Lúc này không ngờ giá chữ thập rung lên. Có tình huống, ra tay phá hỏng giá chữ thập mau. Diệp Phàm nói bằng truyền âm nhập mật. Binh khí lao ra đánh tới tấp về phía giá chữ thập. Ha ha ha. Lạp Thiết Cát không ngờ không ngã lên trên hòm, mà lại ngồi giữa ba giá chữ thập một cách quỷ dị. Giá chữ thập đột nhiên lóe màu máu, Lạp Thiết Cát bày ra một thân hình quỷ dị, thân thể cuộn lại, có chút giống tư thế của chó. Bùm! Ba giá chữ thập bay lên, phóng lại toàn bộ binh khí của ba người Diệp Phàm. Sau đó cắm lên người Lạp Thiết Cát, điều khiến mấy người Diệp Phàm kinh sợ chính là ba thanh giá chữ thập đó lại trực tiếp cắm vào trong thân thể Lạp Thiết Cát. Như thế mà vẫn không chết sao? Hồng Tà miệng lẩm bẩm. A, a, a. Lạp Thiết Cát dường như rất đau đớn, vặn vẹo thân mình. Không lâu sau, máu tươi tràn đầy trên giá chữ thập. Giá chữ thập bùm một tiếng, bắn ra từ trong thân thể. Có điều, Diệp Phàm phát hiện, ba thanh giá chữ thập đó đã biến thành bột, tiêu tán trong không trong rồi. Trong mắt Lạp Thiết Cát không ngờ lóe lên một luồng sáng màu xanh biếc, thân thể bật lên, vươn móng vuốt, Hồng Tà lại y hút bay vào trong không trung. Diệp Phàm vội vàng quất roi ra, thiên loan đao của thiên đao chém tới. Lạp Thiết Cát lại phẩy tay rất nhẹ nhàng, một ảo ảnh hình giá chữ thập bắn ra, khiến thiên loan đao văng lên vách động. Còn dây thiên thiết đã bị tên này nắm trong tay, kéo, Diệp Phàm bị kéo bay trong không trung, đập lên vách động, nhất thời đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất. Lạp Thiết Cát dường như đột nhiên trở thành tuyệt thế cao thủ, thành một cao thủ đáng sợ ngay cả thiên đao cũng không thể chống đỡ được. Hồng Tà bị y kéo tới trước mặt, miệng Lạp Thiết Cát lại muốn cắn lên cánh tay của Hồng Tà. Thiên đao nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Hồng Tà ném về trở về, Hồng Tà ngã lăn ra đất. Mày muốn chết trước thì tao chiều. Lạp Thiết Cát kêu to, mắt bắn ra ánh sáng xanh, trói chặt lấy thiên đao. Thiên đao liều mình giãy giụa nhưng không thể thoát được ra, tên này dường như trong nháy mắt có sức mạnh khổng lồ. Diệp Phàm vội vàng nhào qua bắt lấy thắt lưng thiên đao định kéo trở về, thế nhưng sức lực của Lạp Thiết Cát cực kỳ lớn, không thể kéo nổi. Cánh tay của thiên đao bị Lạp Thiết Cát cắn phá. Máu tươi bị y hút ra ảo ạt như suối phun, nuốt vào. Tên đó đã hoàn toàn biến đổi, trở thành một cuồng ma. Còn thiên đao trong nháy mắt cả người giống như bóng cao su thổi khí, xẹp dần xuống, Lạp Thiết Cát cách không hút một cái, thiên đao lại xẹp đi một chút. Cứ tiếp tục hút thêm vài cái như vậy có lẽ thiên đao sẽ hoàn toàn trở thành thịt khô mất. Cảnh tượng này quỷ dị đến mức khiến người ta run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Diệp Phàm đỏ mắt lên. Kim thiên tiêu ở thiên loan đao cộng thêm dây thiên thiết tạo nên một cây cung, kéo một cái. Kim thiên tiêu xoay tròn xé gió lao đi. Xoẹt. Xem ra Lạp Thiết Cát coi thường cả Diệp Phàm và Hồng Tà, kim thiên tiêu vẫn đang xoay tròn, ảo ảnh giá chữ thập đột ngột bay ra mấy cái liền, cũng xoay tròn, Lạp Thiết Cát vươn tay đập bay vài cái. Thế nhưng vẫn có một cái cắt lên cánh tay y. A! À. Lạp Thiết Cát kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bay đi. Thiên đao thấy có cơ hội. Liều mạng giãy giụa, cuối cùng đạp Lạp Thiết Cát một cước, bắn ngược về bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, đùi và da thiên đao dường như đã già đi không ít, tuyệt đối là đã xẹp xuống một vòng. Lạp Thiết Cát, ông phải lấy mạng mày. Thiên đao rất tức giận, nhìn nhìn chân của mình, thiên loan đao cầm trên tay, người và đao hợp làm một, lao lên. Ha ha ha! Lạp Thiết Cát cười như điên, đấm ra một quyền. Mười mấy hư ảnh giá chữ thập màu đen bắn ra, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, hư ảnh giá chữ thập màu đen hiện tại trở nên rất dày dặn, giống như sắp biến thành binh khí thực. Thiên đao quay về. Diệp Phàm kêu to vội vàng quất dây thiên thiết ra muốn chỏng lấy chân của thiên đao, đáng tiếc đã quá muộn. Bùm 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 liên tục vang lên mấy tiếng nổ, choang một tiếng, thiên loan đao bắn ngược lại đâm vào vách động, chỉ chừa cán đao lộ ra bên ngoài. Còn thiên đao giống như bánh bao thịt người. Bị giá chữ thập đâm đến mức máu tươi be bét khắp người, nặng nề đập lên vách động, lúc rơi xuống đất thiên đao đã thành một khối thịt. Thiên đao! Tiếng giống phẫn nộ đến cực điểm của Diệp Phàm vang lên, thiên loan đao bị hắn rút ra, dây thiên thiết kéo căng. Viên bi lấy từ chỗ thái cực thất đạo đại đạo tử được Diệp Phàm dùng như đạn, bắn đi. Bốp! Viên bi đó rất quỷ dị, không ngờ xuyên qua thân thể của Lạp Thiết Cát. Lạp Thiết Cát phụt một tiếng,
phun ra một ngụm máu lớn. Nhất thời, y xoay đầu lại, phẫn nộ nhìn Diệp Phàm. Thế nhưng, viên bi nọ lại bị y nắm trong tay. Sau đó tung lên trên, quăng về phía Diệp Phàm. Viên bi nháy mắt tới trước mặt Diệp Phàm, có điều, kỳ lạ là viên bi cư nhiên giống như có ý thức, bắn ngược lại, đập lên vách động. Diệp Phàm liền giơ tay ra tóm gọn vào trong tay. Lạp Thiết Cát đã thực sự tức giận. A! À, lão này kêu to một tiếng, một luồng máu tươi phun ra từ miệng y biến thành một sợi dây máu cuốn lấy Diệp Phàm, kéo đến trước mặt. Bốp bốp bốp! Diệp Phàm bị y coi như bia ngắm bằng người sống cách không ném lên vách động, còn Hồng Tà bị y tát một cái liền đập vào vách động, ngất đi. Lạp Thiết Cát cười khan, luồng máu phun ra trên ngực lôi Diệp Phàm đến trước mặt, miệng há ra định cắn, mạch máu lớn trên cổ tay Diệp Phàm bị cắn rách, Lạp Thiết Cát hút một cái, máu tươi như suối phun thẳng vào miệng Lạp Thiết Cát. Diệp Phàm toàn thân đau nhức, ngửa cổ lên trời gào thét điên cuồng, sơn động lập tức bị chấn động ầm ầm. Một ngụm đàm độc màu đen mang theo máu tươi phun ra từ miệng hắn. Trên không trung đàm độc này đều bị máu tươi nhiễm đỏ, căn bản có dạng một hòn máu rất lớn. Có điều, Lạp Thiết Cát chỉ khinh miệt, cười lạnh. Máu này không tồi. Tên đó há miệng hút một cái liền hút viên đàm độc dính máu kia vào miệng, ực một cái, nuốt xuống. Mùi vị không tệ. Lạp Thiết Cát còn vươn đầu lưỡi liếm môi, da vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đi chết đi. Diệp Phàm hét, vừa rồi vẫn luôn ra sức khống chế đàm độc không để nó nổ tung trước. Hiện tại cảm thấy chui vào bụng Lạp Thiết Cát, rốt cuộc nở hoa rồi. Bùm. Uy lực cũng không nhỏ, trực tiếp mở banh bụng của Lạp Thiết Cát ra. Ngay cả dạ dày gan thận phần lớn đều bay ra ngoài, phân và máu tươi tung tóe khắp động, một mùi quái dị khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong sơn động. Lạp Thiết Cát trợn tròn mắt, không tin, còn cả người Diệp Phàm cũng bị trận nổ này bắn xa hơn 10 thước, phát hiện Hồng Tà đã tỉnh, có điều hình như không bò dậy nổi. Tên này quá lợi hại, tại sao lại có thể lợi hại hơn rất nhiều lần trong một thời gian ngắn như thế? Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của y, may là cách này của anh dùng được. Hồng Tà cố gắng dựa vào Diệp Phàm đứng dậy, vẻ mặt thoáng qua sự sợ hãi và e dè rất khó nhìn thấy. Y vẫn chưa chết. Lúc này, tiếng thiên đao vang lên. Thật tốt quá thiên đao, cậu cũng chưa chết. Hồng Tà cười nói. Bị thương nặng, tạm thời chưa chết được, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Có điều, Lạp Thiết Cát rất quỷ dị, tại sao lại trở nên lợi hại hơn chúng ta rồi? Thiên đao cử động chân. Y có lợi hại nữa thì vừa rồi không phải vẫn bị Diệp Phàm giải quyết rồi sao? Hồng Tà cười như điên mấy tiếng. Không hẳn đâu, cậu xem tên kia còn trừng mắt nhìn chúng ta, ngay cả thân thể cũng vẫn chưa ngã xuống. Cậu xem, mí mắt còn chớp, chẳng lẽ y không phải người? Thiên đao đột nhiên nói, Hồng Tà quay đầu nhìn, lập tức sợ tới mức run lẩy bẩy. Không khỏi kêu thảm thiết, nói. Như thế còn chưa chết, là người thật sao? Đúng lúc này, trên đầu Lạp Thiết Cát bốc lên một luồng khói đỏ. Không lâu sau, đám khói đỏ này ngưng tụ thành một đám trên đầu. Đám khói đỏ sau khi vần vũ mấy lần liền hiện ra hình dáng của một con chó đen. Con chó đó nằm phục trên đầu Lạp Thiết Cát nhìn Diệp Phàm, trên mặt con chó còn hiện lên một nụ cười mỉm có vẻ nghiền ngẫm. Hắc thần! Hồng Tà và Thiên Đao không hẹn cùng kêu lên một tiếng. Gâu gâu gâu, hai vị còn nhận ra ta, không tồi không tồi. Không ngờ sau thời gian dài như vậy vẫn còn có người nhận ra ta, hay lắm hay lắm. Con chó đen vươn cái lưỡi dài, liếm mép, âm nói ra không giống bất cứ loại ngôn ngữ nào, nhưng ba người Diệp Phàm lại có thể nghe hiểu được ý. Không phải trước kia ngươi ở Tạp Mông Thấp Địa sao? Hồng Tà nhìn không được hỏi. Tạp Mông Thấp Địa, không rõ lắm. Không ngờ Hắc Cẩu Thần lại lắc lắc đầu. Lạ thật, chẳng lẽ y và Hắc Thần ở Tạp Mông Thấp Địa không phải cùng một con chó? Thiên Đao khá nghi hoặc, lúc này ba người đều có hứng thú với chuyện quái lạ này, thành ra quên mất sợ hãi. Nhất định là phân thân của con chó kia, loại chó cao cấp này có thể sử dụng những thứ như nội khí để tạo ra phân thân. Ví dụ như đán phi tử có loại năng lực này, nó có thể dùng giá chữ thập hoặc biểu tượng tạo thành phân thân. Diệp Phàm truyền âm mật nói. Chương 3616, hồn khí lão ưng diều hâu. Đán phi tử, cái tên này nghe quen lắm, ta hình như. Hắc Cẩu lập tức có chút mơ màng, chuyển động cái đầu to lớn, lắc lắc dường như không nhớ ra. Ba người Diệp Phàm cũng giật nảy mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ con chó này thực có quan hệ với Vũ Vương Đán Phi Tử? Có lẽ nào? Đán Phi Tử, Vũ Vương, còn có Cửu Chỉ Đạo Thần.
Diệp Phàm nhắc nhở. Ba cái tên này đều rất quen, tại sao lại không nhớ ra được nhỉ? Hắc Cẩu đau khổ nhăn mũi, lại lắc lắc đầu, đột nhiên, đầu chó vừa chuyển, quát về phía Kim Thiên Tiêu cắm trên vách động. Nhìn lâu như vậy còn chưa ra. Xoẹt một cái, một luồng sáng đen đánh lên Kim Thiên Tiêu. Bốp một tiếng, huyễn ma bị ép phải chui ra, bay đến bên cạnh Diệp Phàm, ngưng tụ thành thân thể. Sao ngươi lại chọc phải tên này thế, tiêu đời rồi. Huyễn ma kêu lên. Ông là ai? Thiên Đao vội hỏi. Ông ấy là cùng hội của chúng ta, huyễn ma, ý của ông là sao? Diệp Phàm hỏi. Con chó này có lẽ đã mất ý thức rồi, hơn nữa, không giống như là chủ thể. Hẳn là kết quả của việc phân hồn, Lạp Thiết Cát vốn tầm thường, lập tức trở nên lợi hại như vậy, kỳ thực chính là công pháp vong linh chiếm thân. Huyễn ma nói. Vong linh chiếm thân, chẳng lẽ chính là kết quả tàn hồn của con chó này chiếm thân? Diệp Phàm hỏi. Cũng gần như thế. Huyễn ma nói. Ông cảm thấy nó và ông ai mạnh hơn? Diệp Phàm hỏi. Nó mạnh hơn là cái chắc, cho nên ta mới không dám ra đây. Huyễn ma nói. Ông mẹ nó đúng là một người tham sống sợ chết. Diệp Phàm tức giận. Vừa rồi nếu như ông phối hợp chúng tôi đã sớm tiêu diệt được nó rồi. Ta là người đã chết mấy lần rồi, đương nhiên sợ chết. Còn sống tốt biết bao. Huyễn ma không ngờ không biết xấu hổ. Ừ, người vẫn còn chút giá trị, sau khi nuốt vào có thể làm hồn ta lớn mạnh thêm. Hắc Cẩu không ngờ vui vẻ, vươn mõm ra hút, huyễn ma bị nó hút lên không trung thẳng đến chỗ nó. Diệp Phàm mau cứu ta, chúng ta cùng tiêu diệt nó. Huyễn ma sợ hãi kêu, vươn tay đánh đến, một luồng khí đen bổ tới. Hay lắm. Hắc Cẩu kêu một tiếng, liền hút cả luồng khí đen vào. Sắc mặt huyễn ma lại trở nên khó coi, một phần mười hồn khí mình dùng lại trở thành điểm tâm của người ta. Khó trách cả đại sư huynh Thiên Ma cũng bị chủ hồn của con chó này nhốt lại. Huyễn ma, hãy dùng bản lĩnh sở trường nhất của ông, chúng tôi phối hợp với ông. Diệp Phàm hét lớn, huyễn ma sửng sốt, lập tức hiểu được. Chỉ thấy hồn khí của huyễn ma trên không trung trong nháy mắt phóng ra mấy chục sợi hồn khí như rắn vây quanh hồn khí của Hắc Cẩu. Những sợi đó nhỏ như sợi tóc, không lâu sau, xoắn suýt khắp không trung. Hắc Cẩu sửng sốt, nhưng lại trở nên lặng lẽ, trên mặt còn hiện lên nụ cười ngọt ngào. Dường như đã bị huyễn tượng công của huyễn ma mê hoặc vào trong cuộc sống ngọt ngào. Diệp Phàm giãy giụa thu hồi Thiên Loan đao và dây thiên thiết, còn có Kim Thiên Tiêu. Nhanh lên, ta chịu không nổi rồi. Chỉ riêng lần này ta đã tốn mất 8 phần hồn khí rồi. Ngươi còn không ra tay ta sẽ tiêu đời thật đấy. Huyễn ma hét lớn. Diệp Phàm dùng hết sức lực để kéo đao loan cung nhưng chỉ kéo được một nửa, thật sự hiện tại đã không còn sức lực. Huyễn ma thi triển huyễn tượng công, thân thể hồn khí càng lúc càng thu nhỏ, lúc trước còn to bằng bàn tay, hồn khí dần tiêu hao, hiện tại thu nhỏ chỉ còn bằng 3 ngón tay. Cứ tiếp tục nữa sẽ chỉ còn trở lại bằng đầu ngón tay mất. Còn con chó kia dường như đang nhớ lại quá khứ, không ngờ trên mặt lại hiện lên một nụ cười có vẻ nghiền ngẫm. Cảm ơn ngươi đã cho ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, còn có chó mẹ A Tình. Ta để ngươi thoải mái một chút, nuốt một ngụm là xong rồi. Hắc Cẩu cười cười, cái miệng vươn dài ra đến 2 mét đầy quỷ dị, lao thẳng đến huyễn ma trong không trung. Bắn ta cùng với tiêu đi, muốn chết thì cùng chết. Ông không thích cái dạ dày chó dơ bẩn của nó đâu. Huyễn ma kêu to, dưới sự trợ giúp bằng hình thức vứt bỏ hồn khí cuối cùng của ông, Diệp Phàm rốt cuộc kéo căng cung hơn bao giờ hết, Kim Thiên Tiêu không ngờ lóe lên ánh sáng màu đen. Bốp! Điều kỳ lạ chính là khi Kim Thiên Tiêu vẫn ở trên tổ hợp vũ khí lâm thời tạo thành từ dây thiên thiết liền phóng ra ánh sáng màu đen. Lúc này Kim Thiên Tiêu dường như đã vật hóa thành hư ảnh của một người, đôi mắt ưng của Diệp Phàm trong nháy mắt có thể nhận ra bóng người này thực ra chính là hư ảnh của Thiên Ma. Hồn khí huyễn ma dán lên Kim Thiên Tiêu bắn vọt ra. Lúc này tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả hư ảnh của Hắc Cẩu kia cũng giật nảy mình, muốn né, có điều, đã muộn. Ào! Giống như tảng đá lao xuống sóng biển bình lặng, Kim Thiên Tiêu đâm trúng Hắc Cẩu kia. Lập tức, giằng co ngay tại giữa vùng tim nó. Mà cả ba hư ảnh lại đồng thời trùng vào nhau. Bùm! Giống như ba quả khí cầu đâm vào nhau cùng lúc nổ tung. Diệp Phàm thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của huyễn ma. Hư ảnh của Thiên Ma vẫn ngơ ngẩn, còn hóa thân hồn khí của Hắc Cẩu cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, không cam lòng. Tặng cho tiểu tử ngươi đó, huyễn ma ta đi đây.
ngươi dùng cách của ta hấp thu những hồn khí vỡ vụn này đi. Hồn khí này cũng là một loại năng lượng tinh thần, nó giống như nhân sâm ngàn năm, có thể bổ sung khí hồn thần của ngươi, tăng cường sức mạnh của đôi mắt ưng. Hút đi, có thể hút được bao nhiêu thì hút, không hút thì lãng phí lắm. Cuối cùng truyền đến giọng nói nuối tiếc của huyễn ma. Diệp Phàm không tự chủ liền vận động càn khôn na di pháp, ra sức hấp thu như hấp thu nội khí. Phát hiện hồn khí màu đen vụn vỡ đó nhắm thẳng vào nê hoàn cung của mình như nước mực. Mà lúc này mấy chữ mễ tác bỉ khâu lại đong đưa, bất ngờ tỏa hào quang sáng chói. Loạt soạt một chút, hồn khí tứ tán còn sót lại trong không khí toàn bộ đều chui vào nê hoàn cung của Diệp Phàm. Nhất thời, nê hoàn cung của Diệp Phàm rối loạn, Diệp Phàm cảm thấy đầu óc nặng nề đến mức như sắp bị chặt đứt. Còn những hồn khí màu đen đó lại quay cuồng trong nê hoàn cung của Diệp Phàm, mây mù vần vũ. Nếu như nê hoàn cung là bầu trời, những hồn khí màu đen đó không khác gì mây đen cuồn cuộn. Mễ tác bỉ khâu bốn chữ đứng vững như núi Thái Sơn trong hồn khí đen, không lâu sau, bốn chữ lại chợt lóe sáng. Hồn khí như quả bóng cao su được thổi khí, phồng to. Không ngừng phồng lên, cuối cùng, chứng đến mức nê hoàn cung của Diệp Phàm dường như sắp nổ tung. Điều này là vì nê hoàn cung, nơi chứa hồn khí của Diệp Phàm quá yếu, tuy rằng ba hư ảnh đều là hồn khí tàn, nhưng năng lượng lại lớn đến kinh người. Mình sắp chết sao? Diệp Phàm đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Hồng Tà và Thiên Đao sợ đến mức liều mạng kêu. Có điều hai người đều bị thương không đứng dậy nổi, chỉ có thể dương mắt nhìn mà lo lắng. Diệp Phàm như thể rơi vào trạng thái điên cuồng, cả người như người sắt, đâm loạn xạ vào vách động. Giờ phút này toàn thân hắn đều phát ra một luồng ma lực mạnh mẽ, ánh sáng màu đen bao trùm toàn thân. Cho nên, cho dù là nham thạch hoa cương cứng rắn cũng bị hắn đâm vào rơi là tả từng khối từng khối. Bốn chữ mễ tác bỉ khâu lại lóe lên mấy cái, một luồng uy lực mạnh mẽ truyền đến. Lập tức chấn áp những luồng khí màu đen này không cho chúng đảo lộn thêm nữa. Diệp Phàm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng an phận ngồi xuống xếp bằng trên đất. Mẹ nó! Nếu những hồn khí này có thể ngưng tụ thành hùng ưng thì tốt rồi. Ông đây sẽ trở thành Sơn Ưng Vương. Diệp Phàm trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ này rồi biến mất. Lạ thật. Những hồn khí này thực sự dần dần ngưng tụ thành hình dạng một con Sơn Ưng nhỏ bằng nắm tay theo ý tưởng của Diệp Phàm. Cũng không biết qua bao lâu, Sơn Ưng càng lúc càng hoàn mỹ. Đúng lúc này, cuộc đời của huyễn ma thoáng qua trước mắt như một bộ phim, từ thời thơ ấu đến lúc cuối cùng gia nhập môn phái võ công. Lại ngẫu nhiên gặp được Cửu Chỉ Tuyệt Học và nhìn thấy hình vẽ của sư muội Thiên Tâm. Màn ảnh thứ hai là hư ảnh thiên ma, có điều, hình ảnh rất mơ hồ, hơn nữa rất ngắn. Ý nghĩa dường như là cảnh tượng một trận đấu, mà thiên ma vào lúc tuyệt vọng dồn hết sức lực, cố chia ra một ít hồn khí giấu trong thập tự giá này, cũng chính là Kim Thiên Tiêu. Không có nội dung gì khác, ngay cả về cuộc đời của thiên ma cũng không có. Diệp Phàm hiểu. Hư ảnh thiên ma trong Kim Thiên Tiêu thực tế chỉ là một hóa thân rất nhỏ của hồn khí thiên ma mà thôi. Hóa thân này không có suy nghĩ, chỉ giống như một con rối hồn khí mà thôi. Mà Hắc Cẩu không ngoài dự đoán, cũng chỉ là một hóa thân của Hắc Thần, có điều, hóa thân của nó chỉ dùng để chuyển thế. Nó nhận một số giáo đồ, chính là một số thành viên trung tâm trong Liên Minh Tự Do. Hóa thân vong linh này của nó ẩn nấp trong sơn động, chỉ là muốn một khi gặp thời cơ sẽ chiếm lấy thân thể của Lạp Thiết Cát. Không thể ngờ lần này đã gặp được thời cơ, có điều, nó không may mắn lắm, lại đụng phải tên sao chổi Diệp Phàm. Kết quả chẳng những không thể thành công chiếm được thân thể, cuối cùng ngược lại khiến cho bản thân hóa thân tiêu tán, hoàn toàn đi tong. Mà hóa thân chết, bản thể cũng cảm giác được một chút, giờ phút này Hắc Cẩu thần bí ở tạp mông thấp địa không ngờ hộc ra một ít máu, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ. Nhất thời, thân thể của Hắc Cẩu thu nhỏ lại chỉ bằng 8 phần lúc đầu. Hóa thân này biến mất đã tiêu hao 2 phần năng lượng bản thể của nó. Không chỉ nó bị như vậy, thiên ma, người bịt mặt bị trói trên thập tự giá cũng rơi vào tình trạng tương tự. Có điều, thiên ma vẫn may mắn hơn, chỉ bị tiêu hao 1/10 bản thể. Hai người lại bắt đầu chiến đấu tại nơi thần bí nọ, mộ địa bốn phía lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Thiên ma tiến hành một lượt tấn công mới, Hắc Cẩu của không tỏ ra yếu thế, khống chế ngược lại thiên ma. Tất cả những chuyện này Diệp Phàm đương nhiên không biết. Ra ngoài bay lượn cho ta xem. Diệp Phàm đang suy nghĩ xem làm thế nào để khống chế hồn khí diều hâu trong nê hoàn cung bay ra ngoài thăm dò như biên bức trước kia. Có điều, con diều hâu này dường như không nghe lời lắm. Không ngờ không động đậy gì, khiến Diệp Phàm tức giận đến mức suýt nữa chửi má nó.
cũng không biết nguyên nhân làm sao, để một con diều hâu không nghe lời trong Nê Hoàn Cung chẳng phải là còn đáng sợ hơn so với việc chôn một quả bom trong Nê Hoàn Cung sao? Nếu như lúc nào đó nó nổ tung thì chẳng phải bản thân xong đời rồi sao? Diều hâu này chính là dung hợp hóa thân hồn khí của ba cao thủ đó, một khi nổ có lẽ cả cao thủ cấp hồn ly cũng tiêu tùng ấy chứ. Mà lúc này bốn chữ Mễ Tác Bỉ Khâu lại không chút động tĩnh, dường như đã yên lặng. Diệp Phàm rằng có một lúc thấy vẫn không có động tĩnh, đành phải buồn bực mở mắt ra, thu công. Lúc này mới phát hiện không thấy Thiên Đao và Hồng Tà đâu, khiến tên này giật nảy mình. Đôi mắt ưng đảo qua mới phát hiện hai tên này bị đè trong đống đá vụn, dường như còn đang rất bực mình. Chương 3617, bạn bè chân thành. Diệp Phàm vội vàng bốc đá cứu hai người ra, dứt khoát mang ra bên ngoài, phát hiện trời đã sáng. Sau khi kiểm tra một lượt mới khẽ thở phào, hai người tuy bị thương nặng nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tuy rằng kinh lạc nhiều chỗ bị hư tổn, nhưng không hư tổn đến mức không thể khôi phục võ công. Không những thế, tình hình thương thế của Hồng Tà đã tốt hơn nhiều. Đau chết mất. Hồng Tà thống khổ rên rỉ một tiếng, mở mắt ra. Không sao chứ Hồng Tà? Diệp Phàm vẻ mặt ân cần hỏi han. Không sao, cậu cứ thử như tôi mà xem. Hồng Tà tức giận hừ nói. Sao thế? Diệp Phàm hỏi. Còn sao thế à, vừa rồi cậu cứ như chó điên. Cả người như cục sắt đụng loạn xạ vào vách động. Cái động này cũng suýt chút nữa bị cậu đụng qua đụng lại mà sụp. Cậu còn không thấy à, tôi và Thiên Đao đều bị đá tảng chôn sống. May là chúng tôi còn thừa chút sức cuối cùng để bảo vệ thân thể, nếu không, chắc chắn đã bị đống đá cậu đụng rớt chôn sống cả rồi. Hồng Tà tức giận, hừ nói. Ông đây còn muốn quay về gặp Nhất Diệp đấy. Ngại quá, tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra bản thân tôi cũng không biết rõ. Diệp Phàm nói. Đoán là thế, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu. Hồng Tà tức giận hầm hừ. Diệp Phàm vội vàng mang thủ ô ra cho hai người dùng, ngồi thiền, điều tức, trị liệu. Trải qua trị liệu một lúc lâu hai người đã khỏe lên không ít, đã có thể đứng lên đi lại, có điều, không thể dùng sức quá mức. Ai? Có lẽ trong một năm tôi không cách nào động thủ rồi. Thiên Đao thở dài. Núi xanh còn đó sợ gì thiếu củi, chuyện này là do thằng nhóc Diệp làm ra, chúng ta quay về Hồng Diệp bảo hưởng phúc là được. Sau này chúng ta cũng không cần làm nhiệm vụ nữa. Hồng Tà hầm hừ nói. Ai, làm nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, nhưng rất kích thích. Chúng ta có bản lĩnh mà cả ngày ngồi không cũng chán lắm. Thiên Đao thở dài, nhìn Diệp Phàm, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cái con chó đen đáng ghét kia cũng không thấy nữa. Ai, các ông không phải còn nhìn thấy một hồn khí khác sao, nó chính là Huyễn Ma. Diệp Phàm trình bày lại tình hình một cách có chọn lọc. Thì ra là thế, chuyện này đúng là phức tạp. Thiên Đao thở dài. Đúng rồi, xem mấy cái vàng khối đó đi. Hồng Tà người này lại trở nên hứng thú. Tôi thấy ông đúng là một kẻ tham tiền. Thiên Đao khinh bỉ nói. Tôi tham tiền đấy thì sao? Không có tiền thì làm được gì? Không có tiền ông có thời gian luyện công không? Không có tiền ông có thể mua nhân sâm luyện công không? Quan trọng là hiện tại đảo Duy Cơ Tư đang cần tiền. Chỉ cần xây dựng ổn thỏa hòn đảo đó, đến lúc đó bảo thằng Danh Diệp cho ông và tôi mỗi người một vùng đất lớn, chúng ta làm ông chủ trang trại là được. Hồng Tà ha ha cười. Ừ, lựa chọn này cũng hay đấy. Thiên Đao có vẻ có chút dao động. Ba người lại vào động. Chúng ta bị lừa rồi. Có lẽ trong dương căn bản không có vàng khối. Sau khi sờ đến dương, Hồng Tà lại không dám xuống tay. Có lẽ là thế, cũng có thể vẫn có. Thiên Đao nói, có điều, ông ta chẳng còn sức để mở nắp ra nữa. Diệp Phàm giơ tay hất một cái nắp dương liền mở ra. Bên trong được bọc bằng vải đỏ, lại vén vải đỏ lên, lập tức, một vầng ánh sáng vàng lóa mắt khiến người ta mừng rỡ. Phát tài rồi, một dương đã nhiều như vậy. Mà ở đây có đến mấy dương lớn liền. Hồng Tà cảm thán nói, hai mắt sáng rỡ. Kết quả vừa kiểm kê, thấy vàng khối không ít, giá trị ít nhất cũng đến 7800 triệu USD. Quái, nhiều tiền như vậy sao Lạp Thiết Cát lại chịu dẫn chúng ta đến? Không sợ chúng ta đoạt mất sao? Hồng Tà nói, đồ ngốc, nơi này không phải có hóa thân của Hắc Thần bảo hộ sao? Nó chiếm thân một cái suýt chút nữa cả ba người chúng ta đều mất mạng rồi. Có nhiều vàng khối hơn nữa cũng đố mang đi được. Thiên Đao nói. Những đồ cổ này làm thế nào? Hồng Tà chỉ vào hai cái dương khác nói. Bỏ đi,
những đồ cổ này hẳn là lúc trước người Địa Mông vận động cướp về. Những thứ này căn bản đều là sản phẩm nghệ thuật cổ đại mang đặc sắc của người Congo, chúng ta trả lại cho họ đi. Diệp Phàm nói, trả cái gì, lúc trước viện tử của chúng ta bị đốt còn bị trộm mất biết bao tranh chữ cổ. Cũng chẳng thấy mấy tên có lương tâm phát hiện ra mà trả lại cho chúng ta. Những đồ cổ này đem bán đi nhất định được không ít tiền. Chúng ta mua thêm một chiến thuyền hạng nhỏ cho người Duy Cơ Tư chẳng đáng hay sao? Hơn nữa, đây còn là tiền tài bất nghĩa, chúng ta lấy cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Hồng Tà nói, được rồi, việc này không cần nói nữa. Trả lại cho chính phủ nước Cương, quyết định như vậy đi. Nhân dân châu Phi cũng là bạn bè chân thành của chúng ta mà. Hơn nữa viện tử đó bị đốt bị cướp cũng không liên quan gì đến bọn họ. Hiện tại không phải lần lượt cũng có một số người nhân nghĩa trả lại những vật phẩm bị đánh cắp cho chúng ta sao? Tôi tin rằng, với tiến trình văn minh và sự phát triển của quốc gia chúng ta, bọn họ sẽ nhận thức được sai lầm của mình. Diệp Phàm cười phất phất tay, Hồng Tà hung hăng trừng mắt nhìn, không nói gì nữa. Bao Nghị, Trương Hùng dẫn người mang những đồ này len lén vận chuyển về chỗ đóng quân. Khi tướng quân Đức Lý nhìn thấy mấy thành viên quan trọng trong liên minh tự do tất cả đều ở trong cùng một phòng cũng sợ đến mức suýt chút nữa rớt hàm. Chủ tịch tỉnh Diệp, các anh là bạn bè chân thành nhất của nhân dân Congo. Không thể ngờ đã bắt chọn một ổ, thật là tài giỏi. Đức Lý giơ ngón tay cái lên. Ha ha, cao thủ tôi mời đến may mắn hơn một chút thôi. Chỉ cần nhân dân Congo có thể sống một cuộc sống yên ổn là tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Diệp Phàm cũng thân thiện cười nói. Đúng rồi, sao lại không thấy Lạp Thiết Cát đâu? Điều Đức Lý quan tâm chính là việc này. Lạp Thiết Cát đương nhiên có mặt, có điều, y ở một phòng khác, anh theo tôi đi xem là được. Diệp Phàm nói, dẫn tướng quân Đức Lý vào một phòng khác, vạch ra tấm vải trắng phủ thi thể. Đức Lý nghiêm túc kiểm tra một chút, cuối cùng có chút nuối tiếc thở dài. Thật thê thảm, có điều, y chết rồi thì thật là phiền phức. Lạp Thiết Cát có ảnh hưởng rất lớn đối với liên minh tự do. Nếu như y chết thì sức ảnh hưởng này sẽ biến mất. Tuy rằng bắt được thành viên quan trọng của bọn họ, nhưng vẫn còn một bộ phận lớn quân đội cấp dưới chưa bắt được. Có lẽ không đến vài ngày bọn chúng sẽ lại tuyển ra thủ lĩnh mới. Ha ha, tướng quân Đức Lý, thật ra tôi có ý này. Lạp Thiết Cát chết rồi, nhưng, y lại vẫn chưa chết. Diệp Phàm cười nói. Anh nói vậy là sao? Chết rồi lại chưa chết là thế nào? Chẳng lẽ các anh có bí thuật có thể khiến bọn họ khởi tử hồi sinh sao? Đức Lý sửng sốt hỏi. Lạp Thiết Cát và Lạp Thiết Tư không phải anh em sinh đôi sao? Chẳng phải ngay cả mẹ của bọn họ cũng khó phân biệt được hay sao? Nếu đã như vậy, anh thấy thế nào? Diệp Phàm ha ha cười nói. Có phải như câu nói của các anh là treo đầu dê bán thịt chó không? Đức Lý đột nhiên cười, vỗ đùi, khen. Hay. Hay lắm. Chỉ cần cho Lạp Thiết Tư đủ tiền y còn có thể khăng khăng không chịu sao. Tình huống đã như vậy rồi, hơn nữa mấy thuộc hạ quan trọng của Lạp Thiết Cát đều ở trong tay anh, người ngoài còn có thể không tin sao. Tướng quân Đức Lý, việc hợp tác của chúng ta đã hoàn thành rồi. Diệp Phàm cười nói. No, no. Không ngờ tướng quân Đức Lý đột nhiên lắc đầu nói. Sao thế tướng quân Đức Lý? Diệp Phàm nhìn ông ta. Việc hợp tác của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Tướng quân Đức Lý cười nói. Thực xin lỗi, tướng quân Đức Lý, việc này chỉ có thể một lần, lần sau không thể được nữa. Việc này vốn là việc riêng của quốc nội các anh. Còn chúng tôi mù quáng tham gia vào vốn đã không thích hợp. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ mới làm thôi. Chúng tôi đến đây để kinh doanh, chứ không tham gia vào chính trị. Chủ trương của quốc gia chúng tôi cho tới bây giờ là độc lập tự chủ. Không can thiệp vào chính sách chính trị ngoại giao của nhau. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chủ tịch tỉnh Diệp, anh quá suy nghĩ rồi. Hợp tác tôi nói không phải là hình thức này. Nếu như các anh đã là tới để kinh doanh, vùng đất rộng lớn của Congo chúng tôi vẫn còn rất nhiều tiềm năng kinh doanh. Ví dụ như, chúng tôi có tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có rất nhiều ngành nghề có thể khai thác đầu tư. Tiềm năng kinh doanh trong đó là vô hạn, tôi hy vọng chúng ta có thể tăng cường hợp tác. Cùng nhau kiếm tiền. Tướng quân Đức Lý cười nói. Đó cũng là ý của Phó Tổng thống Á Lịch Ân Sa, ông ấy bảo tôi truyền lời lại cho các anh. Diệp Phàm đã hiểu, có lẽ hợp tác kiếm tiền mà tướng quân Đức Lý vừa nói không phải là bảo mình hợp tác kiếm tiền cùng chính phủ Cương, mà là bảo mình hợp tác kiếm tiền cùng Hội Cứu Quốc Cương, bang phái của tướng quân Đức Lý.
Á Lịch Ân Sa cũng đã nhạy bén nhìn thấy được thực lực bên này của mình. Ở trên địa bàn Congo thỉnh thoảng còn rối ren có đám thủ hạ cao cường của mình canh giữ, hợp tác kiếm tiền sẽ càng thuận lợi. Nói cách khác, Á Lịch Ân Sa hoàn toàn có thể lựa chọn công ty Mỹ hoặc các công ty ngoại quốc khác để hợp tác. Trên đời này chỉ cần có mối làm ăn có thể kiếm tiền, mũi đều sẽ ngửi thấy mùi mà bay đến. Đương nhiên, loại chuyện tốt thế này Diệp Phàm sẽ không cự tuyệt, cười nói. Ok, ok, tôi thích nhất là bạn bè hiểu lý lẽ. Chỉ cần có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được hợp tác chân thành với tướng quân Đức Lý trong lần tới. Trữ lượng của mỏ thiết cách đằng chuẩn đông rất dồi dào, chủ tịch tỉnh Diệp nếu như có thành ý, sau khi trở về có thể xem xét việc hợp tác một chút. Tướng quân Đức Lý đưa ra cơ hội. Các anh đã có phương hướng hợp tác đại khái chưa? Ví dụ như, các anh định cung cấp điều kiện hợp tác cho chúng tôi thế nào? Diệp Phàm cũng có chút dao động. Bởi vì mỏ thiết cách đằng chuẩn đông chẳng những trữ lượng dồi dào, quan trọng nhất là hàm lượng quặng thiết khá cao, lợi nhuận nhất định rất khả quan. Kỳ thực đối với lĩnh vực khai thác và kinh doanh, chính phủ chúng tôi không muốn nhúng tay, các anh chỉ cần cho chúng tôi 30% lợi nhuận là được. Hơn nữa, phải dành phần lớn cơ hội việc làm cho nhân dân địa phương. Đương nhiên, các anh kiếm được bao nhiêu tiền chúng tôi vẫn phải biết được con số đại khái, phải không nào? Cho nên, chúng tôi cũng sẽ phái ra vài nhân viên làm việc tại công ty các anh, trợ giúp các anh quản lý một số công tác thống kê liên quan đến tài vụ và nghiệp vụ. Tướng quân Đức Lý đưa ra điều kiện. 30%, con số này dường như quá cao rồi. Các anh không bỏ ra một đồng lại lấy những 30% lợi nhuận, điều này có chút không được rồi. Nếu như muốn lấy 30% cũng được, nhưng là 30% sau khi đã trừ đi đầu tư. Không thể nói chúng tôi khai thác ra bán được 10 đô la các anh liền rút mất 3 đô la phải không nào? Ở nước chúng tôi gọi là cầm cổ phần danh nghĩa, nhưng mức cổ phần danh nghĩa này quá lớn rồi. Diệp Phàm nói. Ha ha, với hàm lượng thiết của mỏ thiết cách đằng chuẩn đông, các anh chỉ cần đào ra là thấy tiền. Căn bản không cần lo lắng vấn đề đầu tư. Trong vòng một năm tuyệt đối có thể thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Năm thứ nhất các anh có thể không kiếm tiền. Nhưng năm thứ hai các anh có thể kiếm được lợi nhuận cách xù từ 70% đến 90%. Hơn nữa, trữ lượng mỏ thiết cách đằng chuẩn đông dồi dào như thế, khai thác 10 năm, 20 năm không thành vấn đề. Ít nhất cũng có thể khai thác được đến 10 năm. Chủ tịch tỉnh Diệp có phải nên nhìn về sau này không? Đức Lý chẳng những là quân nhân mà về vấn đề này cũng hiểu rất rõ. Chương 3618, như thể giận dỗi. Ha ha, các anh không đầu tư cũng được. Có điều, phần trăm giảm xuống 25%. Tôi là chỉ lãi dòng đó. Còn không thì chuyện này không bàn nữa. Dù sao tổng bộ của chúng tôi ở Trung Quốc, nếu ra nước ngoài kiếm tiền, đầu tư vẫn cao hơn trong nước một chút. Hơn nữa, các anh cũng thấy đấy. Chúng tôi bên trạm phát điện xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi còn phải tiêu nhiều tiền hơn nữa mời một số cao thủ về làm bảo vệ mới được. Diệp Phàm nói. 25%, được rồi, cứ như vậy đi. Đức Lý hơi do dự, gật đầu. Việc khai thác mỏ thiết này nhất định sẽ gặp phải tranh chấp đất đai với người dân địa phương, về vấn đề này tôi hy vọng các anh có thể ra mặt giải quyết trước. Diệp Phàm nói, nhắc tới vấn đề khiến người ta đau đầu nhất. Được, vấn đề này chúng tôi sẽ giải quyết. Không thể cầm cổ phần danh nghĩa mà không làm gì phải không? Chúng ta là đối tác hợp tác mà. Đức Lý cười nói. Diệp Phàm hiểu, trong tình hình pháp luật quốc nội Congo vẫn chưa kiện toàn, có tướng quân thủ đoạn cứng rắn như Đức Lý ra tay, đến lúc đó chỉ cần ra lệnh một tiếng, cư dân địa phương cũng không dám lên tiếng nữa. Đây chính là dọn sạch chướng ngại lớn cho việc khai thác mỏ thiết. Đương nhiên, chuyện này Diệp Phàm cũng không vội, bởi vì, Cung Khai Hà có nhắc nhở rằng mình phải đi rồi. Chuyện phải làm vì tập đoàn Hoành không quá nhiều, Diệp Phàm muốn nhường lại cơ hội này cho địa phương lần tới mình đến nhậm chức, tạo phúc cho nhân dân bản xứ. Ngày hôm sau, Phó Tổng thống Á Lịch Ân Sa đến, nói chuyện phiếm với Diệp Phàm như những người bạn thân thiết. Á Lịch Ân Sa còn nhiệt tình mời Đại sư Hồng Tà tranh thủ thời gian đến quân đội huấn luyện cho một số huấn luyện viên có thân thủ cao của bọn họ. Kết quả tất nhiên là bị Hồng Tà tức giận cự tuyệt, tên này hiện tại có thương tích trong người, ngay cả nhảy cũng không nhảy lên nổi, làm gì có tâm trạng đi giúp. Lúc chiều Thác Thái Thạch không ngờ đích thân tới nơi Diệp Phàm ở. Chủ tịch tỉnh Diệp, nghe nói anh sắp phải đi rồi. Thác Thái Thạch tôi chẳng có gì tốt tặng cho anh, thôi thì tặng anh 10 con sư vương chúng tôi đã huấn luyện tốt vậy. Thác Thái Thạch vẻ mặt tươi cười, tay vung lên,
tiếng bánh xe lọc sọc. Không lâu sau, 10 con sư vương to lớn lao ra từ trong lồng. Sợ tới mức đám công nhân vây quanh xem đều vội vàng lùi sau hơn 100 mét. Không cần lo lắng, người A Cổ Lạp chúng tôi có bản lĩnh huấn luyện sư tử rất độc đáo. Bọn chúng nghe lời y như nô lệ vậy. Thác Thái Thạch vung tay lên, 10 con sư vương đều răm rắp quỳ xuống, có vẻ còn nghe lời hơn sư tử trong rạp xiếc. Đây là phương pháp huấn luyện sư tử độc đáo của chúng tôi, cũng là bí mật của người A Cổ Lạp. Chúng tôi không thể tiết lộ, nhưng hôm nay chúng tôi ngoại lệ một lần, quyết định tặng Chủ tịch tỉnh Diệp một phần. Nhưng xin Chủ tịch tỉnh Diệp đừng để lộ ra ngoài. Thác Thái Thạch phất tay, một cô gái da đen đưa lên một chiếc dương cổ. Cảm ơn tộc A Cổ Lạp đã tặng cho tôi món quà quý giá như vậy. Diệp tôi cũng không có thứ gì tốt tặng cho các anh. Như vậy đi, tôi sẽ bảo Tổng Giám Đốc cung đáp lễ các anh một tàu gạo. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp tàu tấn vận chuyển gạo, khi tàu đến rồi các anh hãy phái người đến bốc xuống nhé. Diệp Phàm cười nói, người A Cổ Lạp hàng năm còn có người chết vì đói, tặng gạo cho bọn họ là tốt nhất. Nếu không, anh có tặng TV hay mấy thứ gì đó bọn họ cũng không xem nổi, bởi vì không có điện mà. Hơn nữa, một tàu tấn đầy gạo số lượng nghe có vẻ dọa người. Thế nhưng, đổi thành tiền cũng chẳng đáng là bao. Diệp Phàm hiện tại có cả đống vàng khối, thành ra cũng chẳng sót chút tiền đó. Cảm ơn, Thác Thái Thạch liên tục chắp tay cảm ơn. Đúng rồi Thác Thái Thạch Vương, A Thủy Thanh Thanh đã về nhà chưa? Diệp Phàm hỏi. Có về một lần, thế nhưng chỉ đứng đó cho chúng tôi nhìn thoáng qua liền bay đi mất. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ít ra có thể chứng minh rằng nó còn sống. Còn sống là tốt rồi. Hơn nữa, nó nói gần đây muốn ngao du bên ngoài, tâm tình không tốt. Chủ tịch tỉnh Diệp là người bạn chân thành nhất của người A Cổ Lạp. Không có anh sẽ không có thánh nữ của tộc A Cổ Lạp chúng ta. Hai người vừa nói vừa vào phòng khách. Đúng rồi Chủ tịch tỉnh Diệp, gần đây điện thánh nữ của chúng tôi sao lại có chút biến đổi vậy? Ồ, biến đổi thế nào? Diệp Phàm không để lộ cảm xúc, hỏi, thầm nghĩ phải chăng mấy người mình lén đào vào nên xảy ra phản ứng không tốt gì? Trên 10 cột đá lớn trong thánh điện không ngờ mỗi ngày đều toát ra sương mù nước trinh nữ, chúng tôi tất nhiên rất mừng. Có nước trinh nữ chúng tôi đều thích, cho nên lập tức mang đám dã thú lên hiến tế. Có điều, kỳ lạ là lần này sương mù nước trinh nữ cứ toát ra trên cột đá, rất đậm đặc. Thế nhưng không có nước trinh nữ sau khi tích tụ nhỏ vào chậu đồng. Hơn nữa, sương mù trên núi bối Tây toàn bộ đều hội tụ lên cột đá. Giống như bị cột đá hấp thu vào, đây chẳng lẽ là dấu hiệu có điểm xấu? Có phải thần sử nữ tức giận, muốn trừng phạt người A Cổ Lạp không? Thác Thái Thạch Vương rất lo lắng vấn đề này. Diệp Phàm vừa nghe liền nghiền ngẫm ra được một chút. Có lẽ là mỹ nhân ngư và pho tượng cô gái thần bí kia có phản ứng gì đó. Chẳng lẽ tinh hoa của núi bối Tây đều bị cột đá hấp thu xuống bên dưới để tẩm bổ mỹ nhân ngư? Lại thêm trạng thái trẻ sơ sinh của mỹ nhân ngư ngày đó, chẳng lẽ là mỹ nhân ngư lại lần nữa thoát thai hoán cốt trở về thời điểm trẻ sơ sinh? Một khi trưởng thành sẽ hóa thành hình người chân chính. Kỳ thực, cô ta chỉ có hai chân là chưa thành hình. Diệp Phàm rất chờ mong mỹ nhân ngư xinh đẹp biến đuôi cá thành chân người, xuất hiện trước mặt mình. Ha ha, có lẽ là hiện tượng tự nhiên thôi. Các anh cũng không cần quá mức lo lắng. Người A Cổ Lạp đã làm rất nhiều cho thần sử nữ rồi, tin rằng thần sử nữ sẽ không giáng tội xuống đầu các anh đâu. Diệp Phàm nói dối. Làm sao có thể, chúng tôi cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Thác Thái Thạch cũng không dễ bị gạt. Kỳ thực, việc này nên nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nói thế nào cho tốt. Diệp Phàm cố ý nhìn bên cửa. Có phải anh biết được bí mật của thần sử nữ không, anh nên nói ra mới đúng. Bởi vì, tôi cũng là vua của người A Cổ Lạp là con dân của thần sử nữ. Tôi là vua có quyền được biết mọi chuyện, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Bởi vì, nhưng là anh em và bạn bè chân thành nhất của Thác Thái Thạch tôi. Thác Thái Thạch nói, được rồi, anh đúng là có quyền được biết mọi việc. Hơn nữa, anh là bạn của Diệp Phàm tôi, là bạn bè chân thành nhất của Diệp Phàm tôi, phải không nào? Lúc trước Á Thủy Thanh Thanh muốn tự sát, trên đỉnh núi có một cái hồ nước trinh nữ. Cuối cùng nứt ra, việc này thực ra cũng có chút liên quan đến tôi. Bởi vì tôi đã cứu Á Thủy Thanh Thanh, có lẽ là do nguyên nhân đó, hồ nước trinh nữ đó cũng bị lọt ánh sáng. Tôi nghĩ, phải chăng là nguyên nhân này mới khiến cho núi bối Tây xảy ra một số biến đổi tự nhiên? Có điều,
tôi nghĩ vấn đề cũng không quá lớn. Đều là vì thánh nữ cả, phải không nào? Diệp Phàm ra vẻ thần bí nói. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Chủ tịch Tỉnh Diệp, anh là người bạn chân thành nhất của Thác Thái Thạch. Yên tâm, việc khai thác mỏ đồng của công ty các anh chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh hoàn thành. Chỉ cần có chúng tôi, không ai dám đến quấy rồi hết. Thác Thái Thạch vẻ mặt cảm kích, hai tay nắm chặt tay Diệp Phàm. Được được, sau khi việc khai thác mỏ đồng kiếm ra tiền rồi, hàng năm công ty đều sẽ quyên tặng các anh một tàu gạo. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành cười nói. Bởi vì sự biến đổi của Điện Thánh Nữ, Diệp Phàm quyết định lại đi núi Bối Tây một chuyến. Còn Lam Tồn Quân tên này hôm qua vừa mới tới Congo, đi đường có vẻ mệt mỏi. Bởi vì mấy ngày trước Lam Tồn Quân biết được một tin từ chỗ cha mình. Đồng chí Văn Thành Hà bí thư quận ủy quận Đức Sơn thuộc thủ đô đã thăng chức thành phó chủ tịch tỉnh của một tỉnh nào đó rồi. Mà kinh tế quận Đức Sơn đứng thứ tư trong các quận các huyện lớn của thủ đô, thành phố hạng Nam căn bản không bì được. Hơn nữa, tuy rằng chức bí thư quận ủy quận Đức Sơn không thể tham gia vào hội nghị thường ủy của thành ủy Bắc Kinh nhưng vai trò của quận Đức Sơn thành phố hạng Nam căn bản không thể sánh bằng. Chức bí thư quận ủy quận Đức Sơn cũng là một chức vị cấp sở. Ý của Lam Bình Phong chính là hy vọng con trai mình có thể trở về thủ đô rèn luyện mấy năm nữa, lúc trở lại là có thể làm phó chủ tịch tỉnh rồi. Hơn nữa, việc rèn luyện lãnh đạo một quận trong thủ đô cũng có lợi đối với sự trưởng thành và phát triển của Lam Tồn Quân. Có điều, người nhằm vào chức vị lãnh đạo tại thủ đô quá nhiều. Ví dụ như, các đồng chí phù hợp với điều kiện tại các tỉnh phía dưới vô cùng nhiều. Riêng các vị cục trưởng của các bộ và ủy ban trung ương đều là những đối thủ cạnh tranh đánh gờm cho vị trí này, Lam Tồn Quân không chiếm ưu thế hơn so với bọn họ. Cho nên, Diệp Phàm sau khi cân nhắc một chút quyết định gọi Lam Tồn Quân lập tức đến Congo. Tất nhiên là có chuyện tốt rồi. Diệp Phàm muốn dồn ưu đãi của việc lần này thuận lợi hoàn thành sự nghiệp mỏ đồng và việc giải cứu con tin cho Lam Tồn Quân. Về phía Trương Hùng căn bản ván đã đóng thuyền, không cần thiết cho cậu ta thêm chiến tích gì nữa. Còn về Cung Chí Quân, việc xây dựng trạm thủy điện đã đủ cho cậu ta nở mày nở mặt rồi. Bởi vậy, Lam Tồn Quân mới lon ton chạy đến Congo. Đã đến rồi đương nhiên cũng phải giả vờ giả vịt cho các đồng chí quốc nội xem. Cho nên, tên này vừa đến đã lấy thân phận lãnh đạo khu kinh tế đến tuần tra công trường xây dựng trạm phát điện. Còn Diệp Phàm lần nữa đến núi Bối Tây cũng là để khuyến khích cổ vũ tên này. Nghe nói núi Bối Tây là một nơi rất đẹp. Lam Tồn Quân đầy vẻ hứng thú. Đương nhiên rồi, có thể so với Duy Cơ Tư đấy. Chẳng qua Duy Cơ Tư là hải đảo, còn núi Bối Tây là núi tự nhiên. Nếu bàn về lịch sử thì hai dân tộc cũng tương đương nhau. Duy Cơ Tư có lôi thần đầy thần bí, còn núi Bối Tây cũng có thần sử nữ rất bí ẩn. Diệp Phàm uống trà, cười nói. Anh Diệp, cái tên Bao Nghị gần đây hình như đang yêu phải không? Lam Tồn Quân cười khan hỏi. Cậu cũng thấy rồi sao? Diệp Phàm ngạc nhiên, cười nói. Mắt em cũng đâu có mù, tên này cố ý tìm cớ dẫn A Nhĩ Bà Hoa đến đập lớn. Nào có phải đi tuần tra đập, căn bản là tìm chỗ không người mà yêu đương vụng trộm rồi. Không biết cô em da đen kia đã để Bao Nghị làm thịt hay chưa? Lam Tồn Quân cười nói. Hẳn không nhanh đến thế đâu, Bao Nghị tuy rằng hay thích đùa giỡn, nhưng vẫn có chừng mực mà phải không? Hơn nữa, A Nhĩ Bà Hoa cũng là một cô gái kiêu kỳ. Người ta chính là nhị công chúa của A Cổ Lạp Vương đó. Diệp Phàm cười nói. Em thấy bọn họ trông rất thân thiết, hình như cũng đã hôn rồi. Lam Tồn Quân cười nói. Thằng danh cậu đi nhìn lén hả, không tốt nha. Diệp Phàm cười nói. Vô tình bắt gặp thôi, Lam Tồn Quân em là ai chứ, lại làm chuyện đáng xấu hổ vậy sao? Lam Tồn Quân cười cười, lại liếc Diệp Phàm một cái, cười nói. Nghe Bao Nghị nói anh và chị gái Á Nhĩ Ba Hoa cũng có chân, anh Diệp vẫn tài giỏi như vậy, nhiệm vụ hoàn thành rất mỹ mãn, không ngờ ngay cả thánh nữ của người ta cũng dụ dỗ, anh có kinh nghiệm quý giá gì truyền lại cho thằng em tội nghiệp này chút đi. Lam Tồn Quân không ngờ lúc này lại có vẻ giận dỗi. Chương 3619, trở về núi Bối Tây. Thằng danh này, Bao Nghị không phải người hay ăn nói bậy bạ đâu. Có khi là danh con cậu dựng tin đồn sau lưng tôi ấy chứ. Diệp Phàm sửng sốt, rất buồn bực. Cái này đúng là Bao Nghị nói mà, còn có vẻ rất chân thực nữa. Còn nói là Á Thủy Thanh Thanh thoát y cho anh làm. Lam Tồn Quân cười nói. Bao Nghị, thằng danh này ra đây cho tôi. Diệp Phàm nổi trận lôi đình, đập bàn mạnh một cái. Việc gì thế anh Diệp,
tức giận đến vậy, uống phải máu gà sao? Bao Nghị sau khi đi ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Có điều sau khi nghe Diệp Phàm nói xong, Bao Nghị hung hăng trừng mắt nhìn đồng chí Tiểu Lam, tức giận hừ nói. Cái thằng, sao cậu có thể nói những lời không chuẩn xác như thế, tôi nói anh Diệp làm Á Thủy Thanh Thanh lúc nào? Người ta là cứu người đấy anh có hiểu không hả? Hiểu rồi, cứu người, tôi hiểu rồi. Lam Tồn Quân cười mà như không cười. Ngày mai sau khi chúng ta đến núi Bối Tây, Tồn Quân cậu sẽ đại diện cho khu kinh tế Hoành Không nói chuyện với Thác Thái Thạch về chuyện mỏ đồng núi Bối Tây, tốt nhất là tranh thủ vạch được một kế hoạch cụ thể. Đến lúc đó còn phải ký kết hiệp định hợp tác nữa. Diệp Phàm nói. Không phải Trương Hùng đã ký kết rồi sao? Bao Nghị ngạc nhiên hỏi. Cậu thì biết cái gì, lần trước không tính. Lần này Lam Tồn Quân và Trương Hùng cùng ký kết. Bởi vì khu kinh tế Hoành Không là khu vực cấp cao của tập đoàn Hoành Không, Tồn Quân đại diện cho khu kinh tế phụ trách cái này cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm nói. Thế chẳng phải cởi quần đánh giám sao, thừa thãi quá. Bao Nghị nói. Cậu không hiểu đâu, tôi nói cho mà nghe. Diệp Phàm nói ra chuyện quận Đức Sơn. Hiểu rồi, anh Diệp suy nghĩ thật chu đáo. Chiến tích này cũng dày thật đấy. Thế nhưng cũng phải giải thích cho Trương Hùng một chút, chỉ sợ anh ta không nghĩ được điều này. Bao Nghị nói. Chuyện lần này phải nhờ các anh em giúp đỡ nhiều rồi, em chỉ là ăn cái có sẵn, thật ngại quá, chuyện này tôi sẽ nói với Trương Hùng. Không có cách nào khác, cuộc sống vẫn luôn phải vật lộn mà, hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của Trương Hùng. Nếu có ảnh hưởng tới anh ấy, đánh chết em cũng không dám đến. Việc này anh Diệp đã có kế hoạch rồi. Lam Tồn Quân trên mặt thoáng hiện nét xấu hổ. Tôi đã thương lượng qua với Trương Hùng, cậu ấy nói không sao. Dù sao chuyện của cậu ta cấp trên đã quyết rồi. Phỏng chừng về nước một cái là sẽ tuyên bố luôn. Lần này hành động của tổ rất nhanh chóng, trực tiếp thông qua chủ tịch Đường liền quyết định. Bởi vì, Hồng Đĩnh trong mỏ đồng núi Bối Tây quá quan trọng đối với chúng ta, không chiếm lấy không được. Hơn nữa, còn phải hành động nhanh chóng, không thể để người khác đoạt được tiên cơ. Trước mắt chuyện này phải tuyệt đối giữ kín bí mật. Diệp Phàm nói. Đến lúc đó, hợp đồng này sẽ được báo cáo lên chỗ cung khai hà. Nếu như không ngoài dự đoán thì có lẽ xếp cung sẽ đích thân đưa hợp đồng báo cáo với chủ tịch Đường. Đến lúc đó, đại danh của Lam Tồn Quân cậu nói không chừng cũng sẽ lọt vào mắt của chủ tịch Đường đấy. Anh Diệp, chuyện này bảo em phải nói thế nào mới tốt? Em, Lam Tồn Quân có chút cảm động, không ngờ mắt còn ươn ướt. Ha ha ha, làm gì mà giống đàn bà quá vậy? Chút chuyện còn con ấy mà. Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp, không thể nói vậy. Đối với anh chỉ là chuyện còn con, nhưng đối với Tồn Quân thì chính là một công lao rất lớn. Cảm ơn anh. Lam Tồn Quân đứng dậy rất trang trọng, cúi người bày tỏ lòng cảm ơn đối với Diệp Phàm. Chỉ có bên này thôi vẫn chưa đủ đâu, cha cậu bên đấy vẫn phải ra sức đấy. Chủ tịch thành phố Lam tuy rằng hiện tại đã trở về trong bộ, nhưng quan hệ xã giao trước kia vẫn còn. Quận Đức Sơn tuy là vị trí quan trọng, nhưng dù sao cấp bậc cũng chỉ là sở phải không nào. Diệp Phàm nói, bọn em cũng không dám nghĩ như vậy, chức bí thư quận ủy quận Đức Sơn quan trọng đến mức nào chứ? Vốn em là một chủ tịch thành phố cũng cần quá độ đến chức bí thư mà. Vị trí này tuy rằng cấp bậc không đổi, nhưng lại gấp mấy lần thăng chức. Cha em lần này đã sớm hành động rồi, nói là không thể không giành lấy. Chuyện này đối với em mà nói là hết sức quan trọng. Các anh em đều đang góp sức giúp đỡ em, Tồn Quân em có tài cán gì chứ? Lam Tồn Quân nói, người một nhà đừng nói lời khách sáo, cậu trở về gặp Trương Hùng thương lượng một chút sự vụ cụ thể ngày mai ở mỏ đồng đi. Việc này tôi đã nói qua với Thác Thái Thạch rồi, lấy cớ là hợp đồng lần trước còn chưa hoàn thiện, phải ký lại lần nữa. Bọn họ nói nội dung hợp đồng không có thay đổi gì lớn thì sẽ đồng ý ký lại lần nữa. Diệp Phàm nói, Lam Tồn Quân lon ton đi khỏi. Thằng danh cậu cũng giỏi thật đấy, dẫn em gái người da đen đi chơi. Không ngờ đánh một gậy sau lưng ông, giờ lông cánh cứng cáp rồi nên muốn chơi trò thái cực thôi thủ với tôi phải không? Diệp Phàm hừ nói. Em nào dám, chuyện này chỉ là anh em chúng em nói đùa với nhau thôi. Bao Nghị cười nói. Đúng rồi, thằng danh cậu đừng cợt nhả nữa. Chuyện của cậu giải quyết thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Còn giải quyết thế nào nữa, anh Diệp quyết định là được. Anh bảo em đi hướng đông em tuyệt không dám chạy hướng tây. Bao Nghị mặt xị xuống, bản thân đến giờ này vẫn còn gác lại.
Ha ha, lần này giải cứu con tin thành công công lao của cậu lớn nhất. Đến lúc đó công lao này liền dồn hết cho cậu, còn Tồn Quân và Cung Chí Quân chỉ góp vui thôi. Diệp Phàm cười nói. Không được đâu anh Diệp, anh bỏ công sức nhiều nhất. Không thể tặng hết công lao cho các anh em được, anh mới là chủ soái mà. Bao Nghị ngượng ngùng nói. Tôi nhận lấy có tác dụng gì, chiến tích của tôi hoàn toàn có thể lóa mù mắt một số đồng chí rồi. Có điều, các cậu góp phần quan trọng, tôi chỉ là giúp đỡ chút thôi, phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Có phải anh Diệp hy vọng tôi trở về bộ không? Bao Nghị hỏi. Ừ, Vương Triều đã xác định phải đi khỏi rồi. Cậu trở về đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường vụ cục trinh thám hình sự trong bộ. Đây chẳng phải là chức vụ cấp sở sao? Bao Nghị hỏi. Không phải cấp giám đốc sở thì có tác dụng gì, thăng chức cho thằng danh cậu lại còn ngại này ngại nọ. Nếu không thì bỏ cái chức thường vụ này đi. Diệp Phàm tức giận nói. Đừng chứ, em nghe anh Diệp là được, thường vụ thì thường vụ. Bao Nghị tất nhiên rất mừng, có thể thăng chức đương nhiên là vui rồi. Đúng rồi, anh Diệp cứ như đang an bài hậu sự ấy, chẳng lẽ anh cũng sắp phải đi rồi sao? Bao Nghị sau đó phản ứng lại. Hậu sự cái gì, ai, việc này nên nói thế nào nhỉ, có lẽ là phải nhích nhích mông rồi. Diệp Phàm thở dài. Có thể thăng chức sao lại thở dài, là chức vị gì vậy, nhất định là đến tỉnh nào đó nhậm chức phó chủ tịch tỉnh gia nhập thành viên thường trực Liên Hợp Quốc rồi. Hoặc là đến tỉnh nào đó nhậm chức bí thư thành ủy kiêm gia nhập thành viên thường trực Liên Hợp Quốc, phải không? Bao Nghị cười nói. Trời mới biết, có điều, dù có thế nào đi nữa chắc hẳn sẽ không để tôi càng sống càng thụt lùi đâu. Diệp Phàm vẫn có chút tự tin, lần này Cung Khai Hà đích thân gọi điện tới, có lẽ là gia nhập thành viên thường trực Liên Hợp Quốc rồi. Gia nhập thành viên thường trực Liên Hợp Quốc hả, hâm mộ quá. Bao Nghị cười nói, bị Diệp Phàm tát tai một cái. Chiều ngày hôm sau, đám người Diệp Phàm lại đến núi Bối Tây. Đầu tiên là trực tiếp tới thị sát mỏ đồng núi Bối Tây, kỳ thực mỏ đồng núi Bối Tây cũng không có ai khai thác. Lúc trước biết tình hình của mỏ đồng này bởi vì có người lén lút tổ chức, lén lút thăm dò. Sau đó tin tức này bị tiết lộ ra ngoài, lập tức khiến người A Cổ Lạp phẫn nộ. Phái người mang súng canh giữ 24/24 ở khu vực này, rốt cuộc cũng không có ai dám làm bừa. Mà tổ A lấy được hồng đính cũng là trong một tình huống ngẫu nhiên, lấy ra từ trong khoáng thạch lấy mẫu, mà khoáng thạch đồng của đám người lén lút thăm dò ở núi Bối Tây khi đến tay chuyên gia của tổ khoa học mới phát hiện ra hồng đính là một loại vật chất đặc biệt trước nay chưa từng được phát hiện. Về sau tổ A lập tức phái cao thủ len lén đi lấy mẫu, có thể khẳng định trong mỏ đồng này xác thực là có hồng đính. Bởi vậy mới giao nhiệm vụ này cho Diệp Phàm. Đoàn người Diệp Phàm sau khi đi một vòng vội vàng đến Điện Thánh Nữ. Lần này đi vào liền được hàng trăm ngàn người dân A Cổ Lạp nghênh đón. Thác Thái Thạch đích thân dẫn theo hơn chục ngàn người A Cổ Lạp đi đến chào đón, bởi vì, không lâu nữa Diệp Phàm sẽ tặng họ cả một tàu gạo mà. Đối với thần tài kiểu này đương nhiên phải hầu hạ thật tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể chiến thắng Á Thủy Thanh Thanh cũng là lý do quan trọng nhất khiến bọn họ kính trọng. Diệp Phàm phát hiện, lần này Điện Thánh Nữ quả thực biến đổi rất lớn. Trong khoảng cách 1 mét xung quanh 10 cột đá đều có hơi nước dày đặc ngưng tụ thành mưa bụi. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm kiểm tra thấy trong đám sương mù dạng mưa này có một nửa là thành phần của nước Trinh Nữ. Hơn nữa, toàn bộ quảng trường rộng lớn đều bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Hơi nước khắp núi Bối Tây đều bị hút đến nơi này. Không những thế, Diệp Phàm còn kinh ngạc phát hiện, hơi nước bị hút tới cũng có một ít nước Trinh Nữ. Chẳng lẽ toàn bộ lòng đất khu vực núi Bối Tây đều có loại nước Trinh Nữ này? Trong đầu Diệp Phàm trăn trở mãi nghi vấn này, không có câu trả lời. Nếu thực là như thế, vậy chẳng phải nước Trinh Nữ trên núi Bối Tây còn nhiều hơn ở đảo Thủy Tinh sao? Chẳng lẽ núi Bối Tây và đảo Thủy Tinh thực sự có mối quan hệ nào đó? Diệp Phàm quyết định buổi tối một lần nữa lén đi vào động điện thần bí phía dưới cột đá tìm hiểu xem. Còn Trương Hùng và Lam Tồn Quân cũng đã tiến hành đàm phán chính thức với Thác Thái Thạch. Ký kết hợp đồng chính thức lần nữa. Còn Diệp Phàm lặng lẽ tiến thẳng đến đỉnh Thánh Nữ. Phát hiện phòng ốc vẫn như trước, cái hồ bị nứt vẫn ở đó, còn cây cầu không trung tạo ra từ nước Trinh Nữ cũng vậy, chỉ là không thấy vị Thánh Nữ Á Thủy Thanh Thanh xinh đẹp kiêu ngạo kia. Diệp Phàm chạy một vòng xung quanh, có thể xác định Á Thủy Thanh Thanh đã rời khỏi. Hắn đứng lại thật lâu trên cầu nước Trinh Nữ giữa hai đỉnh núi, ngẩn ngơ nhìn mặt trời nhàn nhạt trên không. Người đã cưỡi mây đi mất. Nơi đây trống không xử nữ kiều. Ai?
Diệp Phàm không nhịn được phiền muộn trong lòng. Đúng lúc này, xử nữ kiều trong không trung không ngờ lay động. Diệp Phàm còn tưởng đang nằm mơ, lặng yên cảm nhận một chút, cảm thấy đúng là chiếc cầu đang lay động. Hơn nữa, lúc này lại không có chút gió nào. Chẳng lẽ cầu sắp sập sao? Diệp Phàm suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị sẵn sàng trượt tới ngọn núi đối diện, đương nhiên là ở trong cự ly có thể trượt đi được. Răng rắc, một tiếng động kỳ lạ vang lên, cây cầu chấn động kịch liệt, Diệp Phàm vội vàng nhảy lên đỉnh núi. Không lâu sau, cả cây cầu đều bay lên không trung. Một lúc sau, cây cầu bắt đầu thu nhỏ lại, rồi lại thu nhỏ chỉ còn bằng một bàn tay. Diệp Phàm thấy thế liền vươn tay ra hút về, cây cầu giãy giụa giống như vật sống vậy. Diệp Phàm dốc ra sức lực toàn thân hút cây cầu vào lòng bàn tay. Chương 3620, chẳng lẽ tôi là vật trang trí sao? Phát hiện cây cầu vốn dài đến 78 dặm lúc này chỉ nhỏ bằng một cái móng tay. Cái thứ này chẳng lẽ lại là một binh khí cao cấp có thể tự do co duỗi? Diệp Phàm thầm nghĩ, thế nhưng cây cầu đó cũng không nhúc nhích gì nữa, hắn suy nghĩ mãi không ra, thấy trời sắp tối đành đút vào túi, chạy thẳng xuống núi. Buổi tối, thiếu nữ người A Cổ Lạp chào đón đoàn người Diệp Phàm bằng điệu múa nhiệt tình của người A Cổ Lạp bọn họ. Bao Nghị ôm Á Nhĩ Ba Oa nhảy múa đầy vẻ tình tứ. Còn Diệp Phàm lại một mình làm cái việc chỉ có đám chuột mới làm, đó chính là đào động ngầm. Bởi vì lần trước chỉ dùng tảng đá lớn lấp thông đạo, Diệp Phàm dùng sức của một người đã có thể đánh vỡ chui vào. Không lâu sau đã đến được cung điện ngầm thần bí kia, phát hiện lúc này thiên trọng nguyệt âm chi lộ trong hồ xử nữ dường như chỉ trong vài ngày đã giảm đi chỉ còn một nửa, hồ đã sắp nhìn thấy đáy. Mà Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, nước trinh nữ chảy ra từ phần chân cột đá lại càng ngày càng nhiều. Nước chảy đi đâu rồi? Diệp Phàm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn quanh quất để tìm hiểu xem nước trinh nữ đã chảy đi đâu. Giờ phút này, Diệp Phàm mới phát hiện ra rằng sau khi hấp thu hồn khí của huyễn ma và con chó đen, cùng một chút hồn khí của thiên ma, đôi mắt ưng dường như lại tiến bộ thêm. Khoảng cách có thể nhìn thấy và lực xuyên thấu mạnh hơn một chút, không lâu sau, quả nhiên phát hiện một chút manh mối. Dường như thiên trọng nguyệt âm chi lộ trong hồ được bó thành một sợi dây liên tiếp chảy vào trong nôi của mỹ nhân ngư. Lạ thật, chẳng lẽ hồ xử nữ này có chức năng như cuống rốn khi người mẹ mang thai hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài, còn cái nôi này chính là ối. Chất dinh dưỡng kỳ thực chính là nước trinh nữ được sản sinh từ thiên nhiên, thuộc một loại nước của đất trời. Đến gần nôi, Diệp Phàm phát hiện, mỹ nhân ngư vẫn im lặng ngủ trong nôi. Có điều, Diệp Phàm đột nhiên vui mừng phát hiện mỹ nhân ngư dường như đã lớn hơn một chút so với vài ngày trước. Tuy rằng lớn lên không nhiều, nhưng Diệp Phàm tin rằng mắt mình nhìn không nhầm. Cũng không biết khi nào em mới có thể chân chính trưởng thành. Em gái à, anh trai hy vọng em có thể hạnh phúc. Diệp Phàm lặng lẽ đứng trước nôi chúc phúc, sau đó cung kính dập đầu ba cái trước bức tượng nước trinh nữ phía sau nôi. Lại nói chuyện phiếm với mỹ nhân ngư một lúc, Diệp Phàm mới có chút phiền muộn rời khỏi. Sáng sớm ngày hôm sau đám người Diệp Phàm rời khỏi Bối Tây Sơn, trực tiếp trở về nước. Diệp Phàm trở về thủ đô trước. Đến thủ đô vừa đúng 9 giờ sáng, Diệp Phàm mang theo tài liệu có liên quan chạy thẳng đến tổng bộ tổ A. Sau khi thấy tài liệu Diệp Phàm trình lên cung Khai Hà rất vui mừng, gọi Diệp Phàm và Kế Vĩnh Viễn cùng ngồi xuống bàn trà ở khúc quanh. Diệp Phàm, có chuyện này muốn nói qua với cậu trước. Cung Khai Hà nói, đích thân pha trà. Có phải liên quan đến việc điều động của tôi không, tôi nghe đây. Diệp Phàm dựng hai tai, vẫn rất để tâm đến nơi sắp tới mình sẽ đi. Không phải, là chuyện liên quan đến Tề Thiên mà cậu đề cử. Cung Khai Hà nói. Cậu ta được lên rồi sao? Diệp Phàm hỏi, trong lòng cũng thoáng đoán ra được một chút, có lẽ Tề Thiên không có hy vọng rồi. Bằng không, câu đầu tiên Cung Khai Hà nói với cậu phải là chúc mừng mới đúng. Chuyện này cấp trên đã quyết định rồi, quân đoàn số 2 của Vịnh Lam Nguyệt đồng thời điều chỉnh chức vụ của hai phó quân đoàn trưởng. Một người được thăng chức là đồng chí Trấn Trung Lương, còn người kia là đồng chí Kiều Thế Hào. Tề Thiên làm cán bộ dự bị, đồng thời cho vào hồ sơ. Sau này có cơ hội, có vị trí chống cấp trên sẽ thận trọng suy xét. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc, nói. Xem ra, Diệp Phàm tôi nhảy lầu cũng vô dụng, đề cử của Diệp Phàm tôi trong mắt cấp trên chỉ là một đống phân chó phải không? Diệp Phàm nhìn không được chửi thề. Sao có thể nói vậy, đề cử của cậu vẫn có tác dụng chứ? Lần này Tề Thiên không có cơ hội, lần sau sẽ có thôi. Đừng coi thường danh sách cán bộ dự bị,
đối với Tề Thiên cũng là một cơ hội rất tốt. Cung Khai Hà giải thích. Dự bị, vĩnh viễn là dự bị, cái thói đời gì thế không biết. Diệp Phàm tức giận. Kỳ thực kết quả này đối với cậu mà nói chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Kế vĩnh viễn nói xen vào. Ồ, tướng quân kế, tôi chẳng thấy tốt chút nào cả. Người Diệp Phàm tôi ra sức đề cử lại bị gạt đi, đây là chuyện tốt sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Ha ha, dễ nói lại với đại viện Kiều gia mà. Chúng tôi cũng đã nhắc đến ý kiến của đồng chí Diệp Phàm trong thư đề cử, phải không nào? Chỉ là sửa đổi một chút, tình huống không cách nào nắm bắt được đối với cậu mà nói cũng là có lợi mà. Ít nhất cũng dễ nói chuyện với đại viện Kiều gia. Kế vĩnh viễn không chút tức giận, cười thoải mái. Không thèm, hơn nữa, thông qua sửa đổi của các anh, Diệp Phàm tôi thành người thế nào rồi? Chẳng phải thành hạng tiểu nhân trước mặt thế này sau lưng thế kia sao? Diệp Phàm tức giận đứng bật dậy. Yên tâm đi, chẳng có mấy người đọc đâu. Cái này cũng thích hợp với mắt nhìn của cấp trên. Không cần phải tức giận, người làm cấp dưới phải hiểu được ý của lãnh đạo cấp trên, điều này rất quan trọng. Cung Khai Hà nói. Tiếp thu, các anh đã bao giờ hiểu được tâm lý của cấp dưới chưa? Diệp Phàm hừ lạnh, nói. Tướng Diệp, đừng nóng lòng. Việc này dù sao cũng đã thế rồi, chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà. Hơn nữa, ý chí của tổ trưởng cung cũng là thể hiện tư tưởng thống nhất cao nhất của các đồng chí trong tổ chúng ta. Cậu cũng hiểu mà, ủy ban quân giới có một số đồng chí không có cùng tư tưởng với chúng ta. Nếu chúng ta không đồng lòng nhất trí thì đồng chí Trấn Trung Lương cũng khó có thể đi lên được. Nếu như anh ấy không thể lên, chúng tôi cũng đều sẽ cảm thấy áy náy. Kế vĩnh viễn nói. Thì ra là vậy. Tôi cuối cùng cũng hiểu, tập trung lực lượng đề cử một đồng chí là thể hiện thống nhất dân chủ hài hòa của tổ. Thể hiện hình tượng sáng chói của lãnh đạo tổ A. Các anh xem, tổ A chúng ta dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo đoàn kết biết bao. Một lòng đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu, thống nhất một lòng. Diệp Phàm giọng điệu đầy châm chọc. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thái độ gì thế? Đây là đại cục của tổ, không phải đã nói rõ ràng với cậu rồi sao? Làm như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì ý của cấp trên chính là như thế, nếu đã biết rõ không thể làm mà cứ cố làm, chính là không sáng suốt. Cậu đã công tác trong ban ngành chính phủ một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút lý lẽ đó cũng không hiểu. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Bốp! Diệp Phàm thực sự tức đến không nhịn được nữa, đập bàn một cái đứng bật dậy, cười lạnh nói. Tôi có thái độ gì, các anh có lúc nào chú ý đến thái độ của tôi? Các anh chỉ khi nào gặp phải nhiệm vụ quan trọng không đồng chí nào đảm nhận được mới nhớ đến tôi mà thôi. Diệp Phàm tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ để xông pha nơi nguy hiểm, là đồ chơi trong tay các anh phải không? Tôi lúc đó cũng đã tỏ thái độ rất rõ ràng, tôi không có ý kiến với đồng chí Trấn Trung Lương mà tổ đề cử. Nhưng Diệp Phàm tôi cũng muốn đề cử một đồng chí, chẳng lẽ ngay cả tỏ thái độ các anh cũng không cho phép? Các anh còn nói đến dân chủ cái mẹ gì? Tôi thấy căn bản chính là độc tài. Công việc này không làm cũng thế thôi. Dù sao làm cho đến chết cũng chỉ là một tên tiểu tốt vô dụng. Một tên người hầu không liên quan gì đến ủy ban tổ, không làm nữa. Diệp Phàm cực kỳ tức giận, đứng lên xoay người mà đi. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Diệp Phàm. Kế vĩnh viễn đuổi theo, có điều, làm sao đuổi kịp. Trong nháy mắt tên này đã đi mất tăm mất tích. Anh Cung, anh xem, chuyện này. Kế vĩnh viễn thở hồng hộc quay trở lại, vẻ mặt khó coi, ngồi xuống. Thiền cận nông nổi, Cung Khai Hà tôi không cho cậu ta phát biểu ý kiến khi nào. Không tôn trọng ý kiến của Diệp Phàm cậu ta khi nào. Sai xử cậu ta như một quân cờ khi nào, không suy nghĩ cho cậu ta khi nào chứ. Đúng thật là, Cung Khai Hà cũng tức giận đặt mông ngồi xuống ghế, lời nói cũng không rõ ràng nữa. Tôi biết anh là muốn tốt cho cậu ta, ý của cấp trên đã rõ ràng rồi. Còn cố đề cử lên trên ngược lại sẽ phân hóa sức đề cử người của tổ A chúng ta. Đề cử một người không giống đề cử hai người. Ý kiến của một số đồng chí trong ủy ban quân giới không thống nhất với chúng ta chỉ có một danh ngạch mà thôi. Nếu như làm không tốt ngay cả cái danh ngạch duy nhất này cũng để người khác lấy mất, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn tướng quân Trấn dưới suối vàng. Người ta sẽ nói chúng ta tham lam, ngay cả quân đội bình thường bên đó cũng muốn thâu tóm. Huống chi. Việc này còn liên quan đến một danh ngạch khác, lại là đại viện Kiều gia đề cử. Danh ngạch Diệp Phàm đề cử nếu thực sự để Tề Thiên nhận, cậu ta cũng không dễ nói chuyện với họ.
tôi tin rằng đồng chí Diệp Phàm sau khi tỉnh táo lại sẽ nghĩ thông suốt, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Kế Vĩnh Viễn vội vàng an ủi. Anh xem thái độ của cậu ta đấy, tính ương bướng nổi lên rồi liền chẳng nghe ai nói gì nữa. Cung Khai Hà nói. Ha ha ha, đồng chí cùng anh chính là thủ trưởng của tổ chúng ta, ương bướng thế nào không phải anh đều có thể xử lý sao? Kế Vĩnh Viễn cười nói. Xử lý, tôi nào xử lý nổi tên ương bướng này. Ngày ngày tôi cung phụng đến mức cậu ta sắp biến thành tổ tông của tổ A chúng ta rồi. Cung Khai Hà bị làm cho tức giận, cười rộ lên. Hết giận là tốt rồi, kỳ thực, vừa rồi tôi cũng đã xem qua tài liệu báo cáo của cậu ấy. Có chút kỳ lạ đồng chí Khai Hà ạ. Kế Vĩnh Viễn nói. Anh cũng phát hiện ra đầu mối rồi phải không? Cung Khai Hà sửng sốt, cười hỏi. Thì ra anh đã sớm phát hiện, không thẹn là chủ chốt của tổ ta, nhãn quang thế này kế tôi thật không thể so bì được. Kế Vĩnh Viễn không ngờ tâng bốc một chút. Anh tâng bốc không đúng người rồi, chủ chốt không phải là tôi đâu. Trong tổ tôi nhiều nhất chỉ là một phó tổ trưởng thường vụ mà thôi, chủ chốt là ông ta mới đúng. Cung Khai Hà cười nói. Ha ha, phó tổ trưởng không biết, vậy là tổ trưởng rồi. Là bí thư đảng ủy rồi. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Anh kế trước tiên hãy nói anh nhìn ra cái gì đi. Cung Khai Hà khôi phục bình tĩnh. Vốn chúng ta cũng biết lấy được mỏ đồng bối Tây Sơn chính là công lao của Diệp Phàm, hơn nữa, người hành động cụ thể chính là đồng chí Trương Hùng. Nghe nói ngay cả hợp đồng cũng đã ký kết, hiện tại anh xem, lại trở thành hai người. Đồng chí Tồn Quân đã đến từ lúc nào? Hơn nữa, việc giải cứu con tin cũng trở thành kế sách của đồng chí Tồn Quân. Mấy ngày nay cậu ta còn ở trong nước, sao lại có thể điều khiển từ xa đến tận châu Phi xa xôi mấy chục ngàn dặm nhỉ? Chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm qua đó để trang trí sao? Kế Vĩnh Viễn cười nói.